Nàng nghĩ, lúc ấy La Quân tại tử vong trước một khắc gọi điện thoại cho mình, đó là một loại như thế nào tâm tình a? Có thể chính mình nhưng không có cho hắn một cái sắc mặt tốt. Ngẫm lại, đó cũng là đầy đủ để tâm hắn lạnh. Thật xin lỗi, La Quân. Ninh Hàm mắt đỏ, cúi đầu xuống. La Quân cười khan một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, vậy thì có cái gì thật xin lỗi, ngươi lại không biết. Hắn mãi mãi cũng sẽ không đi của trách Ninh Hàm. Phải nói, La Quân vốn là cái lòng dạ rộng lớn người. Lúc trước Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh hiểu lầm hắn, không tin hắn, hắn cũng không có thật tức giận. Ninh Hàm gặp La Quân như vậy, trong lòng càng thêm áy náy. Cảm thấy hắn thật sự là đại trượng phu, mà mình là thật tiểu nữ tử. Bất quá nàng lập tức lại cảm thấy kỳ quái, nói, như là đã hóa giải ân oán, cái kia về sau Tiểu Tuyết sao lại thế? La Quân giải thích nói, Lâm Văn Long là đáp ứng Lâm lão gia tử không giết ta. Nhưng là Lao Sơn nội gia quán Thủy Chung vẫn là cảm thấy muốn đem ta giết mới thống khoái. Bọn họ không dám công khai tới tìm ta phiền phức, thế là liền nghĩ đến từ khía cạnh vào tay. Cũng là dưới loại tình huống này, bọn họ tại Tiểu Tuyết trên thân làm tay chân. Nói đến, chuyện này vẫn là ta liên lụy ngươi cùng Tiểu Tuyết. Ninh Hàm nhất thời lòng còn sợ hãi, nhưng làm nàng vui mừng là, Tiểu Tuyết đã không có việc gì. La Quân tiếp tục nói, Lao Sơn nội gia quán là ngầm xuất thủ, dạng này Lâm lão gia tử cũng không có cách nào nói cái gì. Ngày đó ngươi hỏi ta đi nơi nào, đó là bởi vì ta nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại nói cho ta biết, muốn ta qua một chỗ, chỉ muốn đi nơi đó liền có thể cứu Tiểu Tuyết. La Quân sau đó liền đem cùng ngày sự tình nói ra. Ninh Hàm nghe được La Quân ký giấy sinh tử lúc không khỏi nhiệt lệ cuồn cuộn, tuy nhiên Tiểu Tuyết là bởi vì La Quân mà liên lụy. Nhưng La Quân nhưng cũng là thật vì Tiểu Tuyết đến bốc lên sinh tử đại hiểm. Giờ khắc này, Ninh Hàm đối La Quân chỉ có cảm kích, lại không một tia oán hận. Thật xin lỗi, La Quân, Ninh Hàm nói lần nữa. La Quân cười ha hả, nói ra, cũng không có gì. Vậy bây giờ đâu? Ninh Hàm lập tức lại hỏi. Ngày mai là võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ngày cuối cùng. La Quân lúc này chỉ cầu thống thống khoái khoái, liền cũng nói thẳng, ngày mai cũng là Lao Sơn nội gia quán giết ta sau cùng cơ hội, bọn họ nhất định sẽ rất điên cuồng phản công. Mà lại, ta trên người bây giờ thụ thương, ngày mai ta có thể còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn. Hắn đón đến, nói, cho nên, Hàm tỷ, hiện tại ta cái gì đều không muốn giấu giếm ngươi. Ta không muốn ta vạn nhất chết. Người vẫn là tại hận ta. Ninh Hàm không khỏi kinh hãi thất sắc, nàng lại như thế nào có thể thừa nhận được La Quân chết mất đả kích, nếu là dạng này, nơi đó cũng không cần đánh. Chúng ta chạy khỏi nơi này không được sao? La Quân nói ra, không có đơn giản như vậy. Lao Sơn nội gia quán người một mực đang giám thị ta, ta ngày đó không bị thương tổn tình huống dưới, lái xe cao hơn nhanh đều không chạy đi. Hiện tại ta thụ thương, kia liền càng đừng hòng trốn đi. Ta chỉ có duy nhất một con đường. Cái kia chính là đánh xuống. Ninh Hàm nói ra, Lâm Thiến Thiến tiểu thư như thế có bản lĩnh, chúng ta có thể cầu nàng hỗ trợ a. La Quân nói ra, nàng cũng không có cách nào. Hắn đón đến, nói ra, Hàm tỷ, người cũng không nên quá lo lắng. Ta vẫn là có một đường sinh cơ, đêm nay ta muốn xung kích ta tu vi bên trên mấu chốt nhất một bước. Một khi ta trùng kích thành công, liền rất có thể thương thế khỏi hẳn, vào ngày mai võ đạo giải đấu lớn bên trên sống sót. Ta hiện tại đem hết thảy đều nói cho ngươi, ta cũng coi là không tiếc nuối. Con hàng này thực còn muốn nói, nếu như đêm nay có thể ngủ chung mới là thật không có tiếc nuối. Nhưng hắn đối mặt Ninh Hàm, nơi đó dám thật nói ra. Ninh Hàm lại là lâm vào trầm mặc. La Quân liền cũng không nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, Ninh Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, trải qua mấy ngày nay. Ta cũng một mực đang nghĩ một việc. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, sự tình gì? Ninh Hàm nói ra, có phải hay không chỉ cần ta không nghĩ cùng ngươi kết hôn, ngươi liền sẽ không có áp lực, liền sẽ đi cùng với ta. La Quân không khỏi mồ hôi, hắn ấy ấy lấy không biết nên nói cái gì. Ninh Hàm còn nói thêm, ta minh bạch ngươi, ngươi thích đến chỗ chạy, không có lo lắng. Ta lại nghĩ, đến là ngươi người trọng yếu, vẫn là hôn nhân cái kia chứng trọng yếu. La Quân nhìn về phía Ninh Hàm, hắn không cắt đứt Ninh Hàm. Ninh Hàm tiếp tục nói, ta muốn thật lâu, ta rốt cục nghĩ thông suốt. Nàng đón đến, nói ra, ta có quán ba, có đầy đủ tiền, có Tiểu Tuyết. Ta không nên lại khẩn cầu quá nhiều, nếu có ngươi, ta hội khoái lạc. Nếu như ngươi ra ngoài, ta còn có quán ba, Tiểu Tuyết.
mà lại ta biết, ngươi nhất định sẽ trở về. Dạng này thực cũng rất tốt, ngươi vốn cũng không phải là phàm phu tục tử, ta vì cái gì nhất định muốn ngươi cải biến đâu. La Quân không khỏi kích động lên, hắn nhìn về phía Đinh Hàm, trong ánh mắt mang theo nói không nên lời dục vọng. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ta không dám hứa chắc ta sẽ không theo khác nữ nhân làm ra chuyện hoang đường. Đinh Hàm ánh mắt phức tạp, nàng bỗng nhiên mang theo một tia oán hận nhìn về phía La Quân, nói, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn sống như thế minh bạch. Cái gì đều muốn theo ta nói ra. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, thật xin lỗi, Hàm tỷ, ta trước kia chưa bao giờ ưa thích qua bất kỳ nữ nhân nào. Cho nên, đối mặt với ngươi lúc, ta biết rõ chính ta tính tình, ta thì càng sợ hội hại ngươi. Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi suy nghĩ gì cũng không bằng suy nghĩ thật kỹ, ngày mai có thể không có thể còn sống sót. Không phải vậy, ngươi đều không có tư cách này. Nếu như ngươi ngày mai có thể sống sót, ngươi coi như qua bên ngoài, theo khác nữ nhân như thế nào, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, đừng để ta biết. Thứ hai, yêu khác nữ nhân nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, cái này thật đã là ta tuyến, cực hạn. Ngươi không nên ép ta nữa. La Quân hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đinh Hàm đứng lên, nói ra, ta không biết ngươi ngày mai có thể không có thể còn sống sót, ta cũng biết, ngươi đêm nay muốn cái gì, ta qua tắm rửa, ngươi chờ ta. Nàng nói xong câu nói sau cùng, khuôn mặt lập tức đỏ như chín mọng táo. La Quân trái tim lập tức phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên, huyết dịch của hắn bắt đầu sôi trào lên. Hắn có thể cảm giác mình mẫn cảm địa phương đã dậy phản ứng. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Đinh Hàm cái kia mỹ diệu trắng như tuyết thân thể mềm mại, hắn liền không cách nào tự kiềm chế a. Bao nhiêu cái ngày đêm bên trong, hắn đều là ảo tưởng lấy Đinh Hàm tại dưới người mình. Bây giờ, nguyện vọng rốt cục muốn thực hiện, cũng không ai có thể ngăn trở mình. Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước ào ào thanh âm, xuyên thấu qua cái kia cửa thủy tinh, có thể trông thấy bên trong mông lung thân ảnh. Cái kia mông lung thân ảnh đều là như vậy uyển chuyển. La Quân cảm thấy mỗi một giây đều là dày vò chờ đợi. Bất quá ngay lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. Hắn cầm lên liền muốn tắt máy, bất quá thấy là Lâm Thiến Thiến đánh tới. Hắn ngẫm lại, vẫn là kết nối. Ngươi ở đâu? Lâm Thiến Thiến quan tâm hỏi. La Quân lập tức che microphone, hắn chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta ở bên ngoài đi đi, ta cần phải thật tốt suy nghĩ một ít gì đó, là liên quan tới trên tu hành đồ, vật. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Thiến Thiến không nghi ngờ gì, nàng cũng liền không có lại xoắn suýt vấn đề này. Chỉ nói là nói, nếu như thực tại không thể được, ngươi phải sớm điểm nói với ta, ta tốt nghĩ biện pháp. Nàng đón đến, nói ra. Ta không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng tại thời khắc mấu chốt như thế không trượng nghĩa, cho ta coi nàng là làm bằng hữu. Dẫn lửa cô nãi nãi ta, ta để gia gia của ta trực tiếp cho nàng hạ mệnh lệnh, nàng châu cái gì châu a. La Quân không khỏi trong lòng cảm động, Lâm Thiến Thiến thật sự là bất cứ lúc nào chỗ nào đều là như thế này quan tâm chính mình. Hắn cũng minh bạch Lâm Thiến Thiến tâm ý, suy nghĩ lại một chút chính mình lại ở chỗ này cùng Đinh Hàm. Hắn không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Bất quá. Vừa nghĩ tới Đinh Hàm mỹ diệu dáng người, cái này nho nhỏ tội ác cảm giác cũng liền bị La Quân ném đến lên 9 tầng mây qua. Hắn thật cũng không sốt ruột tắt điện thoại, chỉ nói là nói, Thiến Thiến, ngươi không nên trách Trầm Mặc Nùng. Vì cái gì, Lâm Thiến Thiến khó chịu nói. La Quân nói ra, ta cảm thấy chúng ta làm người nhất định muốn hiểu được cảm ơn, Trầm Mặc Nùng đã giúp chúng ta rất nhiều. Nàng hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận. Đối với nàng... Ta chỉ có nói cảm tạ để ý, không có oán niệm trả trách để ý. Chương 127, Khoa học kỹ thuật thời đại. Lâm Thiến Thiến hơi hơi ngẩn ngơ, nàng thực là cao hứng. Bởi vì trong nội tâm nàng La Quân chính là như vậy một cái ân oán rõ ràng nam tử hán. Lòng dạ hắn như đại như biển rộng lớn. Bất quá, nàng trên miệng vẫn là nói, tốt, tốt. Hợp lấy các ngươi đều là người tốt, ta là người xấu. La Quân trong lòng mềm mại xuống dưới. Hắn nói khẽ, Thiến Thiến, ngươi đừng nói như vậy. Ta cũng không muốn nói với ngươi cảm ơn, nhưng là... Hắn ngừng một lát, nói ra, ta rất lợi hại cảm tạ lão thiên có thể an bài ta và ngươi nhận biết, cũng rất cảm động, tại ta sinh mệnh bên trong có ngươi dạng này một người bạn. Chúng ta tuy nhiên không làm được người yêu, nhưng người vĩnh viễn trong lòng ta có một cái vô cùng đặc thù vị trí. Lâm Thiến Thiến hốc mắt nhất thời đỏ, nàng không quá thích ứng dạng này phiến tình.
nói, ngươi đừng nói những vật này, làm ta đều muốn khóc. Ta mặc kệ cái khác, dù sao ngươi không để xảy ra việc gì, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Nếu như ngươi thật vào ngày mai xảy ra chuyện, ta liền xem như không muốn sống, ta cũng phải đem Lao Sơn Nội ra quán cho nhổ tận gốc. La Quân chưa hề nói cảm ơn, hắn chỉ nói là nói, Thiến Thiến, liền xem như vì ngươi, ta cũng sẽ không để chính mình có việc. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi câu nói này, Lâm Thiến Thiến nói ra. Sau đó, nàng còn nói thêm, ngươi tĩnh dưỡng thật tốt đi, ta không quấy rầy ngươi. Sau đó, nàng tắt điện thoại. La Quân liền cũng liền thu điện thoại. Hắn ngẩng đầu một cái liền trông thấy Đinh Hàm đã tắm rửa đi ra, Đinh Hàm bọc lấy khăn tắm lớn, trắng như tuyết vai lộ ở bên ngoài, tóc nàng ướt sũng. Giờ phút này nàng, mê người tới cực điểm. Bất quá Đinh Hàm mặt rất đỏ, nàng còn là có chút xấu hổ. La Quân mắt nhìn Đinh Hàm, lập tức liền có phản ứng. Hắn không vô ác ý phỏng đoán, Hàm tỷ bên trong nên không hội không có cái gì a. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Đinh Hàm nói ra, ngươi cũng đi tắm đi, nàng xấu hổ mà ức chế. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt. Ngay sau đó, hắn xuống giường, liền chuẩn bị qua phòng tắm. Con hàng này dự định đi ra thời điểm không mặc gì cả, hắn có thể tưởng tượng đi ra lúc, Đinh Hàm nhất định sẽ tránh trong chăn. Ha ha, tha thiết ước mơ, mơ tưởng đã lâu nguyện vọng rốt cục muốn thực hiện, suy nghĩ một chút, lại có thể nào không kích động đâu. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Tiếng đập cửa truyền đến. Ta dựa vào, La Quân thầm mắng một tiếng. Đinh Hàm cũng là giật mình, trên khuôn mặt của nàng hiện lên kinh hoàng, dùng ánh mắt hỏi thăm La Quân, nói, làm sao bây giờ? La Quân cũng không sợ, lão tử lại không phạm pháp, sợ cái chim này. Bất quá Đinh Hàm ra mặt mỏng, nàng lập tức hướng La Quân điệu bộ, cũng nói khẽ, ta qua bên trong mặc quần áo. La Quân gật gật đầu, cái kia tiếng đập cửa càng phát ra dồn dập lên. La Quân hỏa không đánh một chỗ đến, cái kia đồ chó hoang đến phá hư lão tử chuyện tốt. Hắn nhanh chóng đi vào trước cửa mở cửa. Chờ nhìn thấy ngoài cửa người, La Quân lửa giận lại là thế nào cũng không phát ra được. Bởi vì đứng ở cửa một cái cười mỉm nữ nhân. Nữ nhân này một thân màu đen váy dài, yêu nhã cùng cực, chính là Quốc An lục sử Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng khí chàng vẫn là như vậy cường đại, nàng cười giả dối, nói ra, thật có lỗi. Thật giống như ta quấy rầy ngươi tốt sự tình. La Quân cười ha hả, chỗ của hắn có ý tốt thừa nhận, thế là nói sang chuyện khác nói ra, ngươi lúc này tới tìm ta, nhất định là có chuyện a. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, không sai. Nàng đón đến, có chút tức giận nói ra, ta ngược lại thật ra nói ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a, đều cái này trong lúc mấu chốt, ngươi còn có tâm tình lêu lổng. La Quân có chút xấu hổ sờ mũi một cái, nói ra, mình còn là có chuyện nói sự tình đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đi với ta một chuyến đi. La Quân không khỏi hỏi, làm gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, nói nhảm cái gì, chẳng lẽ ta hội hại ngươi? Nàng sau khi nói xong xoay người rời đi. La Quân ngẫm lại, liền xoay người lại đến phòng tắm trước gõ cửa. Đinh Hàm mở cửa, khuôn mặt nàng đỏ hồng, bất quá y phục đã mặc. Nàng có chút xấu hổ, nói, người muốn đi ra ngoài. La Quân gật đầu nói, đúng. Đinh Hàm tỏ ra là đã hiểu, nói ra, vậy ngươi mau đi đi, ta không sao, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, Hàm tỷ, ngươi thật tốt. Hắn sau khi nói xong đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hôn đi lên. Hắn đã sớm muốn hôn Đinh Hàm. Đinh Hàm môi quá mê người, La Quân cái hôn này đi lên, Đinh Hàm ngẩn ở tại chỗ. La Quân cảm giác cái hôn này mềm mại bên trong mang theo một tia nói không nên lời kỳ diệu xúc cảm, vô cùng hưởng thụ. Hắn hôn xong sau cũng không ngừng lại, nhanh chóng ra khỏi phòng. Xem ra có chút giống là đào tẩu. Đinh Hàm cũng là kinh ngạc đến ngây người, bất quá nàng xem thấy La Quân đào tẩu bộ dáng lại cảm thấy buồn cười không thôi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra núi Phú Sĩ Đại khách sạn về sau, hai người tới một cỗ tam lăng Mitsubishi xe đua trước. Trầm Mặc Nùng sau khi lên xe, La Quân rất lợi hại tự giác ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chúng ta đi nơi nào? La Quân không khỏi hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nói nhảm quá nhiều, qua chẳng phải sẽ biết. Nàng sau khi nói xong thì khởi động chân ga, nhanh chóng mở. La Quân cũng thì không hỏi thêm nữa. Lúc này là trạng vạng tối 6 giờ, chân trời thải hà phá lệ mỹ lệ hùng vĩ. Trầm Mặc Nùng lái xe rất nhanh, tại sau 10 phút liền đến một đầu trên quốc lộ.
Cái này quốc lộ là thông hướng vùng ngoại ô có một ngọn núi lâm đường cái. Cùng lúc đó, La Quân nhìn ngó nghiêng hai phía, hắn là muốn nhìn một chút Lao Sơn nội gia quán người đến ở nơi nào. Ngươi không cần nhìn, Trầm Mặc Nùng nói ra, thật là có một cao thủ theo chúng ta, lấy ngươi tu vi, cảm giác không ra. La Quân hơi hơi uể oải, cái này Lao Sơn nội gia quán người quả thật là âm hồn bất tán. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ cần ta không mang theo ngươi đào tẩu, Lao Sơn nội gia quán không có bất luận cái gì hành động. Nàng đón đến, nói ra, bất quá ta nếu thật muốn dẫn người đi, Lao Sơn nội gia quán ở chỗ này người cũng là ngăn cản không nổi. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi cự tuyệt Thiến Thiến thỉnh cầu, lần này lựa chọn không giúp ta đào tẩu, là bởi vì ngươi muốn bức một chút ta đúng hay không? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, tính ngươi còn không phải quá đần. Nàng đón đến, còn nói thêm, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, cũng coi như xứng đáng ta nhọc lòng. Ta biểu hiện, La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, ngươi chỉ là. Trầm Mặc Nùng nói ra, Lâm Thiến Thiến không phải điện thoại cho ngươi mắng ta sao? La Quân giật mình, theo gặp quỷ giống như, nói, ngoá, làm sao ngươi biết? Hắn là biết mình điện thoại di động là không có an lắp máy nghe lén. Chẳng lẽ lúc ấy Trầm Mặc Nùng ở bên ngoài nghe lén? Hắn vừa nghĩ như vậy, Trầm Mặc Nùng liền nói, ta nhưng không có đào góc tường thói quen. La Quân khó hiểu nói, vậy làm sao ngươi biết ta cùng Lâm Thiến Thiến ở trong điện thoại nói cái gì? Hắn cảm thấy cái này quá tà dị, cũng quá không có cảm giác an toàn. Trầm Mặc Nùng xe mở nhanh chóng, rất nhanh liền đến vùng ngoại ô. Lúc này màn đêm đã buông xuống, một vòng new moon bay lên bầu trời. Cái kia bên trái là một mảnh sơn lâm, ban đêm sơn lâm cho người ta một loại thanh lãnh như thục sơn cảm giác. Trầm Mặc Nùng đem xe dừng lại, nàng nói ra, người thật làm chúng ta lục sử là ăn trắng cơm khô. La Quân nói ra, ta rất rõ ràng điện thoại di động ta bên trong không có an lắp máy nghe lén, trong phòng ta cũng không có những vật này. Ngươi không có đạo lý sẽ biết ta cùng Lâm Thiến Thiến nội dung điện thoại. Trầm Mặc Nùng xem thường nhìn La Quân liếc một chút, khoan hãy nói, nàng liền xem như ánh mắt khi dễ cũng là phong tình vạn trùng. Trong xe này, tất cả đều là nàng mùi thơm, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Trầm Mặc Nùng nói ra, an lắp máy nghe lén, đây đều là bao nhiêu năm trước cũ rích khoa học kỹ thuật. Nói cho ngươi đi, chúng ta muốn nghe trộm một người thời điểm, sẽ trực tiếp xâm lấn cái kia một mảnh ở chỗ đó ba Internet, sau đó thông qua Internet trực tiếp thu hoạch điện thoại di động của ngươi nội dung. Vô luận là số liệu, vẫn là ngươi gọi điện thoại cái gì, đều có thể đạt được. Mà lại, chúng ta còn có thể cách không sử dụng điện thoại di động của ngươi đến gọi điện thoại, gửi nhắn tin. La Quân không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn cảm thấy mình đều có chút theo không kịp thời đại. Đã Hoa Hạ đều có loại này khoa học kỹ thuật, nước Mỹ cũng sẽ có. Tương lai rừng cây đối chiến bên trong cũng sẽ có, nếu như mình lại không chuyển đổi tư duy, vậy liền thật sự là lạc hậu. Cái này khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, khiến người ta khó lòng phòng bị a. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, ta cũng không phải muốn cố ý nghe trộm ngươi điện thoại, bất quá là người phía dưới nói có nghe được các ngươi đang đàm luận ta, cho nên liền nghe vài câu. Nàng cười cười, nói ra, không thể không nói. Tiểu tử ngươi tâm tính còn là rất không tệ. La Quân lại là không để ý tới cái này gốc dạ, lòng còn sợ hãi nói ra, hiện ở thời đại này, khoa học kỹ thuật tuy nhiên cho chúng ta mang đến rất đại tiện lợi. Nhưng là công dân muốn có chút tự ẩn cũng quá khó đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, muốn có tự ẩn cũng đơn giản, các ngươi trực tiếp hồng nhạn truyền thư, không dùng tay máy bay, điện thoại, máy tính, vậy chúng ta cũng là vô kế khả thi. Hiện tại lớn bao nhiêu tập đoàn ở giữa truyền lại thương nghiệp tin tức, toàn bộ đều là gửi thư. La Quân như có điều suy nghĩ. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, ngươi chớ cùng ta vô nghĩa, mang ngươi đi ra không phải thảo luận vật này. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, thì ngươi bây giờ cái này tình huống, ngày mai còn có cơ hội sống sót sao? La Quân run lên, cái này trời đã hắc, lưu cho mình thời gian là thật không nhiều. Ngày mai đóng qua không, như vậy hết thảy đều là ngừng nói a. La Quân nghĩ đến cái gì, lại hỏi Trầm Mặc Nùng. Nói, người dẫn ta tới nơi này, nhất định là có mục đích a. Trầm Mặc Nùng nói, xuống xe đi. Nàng nói xong cũng trước xuống xe. La Quân xuống xe theo. Sau đó, Trầm Mặc Nùng trực tiếp lên núi lâm, La Quân cũng theo ở phía sau. Mảnh rừng núi này một mảnh rậm rạp, ban đêm khí ẩm rất nặng. Trầm Mặc Nùng nói ra, mang người tới nơi này, là muốn cho ngươi rời xa xi măng cốt thép thành thị,
hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đến muốn là cái gì? La Quân buồn rầu đứng lên, hắn thật là muốn tìm chính mình võ đạo. Nhưng hắn lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là thủy chung tìm không thấy, hắn hãm tại một cái tự mình nhìn không thấy buồn ngủ trong cục. Trầm Mặc Nùng một đi thẳng về phía trước, sau đó đi vào một cây đại thụ trước. Nàng thân thể nhẹ nhàng đạp một cái, lại là mượn nhờ bên cạnh một cái cây, nhanh gọn đến trên cây. Cái này leo cây công phu quả nhiên là tuấn lắm đây. La Quân cũng liền xem mèo vẽ hổ, cũng tới thụ. Hắn bên trên là cùng Trầm Mặc Nùng giống nhau thụ, hai người ngồi tại trên chạc cây, cách không đến một mét. Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên nói ra, La Quân, ngươi hẳn là cũng biết thiên mệnh giả không phải độc nhất vô nhị. Còn có thật nhiều giống như ngươi thiên mệnh giả, ta gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm tiểu hòa tử, tỷ như Nhạc Lan Đình, tỷ như Tiêu Bắc Thần, còn có Dương Lăng, những người này đều là thiếu niên anh tài, kinh tài tuyệt diễm. La Quân trong mắt lóe lên một tia cổ quái, hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng lời này rất lợi hại lão khí hoành thu. Chương 128, rốt cục đột phá. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, bất quá, tại những người này, ta coi trọng nhất lại là ngươi. Ngươi biết tại sao không? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, bởi vì ta là đẹp trai nhất. Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi có thể không như thế trái lương tâm sao? Tuy nhiên ngươi không tính xấu, nhưng là ngươi theo Nhạc Lan Đình, Tiêu Bắc Thần, Dương Lăng những người này có thể so sánh đẹp trai không? Điểm này thật đúng là để La Quân vô pháp phản bác, mụ mụ chứng, vô luận là Dương Lăng vẫn là Nhạc Lan Đình, hay là Tiêu Bắc Thần, những người này một cái so một cái yêu nghiệt, một cái so một cái đẹp trai. La Quân bất đắc dĩ thở dài. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta coi trọng nhất ngươi, là dựa vào mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, đây là rất lợi hại quan trọng một điểm. Chúng ta thường thường hình dung một cái ưu tú người đều sẽ như thế hình dung. Cái kia chính là tài đức vẹn toàn. Xưa nay sẽ không có người nói tài đức gồm nhiều mặt, cái này đức là xếp tại mới phía trước. Không hề nghi ngờ, La Quân ngươi cùng bọn hắn so sánh, ngươi nội tâm là cương chính, mà lại ngươi là thiện lương, chính nghĩa. Cái kia Dương Lăng, tính cách cực đoan, không để ý chút nào cùng người khác chết sống. Hơn nữa còn biến thái yêu chính hắn gì nhỏ. Đương nhiên, hắn việc tư ta không nhiều hơn bình luận. Còn Nhạc Lan Đình cao ngạo tự đại. Hắn khi còn nhỏ thụ ra ra hắn Khổng Tước Vương rất nhiều quở trách, cho nên ghi hận trong lòng. Nhất tâm muốn vượt qua ra ra hắn thành tựu, hắn là không phải khái niệm rất mơ hồ. Trầm Mặc Nùng đón đến, còn nói thêm, về phần Tiêu Bắc Thần, hắn là Nhật Bản người, cái kia không có gì để nói nhiều. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, hiện ở niên đại này, giống như bị hình người cho thiện lương chính trực, theo đang mắng người giống như. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, người sống một đời, nơi đó lại tránh cho đến lời đàm tiếu. Trí giả làm gì quan tâm ngu xuẩn người cái nhìn, coi như ngươi là tại quyên tiền làm việc thiện, nhưng cũng chỉ có vắt chảy ra nước ngu bê nói ngươi là đang làm dáng. Trầm Mặc Nùng quan điểm, La Quân thật là rất lợi hại đồng ý. Đường là mình đi, cần gì phải bởi vì người khác ánh mắt đến cải biến chính mình lộ tuyến. Tựa như rất nhiều năm trước, Nghiêu Đao hát khoảng không bất động sản. Lúc đầu có tiền mua nhà nhân tướng tin, kết quả hiện tại rốt cuộc mua không lên. Trung ngôn luôn luôn khó nghe, đảm nhiệm Chí Cường một mực nói muốn tăng, kết quả vạn nhân mắng. Nhưng là tin người khác xem như kiếm được. Mà lại, có chút vô sỉ hát khoảng không Nghiêu Đao, tỉ như lúc Hàn Băng hạng người. Một bên hô hào muộn một năm mua nhà thiếu phấn đấu 30 năm. Kết quả trong nhà mình mua xong mấy bộ. Đương nhiên, bây giờ giá phòng tránh thức mềm nhũn đã không thích hợp tại đầu tư. Bất quá, vừa cần, chỉ cần là chính mình ở. Mà lại có năng lực mua, như vậy thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, điểm thứ nhất coi trọng ngươi nguyên nhân, là ngươi đức. Đương nhiên, cái này đầu tiên đến xây dựng ở ngươi là thiên mệnh giả trên cơ sở. Không phải vậy, ngươi không có vận khí, hết thảy cũng không cần nói. Còn điểm thứ hai, đó là ngươi năng lực. Tuy nhiên ngươi bây giờ tu vi còn không được tốt lắm. Nhưng là, ngươi tương lai là vô hạn, chỉ cần ngươi vượt qua trước mắt một bước này. Như vậy Dương Lăng hạng người tuyệt đối là không có cách nào cùng ngươi so. La Quân hơi hơi kinh ngạc, hắn nói ra, vì sao lại cho rằng như vậy? Chính hắn đều không coi trọng mình như vậy. Tuy nhiên La Quân một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng là theo Dương Lăng bọn họ so ra, hắn vẫn là không có loại kia lòng tin hội mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Riêng là dưới mắt, hắn một mực liền kim đan chi cảnh đều lĩnh hội không thấu. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói,
ngươi biết vì cái gì Dương Lăng bọn họ đều có thể đi vào kim đan chi cảnh, hết lần này tới lần khác ngươi không thể sao? La Quân nhất thời tức giận nói nhảm, ta đây có thể biết sao? Ta biết, chẳng phải sớm thành công. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Dương Lăng, Nhạc Lan Đình mục tiêu, võ đạo là rất rõ ràng, nhưng cũng rất nhỏ hẹp. Cũng là một mực muốn trở nên mạnh hơn. La Quân nói, ta đều không rõ ràng ta muốn cái gì, cái này chẳng phải là càng hỏng bét. Trầm Mặc Nùng nói ra, thế gian lợi hại nhất là cái gì? La Quân cảm thấy có chút không khỏi rượu, nói. Trầm Mặc Nùng không khỏi im lặng, nói, thủy hỏa vô tình ngươi chưa từng nghe qua sao? Cái kia thủy cùng hỏa thì là lợi hại nhất, nhưng hai thứ này lại là cùng người chặt chẽ không thể tách rời. Mà lại, chúng nó là không có cố định hình thái. Liền đang như ngươi, vô vi mà trị, hiểu không? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nếu không phải ta sớm giải ngươi, ta nhất định cho là ngươi là thần côn. Ta cái này không ôm chí lớn người đều bị ngươi nói như thế lải nhải. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói là vô vi, nhưng cũng không phải là chân bình dung. Tựa như ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là bình thường sao? Ngươi cảm thấy chính ngươi thì thật không có lý tưởng sao? La Quân nghiêng đầu suy nghĩ một lát, theo rồi nói ra, ta giống như thật không có lý tưởng gì à? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi vẫn luôn có chính mình nguyên tắc, tuyến. Ngươi thấy chuyện bất bình muốn xen vào, ngươi thấy người bên cạnh bị thương tổn ngươi muốn xen vào. Ninh Hàm bị người khi dễ ngươi muốn xen vào, Tống Nghiên Nhi bị người khi dễ ngươi muốn xen vào. La Quân buồn bực nói ra, đây không phải rất bình thường sự tình sao. Là cái nam nhân, cũng sẽ không nhìn bằng hữu của mình cùng người nhà gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn a. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng cũng có rất ít người hội giống ngươi, coi như biết rõ hội mất mạng, cũng nghĩa vô phản cố. La Quân có chút buồn bực, nói ra, ta vẫn là không biết rõ, người đến muốn nói điều gì, đến muốn điểm tỉnh ta cái gì. Trầm Mặc Nùng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra, người hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ngày đó tại Trà Trang, người kém chút bị Thích Vĩnh Hổ giết chết lúc cảm giác. Nếu không phải Lâm Thiến Thiến kịp thời đuổi tới, người đã chết. Người chết, người nào tới giúp người bảo hộ người nhà ngươi, bằng hữu. Người còn hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ngày đó người tại đường cao tốc bên trên. Ngươi bị Thích Vĩnh Hổ truy sát, nếu không phải Lâm Văn Long điện thoại, ngươi cũng chết. Ngươi còn hẳn là ngẫm lại, Nhạc Lan Đình tại lôi đài trên trận, nhất quyền suýt chút nữa thì mạng ngươi. Ngươi càng hẳn là ngẫm lại, hôm nay không đột phá tầng này, ngày mai ngươi liền sẽ chết trên lôi đài. Bằng hữu của ngươi, thân nhân đều sẽ thương tâm, Ninh Hàm tương lai hội ngủ ở khác nam nhân bên người, đây đều là ngươi có thể tiếp nhận sao. Ngươi cũng muốn mạnh lên, nhưng ngươi mạnh lên là vì cái gì? Nhạc Lan Đình mạnh lên là muốn đánh bại Gia Gia hắn. Dương Lăng muốn trở nên mạnh hơn, là muốn đột phá người nhà cùng thế tục ngăn cản, cưới hắn gì nhỏ. Ngươi thì sao? La Quân tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên có loại linh quang nhất thiểm, thể hồ quán đính cảm giác. Hắn đột nhiên trầm mặc xuống dưới, sau đó, trong mắt bỗng nhiên lóe ra nóng rực quang mang tới. La Quân chợt nhớ tới trước kia nhìn qua một đoạn văn. Cái kia đoạn lời nói là ta có một giấc mộng. Ta nghĩ ta bay lên lúc, ngày đó cũng làm cho mở đường, ta vào biển lúc, nước cũng chia thành hai bên, chúng thần chư tiên, gặp ta cũng xưng huynh đệ, không buồn không lo, thiên hạ lại không thể câu ta chi vật, lại không thể quản ta người, lại không ta đến không chỗ, lại không ta không làm được sự tình, lại không ta chiến bất thắng chi vật. La Quân trong lồng ngực khí phách bỗng nhiên sướng mau dậy đi, chỉ vì cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Hắn không muốn làm thiên hạ đệ nhất. Không muốn trở thành thánh thành Phật, nhưng lại muốn tự do tự tại, không người có thể lấn. Như thiên ép ta, bổ ra ngày ấy, như địa câu ta, đạp nát cái kia, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Ta muốn làm là Tôn Ngộ Không. Ta muốn làm không phải đấu chiến thắng Phật. Ta muốn làm là cái kia không người có thể thuần phục Dã Hầu Tử, không phải cái kia lấy kinh nghiệm Hầu Tử. Ta muốn làm là Đại Náo Thiên Cung Hầu Tử. La Quân trong mắt tách ra thần quang đến. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn tầng kia hơi mỏng màng rốt cục bị đâm xuyên. Toàn thân hắn khí huyết bắt đầu cuồng mãnh tuôn ra động. Thể nội khí huyết trong một chớp mắt thì như sơn hà lao nhanh. Rõ ràng hắn ngồi không nhúc nhích, lại có loại cường đại vô cùng cảm giác. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, thực sự trở thành kim đan cao thủ. Nhảy lên ở giữa, đã phóng qua Long Môn, từ phàm nhân trở thành tiên.
Lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng dài thở phào một hơi. Đồng thời nàng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nàng biết mình cũng không có nhìn lầm người. La Quân bỗng nhiên thì nhảy xuống qua, hắn cũng không động tác, chỉ là ngồi xếp bằng. Lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết đột nhiên toàn bộ bện thành một sợi dây thừng. Chỗ có khí huyết có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành đan hoàn, cũng chính là kim đan. Cỗ này kim đan lực lượng bạo phát bên trong là khủng bố, có thể trong nháy mắt đến 2.000 cân lực lượng. Khí huyết tụ tán, nhẹ nhàng như thường. La Quân tiếp lấy bắt đầu liệu thương, hắn ngũ tạng lục phủ đang giận máu làm dịu, lấy phi tốc độ phục hồi như cũ. Sau một tiếng, La Quân nội thương toàn bộ chữa trị, hắn sinh cơ cường đại đến cực điểm. Ngay cả xung quanh cỏ dại đều cảm nhận được cỗ này sinh cơ bừng bừng, phát ra vui sướng tâm tình tới. Sau đó, La Quân không chút hoang mang, bắt đầu vải cương. Kim đan cao thủ, toàn thân cao thấp đều có cương khí lưu động. Cổ cương khí này là phi thường ảo diệu, là thể nội khí huyết vận hành đến lô hỏa thuần thanh cấp độ mới có thể có được. Loại này cương khí, tại người ngoài nghề trong mắt dễ dàng bị lý giải thành khí công. Những ở ngực đó nát tảng đá lớn chờ một chút, dựa vào cũng là cương khí. Bất quá, đầu đường mãi nghệ người, chỉ là đem một hơi bố tại ở ngực. Nhưng là La Quân loại này kim đan cao thủ, lại là ở khắp mọi nơi cương khí. Lúc này, đao kiếm bình thường rất khó làm bị thương hắn nhóm. Đương nhiên, cao thủ đao kiếm bên trên chứa xảo diệu loa toàn kính lực, như vậy cương khí cũng là ngăn cản không nổi. La Quân tại sau một tiếng, vải cương thành công, hắn đứng lên về sau, quần áo không gió tự trống. Đây đều là cương khí lưu động duyên cớ. Giờ này khắc này, La Quân nói không nên lời hưng phấn. Bởi vì hắn rốt cục đến trong truyền thuyết kim đan chi cảnh, hắn không cần lại ngưỡng vọng dương lăng hạng người. Hắn đối cái kia Thích Vĩnh Hổ hoảng sợ cũng không có mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, La Quân cùng Thích Vĩnh Hổ cùng Thích Vĩnh Quân ở giữa vẫn là có khoảng cách. Bởi vì Thích Vĩnh Quân đã đạt tới trong kim đan kỳ cao thủ, nhất quyền chi lực 2.500 cân. Mà Thích Vĩnh Hổ làm theo đến kim đan hậu kỳ, nhất quyền chi lực 3.000 cân. Về phần cái kia Lâm Văn Long, nghe nói đã đột phá kim đan chi cảnh, đến trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh. Hóa thần chi cảnh đến là thế nào, La Quân trước kia cũng không rõ ràng. Nhưng ở hắn đến kim đan chi cảnh về sau, hắn đối tầng kia hóa thần có một chút minh ngộ. Hóa thần chính là tụ tập tiên thiên chi khí, xông mở đầu nội hỗn độn huyệt khiếu. Để khí huyết có thể vận chuyển tới đầu bên trong, thông minh đại não, lại lấy đại não chi thông tuệ lại cường hóa thể khung xương khí huyết. Lòng vòng như vậy lưu chuyển, trên thân thể dưới, lại không tử huyệt. Đồng thời dần dần hiểu rõ thiên địa từ trường vận chuyển chi đạo, hấp thu chánh thức thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa. Đó là một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Cái kia một loại cảnh giới, cũng cùng Trình Kiến Hoa nói tới có chút tương tự. Trình Kiến Hoa chính là minh bạch thiên địa đạo lý, thế nhưng là thân thể tu vi theo không kịp. Lâm Văn Long loại cảnh giới đó, là thân thể cùng đại não đều tiến hóa đến ngang nhau cấp độ. Chương 129, Mục Tĩnh Tâm Ma. Trầm Mặc Nùng một mực đang La Quân thân thể biên hộ pháp, lúc này gặp La Quân vải cương thành công. Nàng lúc này mới nhảy xuống, cảm giác thế nào? Kim đan chi cảnh cùng hóa kính đỉnh phong khác nhau ở chỗ nào? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, hóa kính đỉnh phong là đem thân thể khí huyết ngưng tụ thành một con rồng, khí huyết chi long. Mà kim đan chính là đem khí huyết chi long ngưng luyện thành một viên kim đan, sau đó bộc phát ra cường đại nhất kinh lực. Bây giờ ta lực lượng bạo phát đi ra có 2.000 cân, là trước kia gấp đôi. Nhưng cũng không phải là ta lực lượng tăng trưởng. Mà là ta hiểu được đem lực lượng ngưng luyện. Tựa như là đem dòng nước ngưng luyện thành thủy tiễn, phát huy ra càng đại lực hơn lượng. Hắn đón đến, nói ra, kim đan cao thủ cường đại, ngay tại ở đối khí huyết nắm chắc vận hành đã đến kỳ diệu tới đỉnh cao cấp độ. Cũng tỉ như đồng dạng là một chiếc xe, lái xe cao thủ có thể vận chuyển tự nhiên, tới lui như điện, ngừng suy nghĩ thì ngừng, muốn chuyển biến thì chuyển biến. Bình thường lái xe lại có rất nhiều hạn chế. Trầm Mặc Nùng không khỏi khen. Người cái thí dụ này rất không tệ. Thân thể chúng ta, khí huyết sở hữu bộ kiện giống như một bộ xe. Mà chúng ta tại tu hành quá trình bên trong, một là tu hành kỹ thuật lái xe. Hai là cường đại thân thể. Chỉ có lợi hại nhất lái xe lái lên cải tiến lợi hại nhất xe tốt, mới có hoàn mỹ nhất xe vương sinh ra. La Quân rất tán thành. Lúc này, hắn đối ngày mai trận đấu đã lại không sợ hãi. Thậm chí đối Lao Sơn nội gia quán cũng không hề như vậy hoảng sợ. Hắn tin tưởng vững chắc,
chính mình tuy nhiên còn vô pháp hoàn toàn chiến thắng Lao Sơn nội gia quán. Nhưng cũng đã có năng lực tự vệ, đánh không lại, tổng là có thể đào tẩu. Cảm ơn ngươi, Mặc Nùng. La Quân khom người một cái thật sâu. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi ngược lại cũng không cần cảm ơn ta giúp ngươi, là có tư tâm. La Quân nao nao, nói, ồ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, là ta coi trọng nhất thiên mệnh giả. Có thể nói, ta là đem tiền đặt cược ép ở trên thân thể ngươi. Đem đến thiên địa sát kiếp buông xuống, yêu ma hoành hành. Chúng ta quốc an lục sử là phụ trách an ninh quốc gia, chúng ta không còn khí vận tại thân, liền cần phải mượn ngươi khí vận đến trấn áp yêu ma. Chúng ta tôn chỉ là nhất định muốn quốc thái dân an. Đến lúc đó, ngươi sẽ không nguyện ý giúp chúng ta à. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn khẽ cười khổ, nói ra, nếu như ta thật sự là thiên mệnh giả, ta lại có thể nghịch thiên mà đi. Bất quá coi như không nói những vật này, cũng chỉ xem ở Mặc Nùng mặt mũi ngươi bên trên, ngươi có cần ta hỗ trợ địa phương, ta cũng nghĩa vô phản cố. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, có ngươi câu nói này, vậy liền đầy đủ. Nàng đón đến, nói ra, hôm nay cũng không còn sớm, ngươi bây giờ đi về hưởng thụ ngươi đinh hàm còn kịp, mau đi đi. La Quân nhất thời cực kỳ lúng túng, hắn nói, ngoá, Trầm Mặc Nùng, ngươi tiêu chuẩn quá lớn. Trầm Mặc Nùng che miệng mà cười, theo sau xoay người rời đi. La Quân lập tức hấp tấp theo ở phía sau. Liền cũng tại lúc này, La Quân cảm nhận được bốn phía khác biệt. Hắn cảm thấy bốn phía hết thảy hoàn cảnh trong đầu càng rõ ràng hơn. Mà lại hắn cảm giác được một tia không hài hòa. Cái này tia không hài hòa là đến từ phía đông. La Quân cũng không có nhìn về phía đông, bởi vì hắn biết cái kia mặt cũng là Lao Sơn nội gia quán người đang giám thị hắn. Giám thị thì giám thị đi, không quan trọng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào Tam Lăng Mitsubishi xe đua trước. Trầm Mặc Nùng bên trên tay lái phụ, có chút lười biếng nói ra, người lái xe đi, tỷ cũng không phải người tài xế. La Quân ngồi lên, hắn trông thấy Trầm Mặc Nùng duỗi cái chặn ngang, hắn liếc một chút nhìn sang, trắng lóa như tuyết a. La Quân nổ máy xe, bỗng nhiên cười hắc hắc, nói ra, Mặc Nùng a, hỏi người cái vấn đề, người có thể đừng nóng giận. Trầm Mặc Nùng nói, Lan, người cái hạ lưu đồ, vật. La Quân không khỏi kêu lên đụng thiên khuất đến, nói ra, ta có thể cái gì cũng còn không có hỏi a. Trầm Mặc Nùng nói ra, người tuyệt đối không có lời hữu ích. La Quân ngượng ngùng cười một tiếng, hắn vẫn là nói, cũng là hỏi ngươi cái liên quan tới vấn đề sinh lý a. Ngươi nhìn nữ nhân bình thường đều không có lông nách, vậy cũng là các nàng vì mỹ quan mà cạo. Giống như ngươi cao thủ cũng không có, đó là ngươi cạo, vẫn là khống chế khí huyết không cho nó sinh trưởng. Trầm Mặc Nùng khuôn mặt rốt cục nhịn không được đỏ, nàng một chân cất hướng La Quân, nói, ngươi sao không đi chết đi. La Quân bị nàng giày cao gót cất một chân, nhất thời đau nhe răng trợn mắt. Bất quá hắn vẫn là ha ha cười, có thể đem Trầm Mặc Nùng dạng này nữ thần đùa giỡn một phen, đó là rất mỹ diệu sự tình a. 11 giờ đêm, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trở lại Phật Sơn khu vực thành thị. Sau đó, Trầm Mặc Nùng đem La Quân đuổi xuống xe, nên để làm chi đi thôi, bất quá tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, cẩn thận tinh tẫn nhân vong. Trầm Mặc Nùng lớn nhất rồi nói ra. La Quân lúc đầu đi hảo hảo, nghe xong lời này kém chút ngã sấp xuống. Quay đầu còn trông thấy Trầm Mặc Nùng một mặt giảo hoạt nụ cười. Không nói đến cái này gốc dạ, La Quân cũng là hoảng hốt lửa cháy, hắn sốt ruột muốn đi gặp Đinh Hàm A. Hắn sớm cho Đinh Hàm gọi điện thoại, nói đã tu vi đột phá, ngày mai không có bao nhiêu vấn đề. Đinh Hàm nghe xong cũng là cao hứng, La Quân liền nói chờ lấy ta, lập tức quay lại. Con hàng này ẩn hình lời kịch không nói ra, hắn muốn nói trên giường chờ lấy ta đây. Sau đó, La Quân thì vô cùng cao hứng, nào biết vừa tới núi Phú Sĩ quán rượu phía dưới, hắn chả không có nhảy vào, điện thoại thì vang. La Quân hận không thể điện thoại di động nhốt vào, nhưng là dưới mắt hắn cũng làm không được, đành phải không tình nguyện đưa điện thoại di động lấy ra. Lần này lại là Mộc Tĩnh đánh tới. Tĩnh tỷ điện thoại, La Quân cũng không dám trì hoãn. Hắn lập tức kết nối. Điện thoại một trận, Mộc Tĩnh lại hỏi, La Quân, ngươi ở đâu? Nàng thanh âm tràn ngập một loại nôn nóng. La Quân hơi kinh hãi, lập tức nói, ta ở bên ngoài. Làm sao, Tĩnh tỷ, ngươi tìm ta có việc. Mộc Tĩnh nhân tiện nói, ta muốn thật lâu, liên quan tới kim đan chi cảnh ảo diệu. Nhưng là, có một vấn đề vẫn nghĩ không thông, hiện tại ta cảm giác nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, ngày mai trận đấu lửa xém lông mày,
ta làm sao cũng rút ra không được. La Quân thất sắc, đó là cái rất nghiêm trọng tình huống. Hắn lập tức nói, ta lập tức về quán rượu, ngươi chờ ta. Mục Tĩnh gật gật đầu. La Quân lập tức triển khai thân pháp, nhanh như điện chớp chạy tới Giang Nam Minh Châu Đại khách sạn. Bây giờ hắn là kim đan chi cảnh cao thủ, thân pháp triển khai, so cái kia đua xe nhanh hơn. Không đến một lát, La Quân liền đến Giang Nam Minh Châu Đại khách sạn. Sau đó hắn đi thẳng tới Mục Tĩnh gian phòng. Sau khi gõ cửa, bên trong truyền đến Mục Tĩnh thanh âm, tiến đến. Mục Tĩnh thanh âm vẫn tràn ngập nôn nóng. La Quân đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, La Quân liền trông thấy trong phòng không có mở đèn, một mảnh u ám. Mà Mục Tĩnh làm theo ngồi ở trên giường, nàng ăn mặc áo ngủ màu tím, tóc tai rối bời. Nàng trắng như tuyết bẹn đùi lộ ở bên ngoài. Lúc này nàng không có loại kia nữ thần khí chàng, ngược lại có chút giống là một cái vũ mị nữ nhân. La Quân lần thứ nhất trông thấy Mục Tĩnh bộ dáng như vậy. Cái dạng này Mục Tĩnh tựa như là bị tước đoạt thần cách, biến thành một phàm nhân. Cho tới nay, Mục Tĩnh đều là tỉnh táo, lỗi lạc siêu quần tồn tại. Tĩnh tỷ, La Quân đi vào trước giường hô một tiếng. Mục Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng trong đôi mắt đều là nôn nóng. Quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Đại không, ngày mai trận đấu ngươi có thể rời khỏi. La Quân vội vàng nói, người nào cũng không có đối ngươi hạn chế, ngươi đừng như vậy ép mình. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mục Tĩnh lắc đầu, nói ra, không được, nếu như loại tình huống này ta đều không thể đột phá. Như vậy đời ta đều khó có khả năng lại tiến vào kim đan chi cảnh. Nàng đột nhiên lại liếc nhìn hướng La Quân, nàng biến sắc, nói, ngươi đột phá. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta nghĩ thông suốt một ít chuyện. Mục Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, vậy là tốt rồi. Ta cuối cùng là không bằng ngươi. La Quân nói, không, Tĩnh tỷ, ngươi không có không bằng ta. Tới đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có không có giải khai kết. Không phải vậy ngươi sẽ không một mực ngừng lưu tại cảnh giới này. Chúng ta đi, hắn nói xong cũng kéo Mục Tĩnh tay. Tay nàng xúc cảm mềm mại mà rét lạnh. Cho tới bây giờ đều không ai dám kéo Mục Tĩnh tay, La Quân là cái thứ nhất. Mục Tĩnh thân thể run lên, nàng hơi có chút không thích ứng, tránh ra La Quân tay. La Quân cũng không miễn cưỡng. Bất quá mặc kệ như thế nào, Mục Tĩnh đều rời giường. Nàng nói với La Quân, người đi bên ngoài, ta thay quần áo khác. La Quân gật gật đầu, rất nhanh liền qua bên ngoài, cũng khép cửa phòng. Chỉ chốc lát về sau, Mục Tĩnh ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo thể thao đi ra, tóc nàng châm cái đơn giản đuôi ngựa. Khuôn mặt mộc mạc mà trắng như tuyết, đầy co giãn. Nàng ra thì tốt không lời nói, mà lại nàng xưa nay không dùng bất luận cái gì đồ trang điểm. Suy nghĩ một chút, Mục Tĩnh dạng này nữ nhân dùng đồ trang điểm bộ dáng, hình ảnh kia cũng là đẹp có chút không dám nhìn. Ra Giang Nam Minh Châu Đại khách sạn, La Quân liền lên cái kia chiếc xe bản dài lao vụt. Mục Tĩnh ngồi ở bên cạnh. La Quân nổ máy xe nhanh chóng biểu ra ngoài. Đoán chừng cái kia giám thị La Quân lao sơn nội ra quán cao thủ lúc này cũng nên chửi mẹ. Cái này con độc nhất, hơn nửa đêm liền không thể yên tĩnh điểm sao. La Quân mang Mục Tĩnh trực tiếp qua hướng vùng ngoại ô. Hắn cũng bất quá là xem mèo vẽ hổ, trầm mặc nùng làm sao dẫn đạo hắn, hắn thì làm sao tới dẫn đạo Mục Tĩnh. Hơn nửa giờ về sau, vùng ngoại ô sơn lâm bên cạnh. La Quân dừng xe. Mục Tĩnh không khỏi kỳ quái, nói, mang ta tới nơi này làm gì? La Quân cười một tiếng, nói, đi theo ta chẳng phải sẽ biết. Hắn nói thì leo lên núi lâm, động tác nhẹ nhàng. Mục Tĩnh cũng đi theo leo đi lên. Hai người một đường hướng bên trong đi đến, bên cạnh hạt xương càng phát ra sâu nặng, trên thân hai người bị đánh ẩm ướt một số. Sau đó, La Quân thì leo lên cây, lại nói với Mục Tĩnh, Tĩnh tỷ, lên đây đi. Mục Tĩnh cũng liền theo bò lên. La Quân nói ra, chúng ta mỗi ngày đều tại xi măng cốt thép thế giới bên trong đợi, nhưng là cổ lão tu hành đều là tại trong núi rừng. Nơi này là cùng thiên nhiên khít khao nhất, mà lại, nơi này không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật, cho nên nơi này cũng là bí ẩn nhất, chúng ta có thể nói thoải mái. Ngươi nhìn, ngươi không có mang điện thoại di động, ta cũng đem đưa điện thoại di động ném trên xe, cho nên hôm nay ở chỗ này, chúng ta giảng cái gì cũng không biết có người thứ ba biết. Mục Tĩnh liếc nhìn chung quanh, nàng tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại. Sau đó, nàng lại kỳ quái nói, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt?
như vậy ngươi muốn đến là cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, ta muốn rất đơn giản, cái kia chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần hoàn trả. Hắn vừa nói vừa nhảy đi xuống, nói ra, Tĩnh tỷ, ta có một chiêu diễn cho ngươi xem. Chương 130, cùng Tĩnh tỷ nói chuyện yêu đương. Ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi đến, một tầng thanh huy pha tạp lưu ly vẩy chiếu vào. Ánh mắt cũng không có rất tốt. Bất quá lấy Mộc Tĩnh loại tu vi này, liền xem như tuyệt đối hắc ám dưới cũng có thể đạt tới điện mục sinh mang cấp độ. Cho nên giờ phút này, Mộc Tĩnh có thể đem La Quân nhìn nhất thanh nhị sở. La Quân đứng vững về sau, hắn rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục động. Cái này một cái chớp mắt, thực nói cho đúng hắn còn không có động. Nhưng Mộc Tĩnh cảm giác được khí thế của hắn đã phát động. Một cỗ mãnh liệt sát phạt chi ý từ trên người La Quân phát ra, cỗ này sát phạt chi ý bên trong ẩn chứa La Quân võ đạo tinh thần. Cỗ này tinh thần là thảm liệt, thẳng tiến không lùi. Là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, là đối hiện thực bất công, là đối hết thảy áp bách một loại phản kháng tinh thần. Mộc Tĩnh tại thời khắc này cảm nhận được La Quân võ đạo tinh thần. Nàng biết, đây chính là kim đan cao thủ ảo diệu, kim đan cao thủ võ đạo tinh thần mới thật sự là lợi hại vị trí. Cỗ này tinh thần chỗ sinh ra lực lượng là vô cùng. Sau đó, La Quân bàn tay biến hóa, cả người thân thể cất cao, thì như thần Phật buông xuống, khí thế bao phủ. Trên tay hắn lại là một chiêu tinh diệu vô song đại thánh ấn. Hết thảy thần diệu biến hóa đều tại đại thánh ấn bên trong, đại thánh ấn oanh sát mà xuống, có vỡ nát hết thảy quyết tâm cùng lực lượng. Một chiêu này đại thánh ấn chính là La Quân một mình sáng tạo. Một chiêu đại thánh ấn thi triển hoàn tất, Mộc Tĩnh ngây người. Một chiêu này đại thánh ấn, nàng cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi. Đại thánh ấn oanh sát xuống lúc, đó là một loại không thể chống cự cảm giác. La Quân sở hữu võ đạo tinh thần, võ thuật lĩnh ngộ toàn bộ đều áp xúc tại một chiêu này đại thánh ấn bên trong. Một chiêu này đại thánh ấn, là bất luận kẻ nào cũng học không đi. Bởi vì không ai có thể có đại thánh ấn tinh thần. Kim đan chi cảnh, kim đan chi cảnh, Mộc Tĩnh thì thào thì thầm. La Quân thi triển hoàn tất về sau, đi theo thì nhảy lên, sau đó tay một trèo nhánh cây, tiếp lấy liền đến trên cây. Tĩnh tỷ, La Quân hô một tiếng. Mộc Tĩnh nhìn về phía La Quân, nàng vẫn là kỳ quái nói, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt. La Quân nói ra, Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây bồ đề cũng là đột nhiên nghĩ thông suốt, sau đó lập địa thành Phật. Đây là trong nháy mắt tuệ căn, ta cũng vô pháp nói rõ ràng. Ta cho tới nay không biết mình muốn cái gì, nhưng là trầm mặc nùng lời nói điểm tỉnh ta, con người của ta, cũng là chịu không nổi áp bách, chịu không nổi khi nhục, không thể gặp chuyện bất bình. Nhưng là con người của ta trời sinh tính không bị trói buộc, yêu đắc tội với người. Muốn không chịu nhục, thì muốn trở nên mạnh hơn. Đây là ta muốn, như vậy ngươi đây, Tĩnh tỷ, ngươi đến muốn cái gì? Hoặc nói, ngươi vì thập muốn đột phá kim đan chi cảnh. Mộc Tĩnh trầm tư xuống dưới. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, trong nhân thế, không có ta muốn dục vọng. Tiền tài, quyền lực, nam nhân, ta đều không muốn. Ta duy nhất muốn truy cầu là thân thể sau cùng ảo diệu, ta muốn đến cái kia thần bí bỉ ngạn. Đây chính là ta muốn. La Quân không khỏi kỳ quái, nói ra, chẳng lẽ Tĩnh tỷ ngươi từ sinh ra tới thì đối dục vọng, tiền tài, quyền lực, nam nhân không có hứng thú sao? Ngươi đây là một loại thỏa thích trạng thái. Phật gia, đạo gia tu luyện, đều coi trọng thái thượng vong tình, càng coi trọng thanh tâm quả dục. Như thế mới có thể không thương tổn thân thể. Như vậy đối với ngươi mà nói, thực cái này thật là tốt trạng thái. Nhưng vì cái gì ngươi một mực vô pháp đột phá kim đan chi cảnh đâu? Mộc Tĩnh không khỏi khẽ cười khổ, nói, ngươi hỏi ta cũng không biết nên hỏi người nào. Ta so ngươi càng muốn biết đáp án. La Quân mỉm cười, nói ra, ta không phải hỏi ngươi, ta là đang giúp ngươi suy nghĩ vấn đề bên trong chỗ mấu chốt. Ta cảm thấy Tĩnh tỷ trên người ngươi còn là có chút không đúng. Trước kia, ta không thể cụ thể nói ra ngươi không thích hợp. Nhưng bây giờ, ta có thể nói cái đại khái đi ra. Ồ, vậy ngươi nói nhanh lên một chút xem. Mộc Tĩnh vội vàng nói. La Quân nói ra, trên người ngươi thiếu khuyết một loại dục vọng. Đương nhiên, ta nói loại dục vọng này không phải nhân gian dục vọng. Là đối rất muốn nhất đồ, vật dục vọng. Muốn trở nên mạnh hơn cũng là một loại dục vọng. Muốn đi vào kim đan chi cảnh cũng là một loại dục vọng. Ngươi muốn đến bỉ ngạn, đó cũng là một loại dục vọng. Ngươi dục vọng,
không đủ mãnh liệt. Người chỉ có tại dục vọng mãnh liệt thời điểm, mới có thể để cho hệ thần kinh hưng phấn, để huyết dịch sôi trào. Mục Tĩnh nói ra, nhưng là, chúng ta muốn khống chế khí huyết, không thể vì khí huyết khống chế. Chúng ta cần phải tỉnh táo điều động khí huyết chi lực. La Quân nói ra, điểm ấy là không sai. Bất quá, làm ngươi trong nháy mắt muốn khí huyết cuồng mãnh lúc, ngươi đến phối hợp tâm tình. Ngươi thiếu tầng này tâm tình, ngươi cứ nói đi. Mục Tĩnh trầm tư xuống dưới. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng là ta thật không có cách nào tìm tới ngươi biện hộ cho tự. La Quân nói ra, ngươi tìm không thấy cũng rất bình thường. Cho nên, vấn đề quan trọng ngay ở chỗ này. Đạo gia giảng thái thượng vong tình, như thế nào thái thượng vong tình? Ngươi muốn thỏa thích, tối thiểu đến hữu tình về sau mới có thể quên. Ngươi muốn nhìn thấu danh lợi, tối thiểu muốn có được danh lợi về sau mới có thể xem thấu. Nếu như ngươi không có tình, không có danh lợi, vốn là người nghèo rất mồng tơi, lại đàm xem thấu danh lợi, cảm thấy tiền tài là phù vân, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Nhân sinh có ba đại cảnh giới. La Quân tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu đợi, nhìn núi là một ngọn núi. Cái này là tầng cảnh giới thứ nhất, tầng cảnh giới thứ hai, tại người sau khi lớn lên, kinh lịch rất nhiều chuyện sau lại nhìn ngọn núi này liền nhiều cảm ngộ. Sẽ cảm thấy cái này sinh thái phá hư lợi hại, sẽ cảm thấy cây này có thể bán lấy tiền, hội có đủ loại ý nghĩ. Lúc này, núi cũng không phải đơn thuần núi. Đợi đến người già, nhìn thấu danh lợi, lại nhìn núi này, như vậy núi này thì bất quá vẫn là một ngọn núi. Đây là phản pháp quy chân. Như thế nào phản pháp quy chân? Ngươi là trẻ con lúc, là thuần chân. Ngươi lão, hiểu, xem thấu, như tiểu hài tử một dạng thuần chân, đây mới là phản pháp quy chân. La Quân nói đến đây ngừng một lát, nói, như vậy hiện tại rất rõ ràng, tính tỉ ngươi căn bản liền không có đi qua đệ nhị trọng cảnh giới, như thế liền trực tiếp muốn đi vào đệ tam trọng cảnh giới, như vậy ngươi khẳng định là hội xảy ra vấn đề. Cái này một cái chớp mắt, Mục Tĩnh nhãn tình sáng lên, nàng có loại bừng tỉnh đại ngộ, như thể hồ quán đính cảm giác. La Quân bình tĩnh nhìn lấy Mục Tĩnh, hắn tự nhiên hy vọng Mục Tĩnh cũng có thể đột phá. Mục Tĩnh nhìn về phía La Quân, khóe miệng nàng hiện lên một tia đắng chát nụ cười. Thậm chí là có chút xấu hổ, khó mà mở miệng. Cái này tại trên mặt nàng là rất khó trông thấy. Nàng luôn luôn đều là tự tin, khí chàng cường đại như vĩnh hằng bất bại nữ vương. La Quân nghĩ không ra tại trên mặt nàng có thể nhìn thấy dạng này biểu lộ. Mục Tĩnh sau khi hít sâu một hơi, nói ra, cho tới nay, trong lòng ta đều có một chuyện. Chuyện này, ta cho tới bây giờ đều chưa từng theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Thậm chí chính ta đều muốn quên rơi. La Quân không nói gì, hắn hiện tại cũng là thích hợp làm một cái phù hợp lắng nghe người. Đại khái có lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá bí ẩn, cho nên Mục Tĩnh cũng có dũng khí nói ra. Nàng dạng này người, không sợ chết, lại sợ nói chuyện này. Thực nói đến vẫn là thiếu dũng khí. Mục Tĩnh thanh âm lâm vào nhớ lại, nàng nói ra, ta từ nhỏ sinh trưởng tại Bắc Phương, gia tộc bọn ta tại Bắc Phương sinh ý làm rất không tệ. Gia gia của ta Mục Thiên Kiều từng tại Bắc Phương cũng là một cái đại kiêu, hắn tu vi rất cao. Ta võ công chính là gia gia của ta dạy. Tại ta 6 tuổi năm đó, phải nói, 6 tuổi trước đó, ta là bình thường tiểu hài tử. Cùng hắn tiểu hài tử một dạng, rất lợi hại thiên chân vô tà. 6 tuổi năm đó, ta đến gia gia tị thử sơn trang bên trong đi chơi. Ta nhớ được đó là tháng 8, khí trời rất nóng. Tại gia gia của ta tị thử sơn trang bên trong, một cái bị ổi người hầu, hắn chừng 50 tuổi. Ta kêu hắn Tề gia gia, hắn đối ta rất lợi hại từ thiện. Cái này xúc sinh, mang ta đến nhà bếp qua ăn được ăn. Kết quả đến nhà bếp, hắn lại đột nhiên móc ra hắn xấu xí đồ, vật để cho ta vuốt ve. Ta không chịu, hắn thì hung ta. Lúc ấy ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn lại ôm ta lại hôn lại gặm, ta giãy giụa không ra. Ngày đó, như không phải có người tới kịp lúc, ta liền bị xúc sinh kia cho cưỡng gian. Mục Tĩnh nói ra, từ bắt đầu từ lúc đó, ta thì đối nam nhân có loại thiên nhiên chán ghét. Mà lại về sau, gia gia của ta đem cái kia xúc sinh cho giết. Chuyện này, những năm gần đây ta muốn quên, thủy chung không thể quên được. Cũng có thể nói, chuyện này là ta tâm ma. Ta năm nay trên thực tế đã muốn 30 tuổi, nhưng ta chưa từng có nói qua yêu đương, không có bình đẳng theo một người nam nhân kết giao qua, chính ta đem chính mình trang phục thành nữ vương, để mỗi một người nam nhân đều thần phục tại ta dưới chân, để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. La Quân sau khi nghe xong không khỏi khẽ cười khổ, hắn thật không nghĩ tới,
dạng này cầu huyết sự tình thế mà lại xuất hiện tại Mộc Tĩnh dạng này nữ nhân trên người. Tuổi thơ bóng mờ, quả nhiên là có thể nương theo một đời người. Mộc Tĩnh sau khi nói xong thở phào một hơi, nàng đột nhiên cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng cho La Quân cảm giác liền cũng không hề như vậy cao cao tại thượng. Tĩnh tỷ, ngươi nhất định phải đi ra cái này bóng mờ. La Quân nói ra. Mộc Tĩnh nói ra, ta đương nhiên biết điểm này, những năm gần đây, ta bao giờ cũng không muốn nhờ cái này bóng mờ. Có thể là không được. La Quân nhãn châu xoay động, nói ra, có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Mộc Tĩnh nói, giúp thế nào ta? La Quân nói ra, nhất định phải để ngươi không muốn chán ghét như vậy nam nhân, nếu không, ta tới thử lấy khi bạn trai ngươi. Để ngươi thể hội một chút làm bình thường nữ nhân tư vị. Con hàng này tâm lý thực là có tư tâm, hắn cũng muốn xem thử một chút đây. Nếu như có thể ôm một cái Mộc Tĩnh dạng này nữ thần, cảm giác kia khẳng định kỳ diệu. Mà lại, biện pháp này thật rất tốt dùng, tựa hồ cũng là biện pháp duy nhất. Quả nhiên, Mộc Tĩnh lập tức liền tâm động, nàng nhìn về phía La Quân, cũng mặc kệ La Quân là ý tưởng gì. Nàng gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân trong lòng vui vẻ. Mộc Tĩnh lại có chút xấu hổ nói ra, ta không hiểu nhiều chuyện tình cảm, ngươi đến dạy một chút ta. La Quân trong lòng buồn cười, hắn trên mặt chứng chạc đàng hoàng nói ra, lúc đầu nha, nói chuyện yêu đương chuyện này nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Nhưng là, người thời gian chỉ có đêm nay, cho nên chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến độ. Mộc Tĩnh nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, ngươi cũng không phải là muốn đêm nay theo ta lên giường a. La Quân phốc một tiếng, hắn đều có chút quẫn. Nãi nãi, làm sao Trầm Mặc Nùng cùng Mộc Tĩnh hai nữ nhân này, nói chuyện tiêu chuẩn đều lớn như vậy chứ? Hắn đều không có ý tứ tại trước mặt hai người nói cái gì lên giường a, tinh tẫn nhân vong bên trong lời nói được không? Dĩ nhiên không phải, La Quân lập tức nói. Hắn nói ra, Tĩnh tỷ, chúng ta khẳng định không có cách nào đến bồi dưỡng cảm tình cái gì. Ngươi nói bên trong chơi, vậy cũng không có khả năng. Nhưng là, chúng ta có thể giống như người yêu tiếp cái hôn a, ôm một cái gì đó. Đương nhiên, Tĩnh tỷ, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta đều là vì hoàn thành tập thể, hy sinh bản thân. Chương 131, một chiêu bại địch. Mộc Tĩnh nói ra, không có việc gì, ngươi cứ tới đi, nhiều nhất ta coi như là bị chó gặm một ngụm. La Quân nhất thời phiền muộn, nói, Tĩnh tỷ, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Mộc Tĩnh cười khúc khích, nói ra, được rồi, đùa giỡn với ngươi. Nàng có thể cười được. Cái này khiến La Quân thoảng qua vui mừng. Sau đó, nàng lại bình tĩnh nhìn lấy La Quân, nói ra, người bắt đầu đi. La Quân bị Mộc Tĩnh nhìn như vậy lấy, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn nói ra, bên trong chơi, Tĩnh tỷ, người có thể nhắm mắt lại sao? Mộc Tĩnh cũng là nghe lời, ngay sau đó thì nhắm mắt. Nàng môi ở dưới ánh trăng có loại kỳ diệu sức mê hoặc. La Quân nội tâm tà ác vô cùng, hắn lập tức liền trèo quá khứ. Bỗng nhiên ôm Mộc Tĩnh vòng eo. Lúc này, La Quân rõ ràng cảm giác được Mộc Tĩnh thân thể mềm mại cứng đờ. Trong nội tâm nàng hiển nhiên là rất khẩn trương. La Quân liền cũng không dễ chịu phân lỗ máng, hắn bỗng nhiên hôn lên Mộc Tĩnh môi. Mộc Tĩnh lập tức mở to mắt, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, vô ý thức liền muốn đem La Quân đẩy ra. Nhưng La Quân ôm rất căng. Mộc Tĩnh nghe La Quân trên thân nam nhân khí tức, nàng cảm thấy rất là phản cảm. Lúc này nàng không tự chủ được nghĩ đến còn nhỏ kinh lịch. Đúng lúc này, La Quân đầu lưỡi đã tiến quân thần tốc. Lại là lưỡi, hôn. Mộc Tĩnh trong lúc nhất thời đại não có chút trống không. Nụ hôn này thời gian có chút dài, Mộc Tĩnh bị hôn thất điên bát đảo. Một lúc lâu sau, La Quân Phương mới rời khỏi Mộc Tĩnh. Mộc Tĩnh khuôn mặt đỏ hồng, nàng tránh thức xấu hổ. La Quân vốn còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng gặp Mộc Tĩnh cái dạng này. Hắn nhất thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bên trong chơi, Tĩnh tỷ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ngươi không cần cảm ơn ta a. Mộc Tĩnh lại là đột nhiên nhảy xuống qua, nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó ngồi xếp bằng, lại nhắm mắt lại. Giờ khắc này Mộc Tĩnh cho La Quân cảm giác phi thường kỳ diệu. Đó là một cái quá trình lột xác. Tại không có hôn Mộc Tĩnh trước đó, nàng tại nam nữ trên mặt cảm tình là một tờ giấy trắng. Đang hôn nàng về sau, nàng đối cảm tình kỳ diệu có lĩnh ngộ, mà lại rất nhanh vứt bỏ rơi tuổi thơ bóng mờ. Đạo lý này rất đơn giản, tựa như một cái cho tới bây giờ không có đánh qua châm hài tử, luôn luôn cảm thấy chích hội đau đến tột đỉnh. Chờ tránh thức chích qua đi, nàng sẽ phát hiện, nguyên lai không thế nào đau nhức mà.
Cho nên hiện tại, Mộc Tĩnh không có như vậy bài xích nam nhân. Nhưng mà, rất nhanh, Mộc Tĩnh lại thành một tờ giấy trắng. Nói cách khác, Mộc Tĩnh rốt cục đến đệ tam trọng cảnh giới, nhìn núi là núi. Không bao lâu, Mộc Tĩnh trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Là khí chất biến hóa. Trên người nàng có một cỗ mặt đất bao la khí chất, loại khí chất này cảm nhiễm bốn phía hoa cỏ cây cối, thậm chí là La Quân. Phải nói, đây cũng là Mộc Tĩnh đạo tràng. La Quân đạo tràng là Đại Thánh Ấn. Đại Thánh Ấn vừa ra, thảm liệt, thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mộc Tĩnh thì là như thiên đạo đồng dạng khí chất, thiên đạo là vô tình, là không thể kháng cự. Đây là rất khủng bố đạo tràng, so La Quân đạo tràng còn muốn lợi hại hơn. Nói cách khác tại thời khắc này, Mộc Tĩnh cũng rốt cục chính thức tiến vào kim đan chi cảnh. Trên người nàng doanh ra một tầng thánh khiết thanh khí. Thanh khí lưu chuyển, chọc khí hạ xuống. Tiếp theo, Mộc Tĩnh liền bắt đầu vải cương. Sau một tiếng, Mộc Tĩnh vải cương thành công. Mộc Tĩnh mở mắt ra. Nàng đứng lên, trong mắt có khó mà che giấu hưng phấn. La Quân cũng liền theo nhảy xuống, hắn đồng dạng vui vẻ nói, Tĩnh tỷ, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục đột phá. Lấy ngươi thiên đạo khí thế đạo tràng, tương lai ngươi thành tựu, không ai bằng. Câu nói này cũng không phải là lấy lòng, mà chính là sự thật. Hai người nhìn nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng. Đối với ngày mai trận đấu, hai người lại không bất kỳ băn khoăn nào. Hai người mặc dù là mới vừa gia nhập kim đan chi cảnh, nhưng là hai người tích lũy đã quá nhiều, cho nên một khi đột phá, hai người tu vi tăng lên là khủng bố. Thật giống như một cái tiểu học sinh, 10 năm về sau mới đi thi. Lúc này, cái này tiểu học sinh cơ sở không thể nghi ngờ đã rất hùng hậu. Chờ hắn lên tới trung học, hắn hội phá lệ thuận buồm xuôi gió. Sau đó, La Quân cùng Mộc Tĩnh trở về. Rạng sáng 2 giờ. La Quân đem Mộc Tĩnh đưa về Giang Nam Minh Châu Đại Khách Sạn. Con hàng này còn muốn lấy trở về núi Phú Sĩ Đại Khách Sạn qua tìm Đinh Hàm. Nào biết lại trong hành lang đụng phải Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến một mực không ngủ, chờ lấy La Quân đây. La Quân lúc này nơi đó có ý tốt nói muốn đi tìm Đinh Hàm, cái kia không được bị Lâm Thiến Thiến mắng chết. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân nhảy nhót tưng bừng, lập tức hỏi thân thể của hắn thế nào. La Quân liền nói cho nàng. Hắn cùng Tĩnh tỷ đều đã đột phá. Ngày mai lại không lo lắng. Lâm Thiến Thiến nghe xong càng là cao hứng, nàng thở phào, cả người tinh thần đều thư giãn xuống tới, sau đó liền ngáp một cái, nói ra, ta cũng buồn ngủ, ngươi cũng nhanh đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. La Quân hơi hơi cảm động, liền nói ra, ngươi cũng mau đi ngủ đi. Lâm Thiến Thiến ngay sau đó thì quay người trở về phòng qua. La Quân cũng giả vờ giả vịt trở về phòng. Hắn sau khi trở lại phòng, lấy điện thoại di động ra. Trên điện thoại di động có Đinh Hàm ba cái cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn. Tin nhắn đơn giản là hỏi hắn xảy ra chuyện gì. La Quân liền về một chiếc điện thoại, theo Đinh Hàm giải thích một phen. Sau đó, hắn nói muốn đi qua. Đinh Hàm lại nói, quá muộn, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng mệt mỏi, bye bye. Sau khi nói xong, nàng liền tắt điện thoại. La Quân bất đắc dĩ. Hắn cũng nghe ra Đinh Hàm có chút tức giận. Đêm nay chính mình thả Đinh Hàm bồ câu xác thực có chút nghiêm trọng, nàng tức giận ngược lại cũng cần phải. Lúc này, La Quân cũng không tiện lại chạy tới. Hắn cũng thật có chút mệt mỏi, thế là thì tắm cũng không tẩy, nằm ở trên giường ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân trong giấc mộng nghe tới điện thoại di động tiếng vang. Là tin nhắn đến thanh âm. Hắn cầm lên xem xét, là Đinh Hàm phát tới, La Quân, người hôm nay quyết chiến ta thì không nhìn. Ta hội trong nhà chuẩn bị cho ngươi tốt tiệc ăn mừng chờ ngươi trở lại. Ngươi không muốn phân tâm, ta cũng không có thật tức giận, ngươi có thể được thắng trở về, cái kia chính là cho ta lễ vật tốt nhất. La Quân hiểu ý cười một tiếng, hắn đưa điện thoại di động để qua một bên, sau đó nghiêng người, tiếp tục ngủ. Hôm nay ánh sáng mặt trời phá lệ long lanh. Đồng thời, hôm nay cũng là võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ngày cuối cùng. Đi qua hai ngày trước kịch liệt trận chung kết về sau. Có thể lưu cho tới hôm nay võ giả cũng đã không nhiều. Đây là sau cùng đấu loại trực tiếp, cũng là tàn khốc nhất biến cố. Lao Sơn nội gia quán đã mài đao xoèn xoẹt, mà La Quân cùng Mộc Tĩnh cũng là hăng hái. Đây mới thực là long tranh hổ đấu. 12 giờ trưa, sân vận động bên trong, sở hữu người xem đều đã ai vào chỗ nấy. La Quân một đoàn người cũng đã nhập tòa. Chiều hôm qua trận đấu kết quả, La Quân một đoàn người cũng đều đã biết được. Chiều hôm qua,
Dương Lăng cũng đã ra sân, hắn liên bại 3 vị cao thủ. Trước mắt, còn không có bị đào thải cao thủ hết thảy có 12 vị. Cái này 12 vị bên trong bao quát La Quân, Mục Tính, Thích Vĩnh Quân, Dương Lăng, Hoắc Minh Viễn, Lăng Tiêu Túc chờ chút. Trên màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Lần này lại là dừng lại tại La Quân Hoắc Minh Viễn. Hoắc Minh Viễn là con trai của Hoắc Thiên Túng, dưới mắt, Hoắc Thiên Túng cũng tại tổ ủy hội ngồi lấy. Hắn đối con trai mình ký thác kỳ vọng. Đường Thanh còn muốn hô Hoắc Minh Viễn cậu đây, đây đều là rất thân cận quan hệ. La Quân vừa mới đứng dậy, Đường Thanh liền giữ chặt La Quân, nàng đứng dậy tại La Quân tai vừa nói chuyện, trận trận mùi thơm truyền đến, cô nàng này, quả nhiên là thổ khí như lan. Bất quá, nàng nói chuyện vẫn là rất lợi hại hung, La Quân, không cho ngươi làm tổn thương ta cậu. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt ha, vậy ta liền để lấy cứu cứu ngươi. Nhưng là vạn nhất cứu cứu ngươi giết ta làm sao bây giờ? Đường Thanh không khỏi nghẹn lời, nàng hiển nhiên là mâu thuẫn. Nàng không muốn cậu xảy ra chuyện, cũng không muốn La Quân có việc. Lúc này nàng không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân nhìn lấy tiểu ni tử tình thế khó xử, hốc mắt hồng hồng. Nhất thời cảm thấy mình trò đùa mở qua hỏa, đồng thời trong lòng cũng là cảm động. Hắn liền bóp dưới Đường Thanh khuôn mặt, mỉm cười, nói, ngốc nhà đầu, yên tâm đi, ta sẽ nhường cứu cứu ngươi. Cứu cứu ngươi cũng thương tổn không ta. Hắn sau khi nói xong liền hướng đi trên đài. Nếu là hôm qua, La Quân cũng không dám theo Đường Thanh khen dưới cái này cửa biển. Nhưng hôm nay, La Quân đã là kim đan cao thủ, hắn phải giải quyết Hoắc Minh Viễn là rất đơn giản. Lôi đài trên trận, La Quân cùng Hoắc Minh Viễn đứng đối mặt nhau. La Quân ánh mắt ôn nhuận như vui sướng, cả người lộ ra phá lệ vô hại. Liền xem như Hoắc Minh Viễn cũng nhìn không ra La Quân đến là tu vi gì. Có thể nhìn không thấu, liền đại biểu lấy La Quân tu vi đã là kim đan. Hoắc Minh Viễn cũng là lão thủ, ánh mắt của hắn hơi đổi, nói, La sư phụ, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến kim đan chi cảnh? La Quân ôm quyền nói, Hoắc sư phụ, ta hôm qua may mắn đột phá. Hoắc Minh Viễn không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra hôm nay ta cũng khó thoát bị đào thải hạ tràng. Hắn ngừng một lát, còn nói thêm, bất quá ta cũng sẽ không nhận thua, cái này lôi đài trận, là võ giả chúng ta kết cục. Phía trước các sư phụ đều không có lùi bước, mà ta càng không có lùi bước đạo lý. La Quân mỉm cười, nói ra, mời đi, Hoắc sư phụ. Hoắc Minh Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lập tức xuất thủ. Thân hình hắn rất nhanh, mang theo một cỗ bưu hãn kình phong. Sau đó, một chiêu kim thương thủ trực tiếp oanh sát hướng La Quân ngực bụng. Kim thương thủ giống như kim thương ngư ở trong nước đột nhiên phát động công kích, nhanh như thiểm điện, đồng thời mang theo loa toàn kính lực. La Quân đối mặt Hoắc Minh Viễn một chiêu này, trong lòng của hắn lại có loại đại ninh tính. Đột nhiên, hắn trực tiếp xuất thủ, lại là một chiêu tiệt mạch thủ. Tiệt mạch thủ tinh chuẩn vô cùng tiệt mạch. Hoắc Minh Viễn bị kinh ngạc, hắn cấp tốc thu tay lại. Hắn vừa thu lại tay, La Quân nhân tiện nói, đắc tội, Hoắc sư phụ. Hắn lập tức tiến lên trước một bước, một chiêu băng quyền băng thẳng hướng Hoắc Minh Viễn bụng. La Quân đơn giản một chiêu băng quyền thần diệu tới cực điểm. Hoắc Minh Viễn vội vàng thối lui, nhưng hắn chung quy là lui chậm một bước. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có lấy uất ức nện cản trở. Phanh một tiếng, quyền quyền chạm nhau. Hoắc Minh Viễn lập tức bạch 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 rời khỏi ba bước xa, hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồng loạn, khó mà ức chế. La Quân một quyền này là kim đan chi lực, kinh lực ôm thành đan, đột nhiên bạo phát đi ra. Khiến người ta căn bản khó mà ngăn cản. Đa tạ, Hoắc sư phụ, La Quân cũng không tiếp tục công kích. Ôm quyền nói ra. Hoắc Minh Viễn đến giờ này khắc này, nơi đó vẫn không rõ La Quân là lưu thủ. Tiếp tục đánh xuống, cũng là tự rước nhục. Hắn liền ôm quyền, nói ra, La sư phụ, ta nhận thua. Sau đó, hắn liền xuống lôi đài. Trận này, không hề nghi ngờ thì là La Quân chiến thắng. Hoắc Thiên Túng tại tổ ủy hội thượng khán, hắn cũng không nhịn được sợ hãi thán phục La Quân trưởng thành nhanh chóng. Sau đó, La Quân cũng trở về đến trên chỗ ngồi. Hắn ngồi xuống, Đường Thanh thì hướng hắn cười tủm tỉm nói, cái này còn tạm được. La Quân cũng cười một tiếng, hắn không có nói thêm cái gì. Đối với bằng hữu, thân tình, đây là hắn quan tâm nhất đồ, vật. Chương 132, Chu Sát Thích Vĩnh Quân. Màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lấp lóe. Lúc này, Dương Lăng cũng tại hiện trường trên khán đài ngồi.
La Quân tiến bộ, Dương Lăng tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, trong lồng ngực sinh ra vô cùng chiến ý tới. Đơn giản là, giờ này khắc này La Quân, rốt cục có để hắn nhìn thẳng vào tư cách. Cuộc chiến đấu này, hắn vô cùng chờ mong đứng lên. Phải biết, Dương Lăng cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn đồng dạng cậy tài khinh người, tại cùng thế hệ bên trong là cực ưu tú tồn tại. Hắn làm sao cũng sẽ không e ngại La Quân. Màn hình lớn rốt cục đông lại. Trận này là mặt khác hai người cao thủ đối chiến, bọn họ đối chiến đối ở hiện tại La Quân tới nói, là tiểu đả tiểu nháo. Liên tiếp ba trận đều là còn lại cao thủ đối chiến. Trận thứ tư, Mục Tính Thích Vĩnh Quân. La Quân thấy thế, giật mình. Thích Vĩnh Quân thế nhưng là lâu năm kim đan cao thủ, Tính Tỷ tuy nhiên cũng là kim đan cao thủ, nhưng là La Quân vẫn còn có chút vì Mục Tính lo lắng. Nhưng lúc này, Mục Tính thần thái vô cùng tường hòa. Nàng thiên đạo khí thế không để cho nàng quản đứng trước nguy hiểm gì đều có thể chẳng sợ hãi. La Quân nói, Tính Tỷ, cẩn thận. Mục Tính nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền đi hướng lôi đài. Đường Thanh Tam nữ cũng vì Mục Tính lo lắng, Tống Nghiên Nhi nhìn không được hỏi La Quân, nói, Tính Tỷ có thể thắng sao? Cái này Thích Vĩnh Quân lợi hại, mọi người đều là có ấn tượng. Quả thực cũng là một pho tượng chiến thần A. La Quân lại cũng không thể trả lời Tống Nghiên Nhi, hắn nói ra, 5 năm phần thắng, kiên nhẫn xem đi. Tống Nghiên Nhi gật gật đầu, cũng thì không hỏi thêm nữa. Lôi đài trên trận, Thích Vĩnh Quân cùng Mục Tính đứng đối mặt nhau. Phía trên võ đài tia lết ánh đèn chiếu rọi tại lôi đài trên trận, cái kia lôi đài trên trận trắng lóa như tuyết. Thích Vĩnh Quân một thân màu trắng tăng y, cái này khiến hắn lộ ra áo trắng như tuyết, giống như phim truyền hình bên trong tuyệt đỉnh cao tăng. Về phần Mục Tính là màu đỏ quần áo thể thao, nàng khí chất ưu nhã, tự thành mọi người. Mục Tính nhàn nhạt nhìn về phía Thích Vĩnh Quân. Thích Vĩnh Quân cũng nhìn về phía Mục Tính, hắn hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, nghĩ không ra nữ thí chủ thế mà trong vòng một đêm thành tựu kim đan, ngược lại cũng đáng được bần tăng xuất thủ một trận. Mục Tính mỉm cười, nói ra, nói như vậy đứng lên, đại sư là vững vàng siêu nắm chắc thắng lợi đâu. Thích Vĩnh Quân từ tốn nói, bần tăng từ xuất đạo đến nay, trải qua bách chiến, chưa bại một lần. Nữ thí chủ mặc dù nhưng đã là kim đan chi thân, nhưng y nguyên không phải bần tăng đối thủ. Mục Tính cười nhạt một tiếng, nói ra, mọi thứ đều có lần thứ nhất, đại sư, người không có khả năng vĩnh viễn bất bại. Thích Vĩnh Quân nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, đã như vậy, chúng ta động thủ đi. Mục Tính cũng liền không lại nói nhảm, nói, tốt. Liền cũng tại lúc này, Lục Lạc gõ vang. Cái này một cái chớp mắt, Thích Vĩnh Quân khí thế bạo phát đi ra, mạnh mẽ như sát tăng. Cỗ này sát phạt chi ý bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ lôi đài trên trận, tất cả đều là sát phạt chi ý, kích thích người nổi da gà. Lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại, thì sẽ cảm thấy Thích Vĩnh Quân hóa thân thành sát nhân ma vương. Đây là Thích Vĩnh Quân đạo tràng. Mỗi một cái kim đan cao thủ đều có chính mình đạo trận. Dưới đài, Thích Vĩnh Hổ vị sư thúc này cũng đang yên lặng quan sát. Thích Vĩnh Quân xuất thủ chính là hắn kim đan sát chiêu, trùng thiên quyền ấn. Người như trùng thiên pháo đánh, một chữ trùng thiên quyền, nhất quyền liền muốn đâm rách thanh thiên. Một quyền này uy lực cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Trước đó, hắn cùng Trần Hoa Sinh đối chiến, cũng không có thi triển ra trùng thiên quyền ấn. Bởi vì sát chiêu bình thường đều là đến bất đắc dĩ mới thi triển. Dưới mắt, Thích Vĩnh Quân vừa gặp bên trên Mộc Tính liền thi triển ra trùng thiên quyền ấn. Điều này nói rõ hắn là đem Mộc Tính xem như thế lực ngang nhau đối thủ. Mộc Tính đồng thời cũng thi triển ra nàng thiên đạo khí thế. Trong nháy mắt, một cỗ thiên địa thương mang khí tức từ trên người Mộc Tính bạo phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt, mọi người cảm thấy Mộc Tính cũng là chúa tể thương khung thiên ý vô tình, thiên ý có thể diệt giết một rừng A. Tại Mộc Tính trước mặt, người hội kìm lòng không được sinh ra một loại nhận mệnh tâm tình tới. Đối mặt Thích Vĩnh Quân một chữ trùng thiên quyền, Mộc Tính người như liễu như bãi xuống, đột nhiên cũng là linh dương móc sừng thi triển đi ra. Thích Vĩnh Quân trước mặt nhất thời không còn, cái kia Mộc Tính tựa như là hư không tiêu thất. Trên thực tế, Thích Vĩnh Quân sát phạt đạo trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là hoàn toàn khống chế không Mộc Tính đạo tràng. Mộc Tính thiên đạo khí thế bao hàm sát phạt loại tâm tình này. Cho nên Mộc Tính giờ phút này là như cá gặp nước. Mà Thích Vĩnh Quân tại thiên đạo khí thế bên trong, cũng là bị bao quát một viên. Hắn động tính, đều tại Mộc Tính trong khống chế.
Mục Tĩnh có thể làm đến thiên đạo vô tình, cái này là La Quân đều không kịp nổi. Cho nên, La Quân cũng sẽ nói, tương lai Mục Tĩnh thành tựu là không thể đo lường. Mục Tĩnh trong nháy mắt đến Thích Vĩnh Quân phía sau, tiếp theo, Mục Tĩnh tay như linh xà thoát ra, đột nhiên thì chụp vào Thích Vĩnh Quân cái ót. Thích Vĩnh Quân chỉ cảm thấy cái ót phát lạnh, hắn lập tức quay đầu đi, tránh đi. Mục Tĩnh một chảo vồ hụt, lập tức thuận thế chụp vào Thích Vĩnh Quân lỗ tai. Thích Vĩnh Quân hô một chút, trực tiếp khống chế lỗ tai. Đem lỗ tai bỗng rừng rừng, cái kia lỗ tai trong nháy mắt dán sát vào mặt mũi, thì theo chư bát giới giống như. Mục Tĩnh lần nữa bắt khoảng không, bất quá nàng y nguyên trầm tĩnh vô cùng, lại như cũ không thu tay lại, tiếp tục chụp vào Thích Vĩnh Quân trên lỗ tai đầu vuông phát. Lần này bắt lấy, lập tức chính là nhân thể kéo một cái, cam đoan để Thích Vĩnh Quân đau đến không muốn sống. Mục Tĩnh sát chiêu liên tục, thủ pháp âm bí, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thích Vĩnh Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên dưới vai trái chìm, vai phải như kim thương đâm ra, đột nhiên đâm về Mục Tĩnh thủ mạch. Mục Tĩnh thân thể đột nhiên cất cao, tiếp lấy cũng là lạnh hừ một tiếng, trên tay bóp cái Di Đà quyền ấn. Giống như Di Đà Phật thủ cầm thương khung, nhất quyền nện xuống. Thích Vĩnh Quân không khỏi kêu khổ liên tục, hắn không nghĩ tới Mục Tĩnh đấu pháp như vậy cao siêu. Chính mình thiên biến vạn hóa, lại là khắp nơi bị quản chế. Trong lúc nguy cấp, Thích Vĩnh Quân hướng phía trước vọt tới, lại lăn một vòng. Sau cùng cấp tốc vọt lên tới. Nhưng là hắn chả không có quay người lại, hậu phương kình phong vù vù, lại là Mục Tĩnh cũng đã truy giết đi lên. Thích Vĩnh Quân cắn răng một cái, thân thể như rắn xoay quanh, một chiêu hung hoành tạo đường thối phản đá qua. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục chính diện đối mặt Mục Tĩnh. Bất quá hắn vẫn là không có cơ hội đứng thẳng lên. Hai người vừa động thủ, lại là Mục Tĩnh khắp nơi chiếm thượng phong, đây cũng là khiến người ta bất ngờ. Đối mặt Thích Vĩnh Quân hung mãnh tạo đường thối, Mục Tĩnh không có không tránh né, cũng là một chân đảo qua qua. Phanh phanh, hai chân chạm vào nhau, lại là truyền ra sắt thép va chạm thanh âm. Thích Vĩnh Quân bởi vì góc độ vấn đề, không thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Mục Tĩnh lại là chính diện phát lực. Hai người lần này, thế mà đá cái tương xứng. Nhưng bi kịch là, Thích Vĩnh Quân vẫn không có đứng lên cơ hội. Thích Vĩnh Quân dứt khoát thì lấy đường lang quyền cùng thiếu lâm đạn thối ứng đối. Mục Tĩnh một chân sau khi đá xong, từng bước ép sát. Hai chân như móng ngựa lao nhanh, chiêu chiêu sát cơ. Thích Vĩnh Quân chật vật tránh tán. Rốt cục, Thích Vĩnh Quân đến bên bờ lôi đài, hắn dứt khoát lăn xuống qua, nhất trưởng theo, cấp tốc chống lên tới. Hắn một mực đang nằm sấp ứng đối, với hắn mà nói, cái kia quá mất thân phận. Thế nhưng là ngay tại hắn chống lên đến một cái chớp mắt nhà, Mục Tĩnh cũng nhảy xuống. Nhảy xuống đồng thời, người cũng mượn đạp lôi đài một chân lực lượng. Di Đà quyền ấn, Mục Tĩnh đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, thiên đạo khí thế bên trong sát phạt chi ý bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, giống như thiên băng địa liệt. Cuồn cuộn thiên uy ùn ùn kéo đến vượt trên đến. Thích Vĩnh Quân trong lúc vội vàng cũng thi triển ra trùng thiên quyền ấn. Nhưng hắn trùng thiên quyền ấn cũng đã mất đi tinh khí thần. Phanh phanh, Thích Vĩnh Quân bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, hắn tức giận máu tan rã, điên cuồng tại thể nội sôi trào. Mục Tĩnh bước nhanh mà lên, lại là một chiêu Di Đà quyền ấn. Phanh phanh, Thích Vĩnh Quân cả người đột nhiên bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn còn đến không kịp bật lên đến, Mục Tĩnh đột nhiên dốc sức giết đi lên. Giống như mãnh hổ dốc sức dê, trực tiếp đè lại Thích Vĩnh Quân, tiếp theo, Mục Tĩnh không lưu tình chút nào cố chấp đoạn Thích Vĩnh Quân cổ. Thích Vĩnh Quân trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, một câu di ngôn cũng không kịp nói, tại chỗ liền đã chết. Trận này, Mục Tĩnh chiến thắng. Đây là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu kết quả. Mục Tĩnh tên, từ đó dương danh giới võ thuật. Dưới đài, Dương Lăng ánh mắt hơi hơi cổ quái. Thích Vĩnh Hổ lại là thất sắc. Thích Vĩnh Quân thế nhưng là sư huynh thủ hạ mãnh tướng. Bây giờ lại chết ở chỗ này, hắn sau khi trở về cũng không tiện bàn giao. Bất quá Mục Tĩnh lại là bất kể những vật này, nàng trực tiếp trở lại chỗ mình ngồi. Tĩnh tỷ, người thật lợi hại. Mục Tĩnh ngồi xuống về sau, Đường Thanh từ đáy lòng nói ra. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều. Nàng tuy nhiên vừa mới giết người, nhưng trên thân nhưng không có sát ý. Nàng lộ ra mây trôi nước chảy. La Quân nhìn về phía Mục Tĩnh, theo rồi nói ra, Tĩnh tỷ, ngươi không cần thiết giết hắn. Hiện tại ngươi giết hắn, chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán đưa ngươi cũng ghi hận bên trên.
Mục Tĩnh trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý, nói, nếu có cơ hội, ta còn muốn giết Thích Vĩnh Hổ. Lao Sơn nội gia quán cùng ngươi như nước với lửa, sớm cũng là địch nhân của ta. Giết một cái, tương lai liền thiếu đi một cái phiền toái. La Quân cũng biết Mục Tĩnh khăng khăng giết Thích Vĩnh Quân, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn không khỏi hơi hơi cảm động. Lâm Thiến Thiến tam nữ, bây giờ nhìn gặp chết người cũng đã hơi choáng. Dù sao sức chống cự tăng cường rất nhiều. Liền cũng tại lúc này, trên màn hình dừng lại trở thành La Quân Dương Lăng. La Quân hít sâu một hơi, nên đến chung quy là tới. Hắn đứng lên. Cẩn thận, Mục Tĩnh nói ra, Dương Lăng mệnh cách còn mạnh hơn Thích Vĩnh Quân, người chớ khinh thường. La Quân gật gật đầu. Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng là lo lắng vô cùng. Lâm Thiến Thiến nói, La Quân, người nhất định sẽ thắng, đúng hay không? La Quân hướng Lâm Thiến Thiến tam nữ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm, cho nên, ta sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện. Hắn lời nói để tam nữ cảm thấy ấm áp. La Quân sau khi nói xong liền nghĩa vô phản cố hướng trên lôi đài đi đến. Lôi đài trên trận, Dương Lăng cùng La Quân đứng đối mặt nhau. Dương Lăng ăn mặc trắng như tuyết quần áo luyện công, La Quân là quần áo luyện công màu đen. Một trắng một đen, giống như là một trận số mệnh quyết đấu. Mà trên thực tế, cái này là La Quân cùng Dương Lăng lần thứ nhất gặp mặt. Có thể hai người trong bóng tối đã giao phong vô số lần. Dương Lăng đã từng bức bách La Quân, hãm hại La Quân, thậm chí muốn La Quân quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng La Quân một mực không có đi vào khuôn khổ qua, bây giờ, hai người rốt cục đứng tại cái lôi đài này trên trận, lấy lớn nhất bình đẳng phương thức gặp nhau. Dương Lăng là cái tuyệt đối mỹ thiếu niên, hắn là loại kia âm nhu nhưng lại phong mang tất lộ loại hình. Về phần La Quân là tuyệt đối dương quang thanh niên. Khi hắn cười rộ lên thời điểm, sẽ cho người cảm thấy hắn phá lệ không tim không phổi. Có thể cái này không có nghĩa là La Quân là thật ngốc, hắn cũng có hắn tuyến cùng phong mang. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Dương Lăng lẫn nhau nhìn chăm chú, hai người không nói gì. Nhưng hai người lại cảm nhận được vận mệnh kỳ diệu. Hai cái nguyên bản không biết người, bởi vì vận mệnh đủ loại trêu cợt, rốt cục đi đến người chết ta sống cấp độ. La Quân lại một lần nữa cảm nhận được thiên mệnh giả ba chữ này phân lược, còn có trong cõi u minh vô hình vận mệnh đại thủ khủng bố. Chương 133, Hồi mã nhất thương, quỷ khóc thần hào. Lục Lạc vào lúc này gõ vang. La Quân cùng Dương Lăng tại cái này một cái chớp mắt, đồng thời xuất thủ. Dương Lăng kim đan đạo tràng là đánh vỡ cấm kỵ, cô độc tìm kiếm kiên quyết khí thế. Khí thế của hắn tỏa ra, liền có một cỗ phi thường cường liệt dấu ấn tinh thần. Cỗ này dấu ấn tinh thần cũng chính là Dương Lăng võ đạo tinh thần. Dương Lăng yêu gì nhỏ Tiêu Băng Tình, đây là cấm kỵ chi luyến, là không vì thế tục dung thân hứa. Hắn cảm thấy mình chỉ có đến như cái kia tùy dạng đế dương quảng độ cao, mới có thể chính thức có được Tiêu Băng Tình. Dương Lăng tâm chính là có vô hạn lớn. Mà La Quân khí thế đạo tràng chính là không chỗ cấm kỵ đại thánh đạo tràng. Cỗ này đạo tràng, gặp mạnh càng mạnh, người nào nếu muốn áp chế hắn, cấm chế hắn, khi nhục hắn, cỗ này đại thánh đạo tràng liền sẽ dựng dục ra đại náo thiên cung thảm liệt. Thiên muốn câu ta, đạp nát ngày này. Hai người khí thế trong nháy mắt thì đụng vào nhau, Dương Lăng cấm kỵ đạo tràng muốn ngăn chặn La Quân đại thánh đạo tràng. Nhưng là rất nhanh, La Quân đại thánh đạo tràng bộc phát ra khí phách hiên ngang khí đến, trong nháy mắt liền đem Dương Lăng cấm kỵ đạo tràng phá vỡ. Hai người trong lúc vô hình đã chính thức đọ sức. Sau đó, Dương Lăng bước ra một bước, đưa tay chính là một chiêu giao long ngâm. Người khác như giao long, song quyền đều xuất hiện, đúng như một đầu ác giao long mang theo dòng nước lũ chém giết tới. Hắn song quyền trong nháy mắt chật thành một cỗ kình lực, liên tục đánh kép, thì như bạo phong vũ tập sát hướng La Quân. La Quân thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức liền là linh dương móc sừng thi triển đi ra. Hắn trong nháy mắt tránh đi Dương Lăng giao long ngâm, tiếp lấy thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, thân hình cất cao. Đại thành ấn, La Quân xuất thủ cũng là kim đan sát chiêu. Trong nháy mắt, hắn trưởng ấn như bồ phiến, ầm vang đáp thẳng hướng Dương Lăng đầu lâu. Thế tới thật nhanh. Dương Lăng chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, đúng như thiên sụp đổ. Trưởng phong mãnh liệt. Dương Lăng nhưng cũng không đón đỡ, hắn triển khai một chiêu thần kỳ thân pháp. Một chiêu này thân pháp là Tiêu Băng Tình dạy cho hắn, gọi là di hình hoán ảnh. Chỉ gặp hắn hai chân một sai, trong nháy mắt liền đến La Quân bên trái. La Quân đại thánh ấn lập tức thất bại. Dương Lăng tiến lên trước một bước,
Giao Long Ngâm lại lần nữa thi triển đi ra. Hắn song quyền, nhất quyền nhanh hơn nhất quyền, trong nháy mắt thì phải rơi vào La Quân trên thân. La Quân lập tức lấy Linh Dương Móc Sừng thân pháp né tránh, hắn né tránh ra một mét có hơn. Sau đó mãnh liệt hít một hơi. Lúc này, Dương Lăng vừa vặn nhào tới. Hắn Giao Long Ngâm vừa vặn tập sát mà đến. La Quân đã là chính diện đối mặt Dương Lăng, hắn không tránh không rời, thân hình đột nhiên lấy hình ý quyền vô cực thung, vững vàng ổn định lại. Cơ hồ là không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Thân thể hướng phía dưới chùn xuống, vô cực biến thành có cực. Phanh phanh. Hắn tại thiểm điện ở giữa đón đỡ Dương Lăng Giao Long Ngâm liên tục đánh kép. Hai người trong nháy mắt giao thủ sáu quyền. Sáu quyền về sau lại là lẫn nhau tương xứng. Hai người đối mặt là chân chính kình địch, hai người tu vi tương đương, đấu pháp tương đương. Sau đó muốn phân ra thắng bại, tiến tới là lâm tràng biến hóa, còn có trọng yếu nhất vận khí. Kim đan cao thủ đối mặt đẳng cấp thấp cao thủ, bọn họ kim đan đạo tràng diệu dụng vô cùng. Nhưng là đối ngang cấp cao thủ, tác dụng thì nhỏ rất nhiều. Bởi vì đạo tràng vật này, nói đến là khí thế, là hư huyễn. Tựa như La Quân tại đường cao tốc phía trên đối Thích Vĩnh Hổ, một khi hắn vứt bỏ hoảng sợ, đồng dạng cũng có thể hướng Thích Vĩnh Hổ xuất thủ. La Quân cùng Dương Lăng chiến đấu khiên động ở đây sở hữu người xem tâm. Thích Vĩnh Hổ ở phía dưới cũng cảm thấy trận này trận chiến là tuyệt không thể thua, lại thua thì thật sự là không có khả năng cứu vãn. Dương Lăng trên thân đã gánh vác quá nhiều đồ, vật. Danh lợi, gánh vác A. Lúc này, hai người dừng lại sau một lát, tiếp lấy lại xuất thủ. Dương Lăng ra tay trước, hắn lấy ưng chảo thủ thiểm điện bắt bóp hướng La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân trong mắt tinh quang bùng lên, cũng không tránh né, lại là lấy long chảo thủ phản chụp vào Dương Lăng thủ mạch. Dương Lăng lại lấy ưng mổ tay, trong nháy mắt, hắn ưng chảo thủ thần diệu biến hóa thành diều hâu mỏ nhọn, tàn nhẫn mổ tới. La Quân thủ đoạn biến đổi, lại là giống như linh xà vẫy đuôi, đột nhiên thì rụt về lại. Cái này liền để Dương Lăng mổ cái khoảng không. Cái này một cái chớp mắt, hai người phảng phất hóa thân thành rắn cùng ưng, rắn ưng sinh tử tương bác. Ngay cả không biết võ công người cũng nhìn ra giữa sân hung hiểm. Dương Lăng liên tục mấy lần tàn nhẫn mổ giết, La Quân đều là xảo diệu tránh đi, ngẫu nhiên, hắn lại thiểm điện đánh trả, nhưng đều bị Dương Lăng tránh đi. Hai người động tác trên tay rất nhanh, đột nhiên, La Quân một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá ra. Dương Lăng lại là sớm có chuẩn bị, cũng là một chiêu thiếu lâm đạn thối đá ra. Liên tục mấy cái tay sát chiêu, hai người đều là đánh cẩn thận từng ly từng tí, để lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi. Hai người đánh mạo hiểm vạn phần, ngắn ngủi giao chiến đã để hai người tâm lực lao lực quá độ, hơi hơi cố hết sức. Bọn họ động tác không thế nào cố hết sức, chủ yếu nhất là tâm lực làm hao mòn. Một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục a. Lúc này, La Quân cùng Dương Lăng trong đầu cái gì hắn nhân tố đều không nghĩ. Muốn chính là muốn như thế nào đánh bại đối phương. Hai người cảnh giới giống nhau, so cũng là đấu pháp. Nói đến đấu pháp, Dương Lăng từ nhỏ đã là đấu pháp kỳ tài. Mà La Quân là đấu pháp bên trong vương giả. Hắn cho tới bây giờ thì không sợ bất luận cái gì ngang cấp đối thủ, đơn giản là hắn đối với mình đấu pháp tự tin tới cực điểm. Hai người dưới mắt đánh cược đến gay cấn giai đoạn, chỉ cần có thể làm cho đối phương có một tia vết thương nhỏ ngấn, như vậy thắng lợi thiên bình liền sẽ chút xuống. Liền cũng tại lúc này, La Quân tiến lên trước một bước, lại lần nữa triển khai công kích. Hắn đột nhiên một chiêu tiếng sấm liên tục quyền kích đánh về phía Dương Lăng bụng. Dương Lăng lại là thế nào đều sẽ không dễ dàng nhượng bộ, hắn thân thể một nghiêng, một cái bãi quyền đập nện hướng La Quân cánh tay xương then chốt điểm. La Quân rên lên một tiếng, tiếng sấm liên tục quyền bỗng nhiên hóa thành đại long chảo thủ, hắn cả cánh tay biến mềm mại đứng lên, tựa như là một đầu mềm nhũn linh xà. Linh xà đột nhiên lắc một cái, lại là quấn quanh hướng Dương Lăng cánh tay. Chỉ cần một khi quấn chúng, lập tức, La Quân cánh tay liền sẽ như mạnh mẽ dây thừng thép, trong nháy mắt đem Dương Lăng cánh tay phế. Coi như phế không xong, hắn cũng sẽ dùng móng tay tại Dương Lăng trên cánh tay lưu lại vết thương. Hai người đều là cơ biến chồng chất, muốn dẫn quân vào cuộc. Dương Lăng âm thầm kinh hãi, hắn cũng là lợi hại, thời khắc nguy cơ, cánh tay hắn cũng bỗng nhiên biến mềm nhũn, thế mà quấn ngược hướng La Quân cánh tay. Hai người trong nháy mắt liền rảo sát cùng một chỗ, cũng đồng thời phát kình. Răng rắc, như sắt thép giao minh. Kết quả, vẫn là ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. La Quân đem Dương Lăng móng tay bắn bay hai mảnh,
nhưng cánh tay hắn bên trên cũng lưu lại một đạo vết máu. Giờ này khắc này, toàn trường đều ngừng thở. La Quân cùng Dương Lăng lần nữa dừng lại. Tĩnh tỷ, La Quân có thể thắng sao? Lâm Thiến Thiến nhịn không được hỏi Mộc Tĩnh. Mộc Tĩnh cũng là nhìn không chuyển mắt, nàng cũng cho không ra đáp án, chỉ nói là nói, vẫn là 5 năm số lượng, La Quân không có chiếm thượng phong, cũng không có rơi xuống phong. Liền xem như Cao Minh đến đầu võ đạo đại sư, cũng vô pháp nhìn ra hai người này hôm nay đến ai thắng ai thua. Lâm Thiến Thiến tam nữ lo lắng vô cùng. Dương Lăng bỗng nhiên ở giữa, lệ hống một tiếng, hắn tiến lên trước một bước, lấy Thăng Long quyền ấn đánh giết La Quân. Ác Long xuất hải, quyền ý ngập trời. La Quân trong lòng một hồi, không nghĩ tới Dương Lăng đột nhiên tiến hành tấn công mạnh. Mà lại, cỗ này quyền ý đến tốt đột nhiên, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân lập tức lấy cổn lôi quyền ấn ứng đối. Không nghĩ, Dương Lăng một quyền này bên trong bao hàm hắn mãnh liệt võ đạo tinh thần. Phanh phanh, hai quyền đụng nhau, La Quân khí huyết chi lực thế mà bị Dương Lăng võ đạo tinh thần lây, trong lúc nhất thời lực bất tòng tâm. La Quân nhất thời khí huyết cuồng loạn, hắn liên tục lui ra phía sau. Nhất thời, dấu hiệu thất bại hiện ra. Dương Lăng trong mắt tuôn ra tinh quang, trong nháy mắt, trên người hắn võ đạo tinh thần nồng đậm tới cực điểm. Cái kia cấm kỵ đạo tràng mang theo một loại vỡ nát hết thảy thế tục quyết tâm. Hắn đã thế như trẻ tre. Dương Lăng thân thể xông ra, lại là một chiêu Thăng Long quyền ấn. La Quân muốn tránh cũng không được, lúc này lấy Linh Dương móc sừng tránh né, sẽ chỉ chết càng nhanh. Khi tinh thần đối phương như hồng, thế như trẻ tre thời điểm, càng là né tránh, chết càng nhanh. Chính diện trọi cứng cũng là chết. La Quân lại đã cổn lôi quyền ấn nghênh đón. La Quân khí huyết lại lần nữa cuồng loạn, hắn lại lui ra phía sau hai bước. Lâm Thiến Thiến tam nữ bao quát Mộc Tĩnh gặp tình cảnh này, toàn bộ không tự giác đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên. Thích Vĩnh Quân lại là dài thở phào một hơi, hắn biết thắng cục đã định, La Quân lại không hồi thiên chi lực. Nói đến, còn là La Quân sơ sẩy. Hai người đối chiến bên trong, La Quân cùng Dương Lăng bắt đầu khí thế đối chiến, toàn bộ đều lấy mãnh liệt võ đạo tinh thần đón đánh ngạnh bính. Kết quả cũng không ai chiếm được ưu thế. Tiếp lấy hai người thì lấy linh xảo chiêu thức giết nhau, vẫn là tương xứng. Nhưng là La Quân không nghĩ tới Dương Lăng đột nhiên lại lựa chọn đón đánh cứng rắn giết. Lúc này La Quân nhất thời không có chuyển đổi tới, lập tức rơi xuống hạ phong. La Quân liên tiếp lui về phía sau, Dương Lăng thế như mãnh hổ, nhất quyền cường hãn qua nhất quyền. Trong nháy mắt, La Quân liền bị bước đến bên bờ lôi đài. Lúc này, La Quân chỉ có nhảy xuống lôi đài lại mưu dự định. Trước đó, Tiêu Bắc Thần thì đã từng dựa vào nhảy xuống lôi đài lật về bại cục. Hiện tại La Quân tựa hồ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Bất quá, trước đó, Thích Vĩnh Quân thế nhưng là nhảy xuống lôi đài, trực tiếp bị Mộc Tĩnh giết. Dưới mắt, Dương Lăng sẽ cho La Quân cơ hội này sao? Lâm Thiến Thiến tam nữ đã hoảng sợ che miệng lại, các nàng sợ hãi nhìn thấy cái kia tàn nhẫn một màn. Mà Mộc Tĩnh ánh mắt lại là sáng lên. Bởi vì đúng lúc này, La Quân cũng không có nhảy đi xuống, mà chính là xảo diệu thân thể nhất chuyển. Hắn sở hữu cuồng loạn khí huyết đều hóa thành nhất quyền. Phải nói là nhất thương. Lấy tay cánh tay vì thương, quyền vì đầu thương. Trong thiên quân vạn mã, hồi mã nhất thương, liệt thổ phong hầu. Hồi mã nhất thương, quỷ khóc thần hào. La Quân thế mà thi triển ra sát chiêu, hồi mã thương. Trần Hoa Sinh dạy hồi mã thương, La Quân đem nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, tất cả mọi người cho là hắn muốn bại lúc, hồi mã thương đột nhiên giết ra, ra bất ngờ. Dương Lăng cũng là hãi nhiên, hắn thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia hồi mã thương trực tiếp thiểm điện xông về phía hắn dưới nách. Nếu như là xác thực, lần này, Dương Lăng thì chết. Có thể La Quân cánh tay dù sao không phải thật sự thương, thế là Dương Lăng có một tia thở dốc cơ hội. Hắn thiểm điện ở giữa lấy di hình hoán ảnh thân pháp sau lui ra ngoài, khó khăn lắm tránh đi La Quân hồi mã thương. Chịu chết đi, ngay vào lúc này, La Quân hai mắt tuôn ra vô cùng tinh quang, bạo giống một tiếng. Chốc lát ở giữa, đại thánh đạo tràng khí thế hung mãnh bạo phát đi ra. Thiên như câu ta, đạp nát ngày này. La Quân mang theo vỡ nát thiên đình quyết tâm, võ đạo tinh thần xông về phía Dương Lăng. Đưa tay cũng là cổn lôi quyền ấn. Quyền ý như sấm nổ. Tinh thần vĩnh viễn không bao giờ diệt. Dương Lăng cùng La Quân đối nhất quyền, hắn võ đạo tinh thần đã tại vừa lui ở giữa thu hồi qua.
Mà La Quân lúc này võ đạo tinh thần, cỗ này mãnh liệt ý chí nương theo cái này La Quân quyền lực cấp tốc tan rã Dương Lăng quyền lực. Dương Lăng bạch 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 lui ra phía sau ba bước. Chương 134, Mặc Nùng cảnh cáo. La Quân theo sát bên trên, khí thế của hắn liên tiếp bạo phát, cổn lôi quyền ấn, đại thánh ấn một kiểu đánh giết tới. Dương Lăng hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, hắn liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này trong thân thể của hắn khí huyết cũng đã cuồng loạn không bị khống chế. La Quân liên tiếp năm chiêu quyền ấn oanh sát, thế mà để Dương Lăng thất khiếu chảy máu, lông mày bên trên là huyết châu. Đây là hắn khí huyết cuồn cuộn quá lợi hại. Sốt cục, Dương Lăng cũng đến bên bờ lôi đài. Chỉ tiếc, Dương Lăng cũng sẽ không hồi mã thương, mà lại, coi như hắn hồi mã thương, La Quân cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Bất quá lúc này, Dương Lăng lại cũng không lấy lôi đài làm điểm cuối, mà chính là cấp tốc thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp. Hắn trong nháy mắt rời khỏi 3 mét có hơn. La Quân cấp tốc dùng linh dương móc sừng truy sát tới. Dương Lăng lại lấy di hình hoán ảnh tiếp tục lui, hắn là muốn thối lui đến nhất định vị trí tập hợp lại. La Quân dưới chân lao nhanh, khí thế hung mãnh, cắn thật chặt Dương Lăng không thả. Dưới mắt đã là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, La Quân tuyệt sẽ không lại cho Dương Lăng xoay người cơ hội. Cục xuống cho ta, La Quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, người như ma thần buông xuống, đại thánh ấn hướng phía Dương Lăng mặt đánh giết tới. Dương Lăng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Kình phong kích thích hắn kiểm môn, khuôn mặt đau nhức, liền con mắt đều khó mà mở ra. Bất quá Dương Lăng cũng không phải dễ dàng, trong nguy cấp, hắn thân thể như rắn xoay quanh. Cái này một cái chớp mắt liền né tránh La Quân đại thánh ấn. Dương Lăng tiếp lấy giống như long thăng thiên, lấy kiếm chỉ rảo sát La Quân ngực bụng. Hừ, La Quân đại thánh ấn thất bại, lại đột nhiên hóa thành cổn lôi quyền ấn, trực tiếp ép xuống. Hắn quyền phong hung hăng va chạm hướng Dương Lăng kiếm chỉ. Dương Lăng hơi kinh hãi, hắn dưới mắt thật sự là một bước sai, đầy bàn đều là rơi tác. Từng bước đều bị La Quân áp chế. Kiếm chỉ như thế nào dám theo quyền phong đối kháng, hắn lập tức lại hóa thành linh xà tay, muốn quấn chặt lấy La Quân cánh tay. Nhưng vào lúc này, La Quân quyền phong lại biến đổi, đột nhiên lại lần nữa hóa thành hung mãnh đại thánh ấn. Đại thánh ấn liều lĩnh, xông phá trở ngại, trực tiếp tiến đụng vào Dương Lăng ngực bụng. Dương Lăng ngăn cản không nổi. Cũng phản ứng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực một cỗ cự lực rảo sát tiến đến, trong nháy mắt đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thật không thể tin nhìn về phía La Quân. Hắn cũng không có bị đánh bay ra ngoài, mà chính là định tại nguyên chỗ. Đây là đáng sợ nhất, bởi vì La Quân đại thánh ấn trưởng lực toàn bộ tiêu hóa đến Dương Lăng trong thân thể. Bình thường người bị đánh bay, lực lượng kia có rất lớn một phần là tiêu hao. Cái này một cái chớp mắt, Dương Lăng ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, tại chỗ tử vong. Trước khi chết, Dương Lăng ánh mắt là tràn ngập thật không thể tin, không thể tin. Có lẽ, hắn là đang nghĩ, hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất không tệ, là vận mệnh nhân vật chính. Nhưng vì cái gì ta sẽ chết đâu? La Quân dài thở phào một hơi, một trận chiến này, quá vượt mọi khó khăn gian khổ. Cơ hồ hao hết La Quân chỗ có tâm lực, giờ khắc này, Dương Lăng vừa chết. La Quân liền cũng cảm thấy mình tựa như là hư thoát. Toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Ở đây võ thuật gia nhóm, còn có Thích Vĩnh Hổ, Mục Tĩnh giờ phút này đều đối La Quân lau mắt mà nhìn. Thậm chí là cảm thấy có chút khủng bố. Bởi vì La Quân bố cục năng lực quá mạnh, lúc đầu, La Quân cùng Dương Lăng là lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Tại là La Quân liền cố ý bán cái sơ hở cho Dương Lăng. Hắn sơ hở bán không chê vào đâu được. Liền xem như Dương Lăng thông minh như vậy người cũng bị lừa gạt. Về sau, La Quân lấy hồi mã thương lật về thắng cục, nhất cử đánh giết Dương Lăng. La Quân trở lại trên chỗ ngồi, hắn cần hơi chút nghỉ ngơi. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn vẫn còn tiếp tục, đây là sau cùng biến cố. Rất nhanh, Mục Tĩnh cũng tới trận, nàng ra sân về sau. Mấy vị võ thuật gia đều rất nhanh bỏ quyền. Sau cùng quyết chiến lại là Mục Tĩnh La Quân. Sở hữu võ thuật gia nhóm đều cảm thấy đây mới thực là long tranh hổ đấu, là lớn nhất xem chút. Mà lúc này, La Quân cũng đã lấy lại tinh thần. Loại tình huống này, La Quân cũng lên lôi đài. Hắn cùng Mục Tĩnh đứng đối mặt nhau. Trên thực tế, kim kiếm giải đấu lớn kim kiếm vinh diệu, hiện tại đối với Mục Tĩnh cùng La Quân tới nói đều đã không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn mục đích đều đạt tới. Nhưng là,
giải đấu lớn cũng là giải đấu lớn. Giải đấu lớn có giải đấu lớn nghiêm túc tính tồn tại. Không có khả năng hai người đều bỏ quyền, để giải đấu lớn thành vì một chuyện cười. Liền cũng tại lúc này, La Quân không chút do dự ôm quyền nói, ta nhận thua. Sau đó, hắn đi xuống lôi đài. Thế là, kim kiếm được chủ chính là Mộc Tĩnh. La Quân biết, coi như mình không nhận thua, nếu quả thật theo Mộc Tĩnh khí lực va chạm, hắn cũng chỉ có 3 phần thắng. Bởi vì Mộc Tĩnh kim đan đạo tràng quá kinh khủng. Mà lại, hai người thật muốn phân ra thắng bại, vậy khẳng định là muốn gặp sinh tử. Vậy sẽ là phi thường thảm liệt. Liền giống với La Quân quyết đấu Dương Lăng, La Quân coi như muốn nhân từ, không giết Dương Lăng cũng làm không được. Dưới tình huống đó, căn bản không thể lưu thủ. Lưu thủ tình huống là hai phe thực lực cách xa, thực lực mạnh mới có thể lưu thủ. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn kết thúc hoàn mỹ. Vô số cao thủ tại cuộc so tài này bên trong vẫn lạc, nhưng cũng có vô số cao thủ tại cuộc so tài này bên trong lĩnh ngộ được quý giá đồ, vật. Đây mới thực là phát huy mạnh hoa hạ võ thuật một trận biến cố. Mọi người đi ra đấu trường thời điểm chính là 3 giờ chiều, dương quang sáng lạn, long lanh. Nhưng lại không có như vậy nướng người. Dạng này khí trời làm cho lòng người bên trong thư sướng. Mộc Tĩnh một đoàn người bên trên xe Mercedes, Từ Thanh lái xe. Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng tránh thức buông lỏng một hơi, Lâm Thiến Thiến đề nghị, chúng ta qua hảo hảo chúc mừng một cái đi. Mộc Tĩnh cùng La Quân tự nhiên cũng sẽ không quét mọi người hưng, vui vẻ xác nhận. Mà Đường Thanh lại đối Mộc Tĩnh chiếc kia kim kiếm cảm thấy rất hứng thú, cầm trên tay lật qua lật lại nhìn. Tống Nghiên Nhi là lớn nhất điềm tĩnh, nàng hiện tại rất lợi hại an tâm, cho nên nàng rất lợi hại hưởng thụ nhắm mắt lại. Lúc này, Đường Thanh điện thoại di động bỗng nhiên vang. Đường Thanh lấy ra xem xét, liền nói ra, là ông ngoại của ta đánh tới. Nàng sau khi nói xong kết nối. Cú điện thoại này giảng 2 phút đồng hồ khoảng chừng, treo về sau, Đường Thanh nói với mọi người, ban đêm ông ngoại của ta muốn mời mọi người cùng nhau trong nhà ăn một bữa cơm. La Quân mỉm cười, nói ra, chúng ta còn không có chính thức qua bái phỏng Hoắc lão gia tử, cũng là nên đi xem một chút. Lâm Thiến Thiến một đám liền cũng không có ý kiến. La Quân nói ra, chúng ta đi trước đơn giản chính mình chúc mừng một chút, sau đó lại đi mua lễ vật. Ban đêm qua bái phỏng Hoắc lão gia tử. Cái này an bài, tất cả mọi người rất hài lòng. Cả đám rất mau tìm cái an phận tĩnh nhà ăn, sau khi ngồi xuống, La Quân gọi món ăn. Điểm xong đồ ăn sau, chờ đồ ăn lỗ hổng, Lâm Thiến Thiến nghĩ đến cái gì, nói, Lao Sơn nội gia quán hội sẽ không tiếp tục tìm đến La Quân làm phiền ngươi. Dù sao lần này võ đạo giải đấu lớn bên trên, bọn họ tổn binh hao tướng lợi hại. Mộc Tĩnh nói ra, hẳn là sẽ không. Vừa đến, bọn họ không có lấy cớ. Dù sao, Lâm Văn Long đã đáp ứng Lâm lão gia tử. Lâm Văn Long sẽ không công nhiên lật lọng, cái kia tại Lâm lão gia tử chỗ nào cũng không thể nào nói nổi. Thứ hai, Lâm Văn Long người này thâm bất khả trắc, nhưng là hắn hẳn là cũng hiểu được thuận thế mà làm. Bọn họ 3 lần 4 lượt muốn tru sát La Quân, nhưng mỗi lần đều thất bại. Đây là tối tăm thiên đạo mệnh số, hắn hẳn phải biết, lại dây dưa tiếp, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nói đến, Lâm Văn Long vẫn là cái người làm ăn, hắn hẳn phải biết lấy hay bỏ. La Quân cũng tán thành Mộc Tĩnh thuyết pháp, đồng thời, hắn hiện tại cũng không có lấy trước như vậy sợ hãi. Dù sao hắn đã là kim đan tu vi, sẽ không lại như vậy yếu đuối mặc người giết sóc thịt. Mộc Tĩnh còn nói thêm, bất quá La Quân người khả năng còn có một cái phiền toái. La Quân nao nao, nói, phiền toái gì? Mộc Tĩnh nói ra, Dương Lăng chết tại trên tay ngươi. Dương Lăng gia đình bối cảnh không đơn giản, tại trong Yến Kinh cũng là hào môn đại tộc. Dương Lăng không thể nghi ngờ là bọn họ Dương gia kiêu ngạo. Bây giờ Dương Lăng bị ngươi giết, chỉ sợ bọn họ Dương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. La Quân không khỏi cảm thấy đau đầu, cái này phiền phức thật sự là vô cùng vô tận a. Thế nhưng là cái này có thể lại ca sao? Trên lôi đài, dưới tình huống đó, chính mình làm sao cũng không thể đối Dương Lăng lưu thủ. Lưu thủ chính là mình chết. Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng là cau mày. Mộc Tĩnh nói ra, vậy đại khái cũng là thiên mệnh giả số mệnh đi. Nếu để cho ngươi một mực bình an, còn gọi thiên mệnh giả sao? La Quân nghe vậy ngơ ngẩn, hắn lập tức cũng cảm giác được vận mệnh khủng bố cùng kỳ diệu. Quản hắn, nãi nãi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. La Quân sau đó cũng liền thoải mái đứng lên. Ta chỉ sợ, ngươi nghe được khác một tin tức thì sẽ không như thế thoải mái. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền vào tới.
Thanh âm này là Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng một bộ màu đen váy dài, mỹ lệ ưu nhã, như nở rộ hắc liên hoa. La Quân cùng Mộc Tĩnh nhất thời sắc mặt cổ quái, bởi vì các nàng hai người liền xem như đến kim đan chi cảnh, lại như cũng không có cảm giác đến Trầm Mặc Nùng tiếp cận. Dựa vào, nữ nhân này đến cảnh giới gì? Lâm Thiến Thiến trông thấy Trầm Mặc Nùng, lại không có cái gì sắc mặt tốt. Nàng từ tốn nói, Trầm tiểu thư, người tới nơi này là chuyên môn vì nói ngồi châm chọc sao? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng lại là sẽ không theo Lâm Thiến Thiến tức giận. Nàng ngược lại rất lợi hại ưa thích Lâm Thiến Thiến yêu ghét rõ ràng, ngay sau đó, nàng nói ra, Thiến Thiến nha đầu, người chớ có trách ta không giúp La Quân. Ta cũng là vì hắn tốt, người hỏi một chút hắn, không phải tỷ tỷ ta, hắn hôm nay có thể đứng ở chỗ này sao? Lâm Thiến Thiến lập tức không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, Mặc Nùng sở dĩ không giúp ta đào tẩu, là vì để cho ta lâm vào tuyệt cảnh, từ đó tại trong tuyệt cảnh đột phá. Nàng giúp ta rất nhiều, Thiến Thiến, chúng ta hẳn là cảm tạ nàng. Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút xấu hổ đứng lên, mặt ửng hồng. Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra, Trầm tiểu thư, người tốt. Hai người bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt. Trầm Mặc Nùng cũng là cười một tiếng, vươn tay ra theo Mộc Tĩnh nắm cùng một chỗ. Nàng nói ra, Mộc tiểu thư, chúc mừng ngươi đến kim đan chi cảnh, tương lai ngươi thành tựu sẽ tại tất cả chúng ta phía trên. Nàng nói rất là khẳng định, nhưng cũng không phải tại lấy lòng. Bởi vì lấy Trầm Mặc Nùng tu vi cùng thân phận, căn bản không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Mộc Tĩnh không màng danh lợi đã đến, nói ra, đa tạ cát ngôn. La Quân liền nói ra, Mặc Nùng, ngươi tới nơi này khẳng định không chỉ là ôn chuyện đi. Có phải hay không còn có cái gì không ổn sự tình? Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, không sao chuyện này, không thích hợp ở chỗ này nói. Cũng không thích hợp để quá nhiều người biết, Thiến Thiến, Thanh Thanh, Nghiên Nhi, các ngươi không phải võ đạo bên trong người, cho nên vẫn là không phải biết thì tốt hơn. Lâm Thiến Thiến ba người cũng rất lý giải, bất quá các nàng vẫn là rất lợi hại lo lắng. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, chúng ta ba người qua trên xe nói đi. La Quân cùng Mộc Tĩnh gật đầu. Rất nhanh, ba người thì ra nhà ăn. Cái kia nhà ăn bên ngoài ngừng một cỗ tăng lớn bản Maybach, chiếc này Maybach mau cùng tăng một dạng. Trầm Mặc Nùng dẫn đầu lên xe trước, La Quân cùng Mộc Tĩnh theo ở phía sau lên xe. Chương 135, đáng sợ nhất là nữ nhân điên. La Quân ngồi vào Maybach về sau, hắn nhìn ngay lập tức gặp Maybach bên trong đưa. Trong này lại giống như một cái tiểu hình khu vực một dạng, phía trên có không ít máy vi tính, bệ bắn loại hình đồ, vật. La Quân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, cảm giác này theo Âu Mỹ mảng lớn bên trong chuẩn bị có chút giống. Trầm Mặc Nùng không để ý tới La Quân cái này một gốc dạ, chỉ nói là nói, trong này đã lắp đặt che đậy thiết bị, cho nên chúng ta nói chuyện là tuyệt đối an toàn. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng sắc mặt nghiêm túc, hắn liền cũng biết tình thế có chút nghiêm trọng, ngay sau đó cũng liền nghiêm mặt đứng lên. Về phần Mộc Tĩnh luôn luôn đều là nghiêm túc phong cách. Trầm Mặc Nùng liếc nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, La Quân, hôm nay sở dĩ đem ngươi kêu đi ra chính là muốn ngươi chuẩn bị sớm, ngươi phải biết, ngươi hôm nay xông ra cái sọt cũng không so Lao Sơn nội ra quán. La Quân nhất thời cảm thấy có chút không khỏi rượu, Thái Dương a. Đến là tình huống như thế nào a? Không chỉ là La Quân cảm thấy không khỏi rượu, ngay cả Mộc Tĩnh cũng cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Mặc Nùng, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, đến tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, người hôm nay ngàn không nên, vạn không nên, cũng là không nên đem Dương Lăng giết. Bây giờ Dương Lăng vừa chết, Dương gia người sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân trầm giọng nói ra, lúc ấy trên lôi đài, không phải hắn chết chính là ta vong. Đã chúng ta đứng trên lôi đài, liền muốn có chiến tử lôi đài chuẩn bị tâm lý. Dương gia người nếu như cũng giống Lao Sơn nội gia quán một dạng không giảng đạo lý, như vậy ta cũng sẽ không mặc cho bọn hắn xâm lược. Trầm Mặc Nùng nói ra, người tính cách ta biết, người sẽ không sợ sợ Dương gia, thậm chí sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, Dương gia cũng không phải người trước mắt lớn nhất đại uy hát yêu ta. La Quân cùng Mộc Tĩnh càng thêm kỳ quái, La Quân khó hiểu nói, không phải Dương gia. Trầm Mặc Nùng nói ra, người cùng Dương Lăng mặc dù là công bình sinh tử lôi, nhưng là Dương gia người nhà sẽ không nhận cái này chướng. Bọn họ khẳng định nghĩ biện pháp muốn giết ngươi. Bất quá. Dương gia người đều là đi cao tầng lộ tuyến, buôn bán lộ tuyến chờ một chút,
bọn họ vũ lực theo Lao Sơn nội gia quán không thể so sánh. Cho nên cho dù bọn họ muốn giết ngươi, cũng khó có thể động đến ngươi. Ta chỉ nguy hiểm là Dương Lăng gì nhỏ Tiêu Băng Tình. La Quân lại là nghe Trầm Mặc Nùng nói qua Dương Lăng cùng Tiêu Băng Tình nhiệt duyên. La Quân tâm lý cũng không tán thành loại này luyến tình, bởi vì đây là dị dạng, vi phạm nhân luân đại đạo. Trong nhân thế trật tự sở dĩ bình thường, cũng là bởi vì có luân lý cương thường. Người sống một đời, vốn là không thể sự tình gì đều tùy tâm sở dục. Giống Dương Quá cùng cô ái tình, cái kia là La Quân tán thành. Bởi vì bọn hắn không có liên hệ máu mủ, mà Dương Lăng cùng hắn gì nhỏ, đó là có liên hệ máu mủ. Bất quá những này cũng không phải La Quân quan tâm, dù sao cũng không làm hắn sự tình. Hắn tuy nhiên không tán thành, cũng sẽ không ở sau lưng chỉ trỏ trò cười. Mà dưới mắt, khiến cho La Quân cảm thấy không hiểu là, cái này Tiêu Băng Tình rất lợi hại phải không? Vì cái gì nàng ngược lại sẽ là mình lớn nhất đại uy hát yêu ta? Ngay sau đó, La Quân nhìn không được hỏi, Tiêu Băng Tình chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Trầm Mặc Nùng nói ra, Tiêu Băng Tình bản thân là kim đan cao thủ. Đón đến, nàng nói, đương nhiên, một cái kim đan cao thủ cũng không thể để ngươi sợ hãi. Tiêu Băng Tình đáng sợ nhất địa phương ở chỗ sư môn nàng. Ngươi có chỗ không biết là, Dương Lăng là Tiêu Băng Tình tâm đầu nhục. Bây giờ Dương Lăng bị ngươi giết, Tiêu Băng Tình khẳng định phải nổi điên. Nữ nhân khởi xướng điên đến, sự tình gì đều làm ra được. Nếu như nàng để sư môn nàng xuất thủ, người hội rất nguy hiểm. La Quân nói, sư môn nàng lại là cái gì quỷ? Trầm Mặc Nùng nói ra, Tiêu Băng Tình sư môn gọi là Uy Phong Môn. Uy Phong Môn tại Bắc Phương khống chế một số tài đoàn, bọn họ tài phú rất là có thể nhìn. Đương nhiên, tài phú đối với Uy Phong cửa nói, bất quá là một cái công cụ. Đây không phải bọn họ coi trọng đồ, vật. Uy Phong Môn sư tôn gọi là Hàng Hành Thiên. Hàng Hành Thiên người này cùng Lao Sơn nội gia quán Lâm Văn Long là nổi danh nhân vật. Bất quá, hai người sửa đường tuyến không giống nhau. Hàng Hành Thiên thủ hạ hết thảy có 12 tên đệ tử, cũng gọi là thập nhị môn đồ. Mỗi một người môn đồ mỗi ngày đều muốn đối hắn quỷ bái, vì hắn cống hiến tín ngưỡng chi lực. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, hàng được thiên thập nhị môn đồ, từng cái đều là kim đan cao thủ. Kim đan cao thủ tín ngưỡng là cực kỳ mạnh mẽ, Hàng Hành Thiên hấp thu bọn họ tín ngưỡng, thành tựu chính hắn đạo tràng. Tại hàng được ngày qua mà nói, đệ tử đều là một loại công cụ. La Quân cùng Mộc Tĩnh nghe vậy đều là sắc mặt cổ quái. La Quân nói ra, tín ngưỡng, ta chỉ nghe nói qua thần hồn có thể hấp thu tín ngưỡng, làm bản thân mạnh lên suy nghĩ, niệm lực. Nhưng đó là có dấu vết mà lần theo, bởi vì thần hồn bản thân là suy nghĩ tạo thành, hấp thu tín ngưỡng xác thực có thể thoải mái suy nghĩ. Nhưng là Hàng Hành Thiên chính là người sống. Người sống cũng có thể hấp thu tín ngưỡng sao? Cái này là La Quân cùng Mộc Tĩnh không nghĩ ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, các ngươi tu vi còn cạn, hiện tại còn không hiểu trong lúc này ảo diệu. Tu vi chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là trên thân thể tu luyện. Tầng thứ hai là não vực bên trên tu luyện. Tu luyện não vực có thể đối nguy hiểm sớm báo trước, có thể minh bạch không trung từ trường phân bố, có thể cảm giác thiên địa huyền diệu. Hàng Hành Thiên hấp thu những tín ngưỡng đó đến cường đại hắn não vực sóng điện. Sóng điện cũng chính là tinh thần lực. Sau đó hắn liền có thể dùng tinh thần lực của hắn đến đối với người tiến hành nhất định công kích, thậm chí có thể thao túng từ trường. Hắn tu luyện đã tiếp cận vô thượng thiên đạo, mà các ngươi còn dừng lại tại thân thể trên việc tu luyện. Nàng đón đến, nói ra, Lâm Văn Long cũng là tại cảnh giới này bên trên tìm tòi. La Quân cùng Mộc Tĩnh nhất thời cảm thấy nhìn mà than thở, đồng thời cảm thấy tu hành thật sự là một đầu không có tận cùng đường. Chính mình thành tựu càng cao, ngược lại càng trong cảm giác gian nan huyền bí. Trước kia La Quân tại Hóa Kính đỉnh phong lúc, ngược lại cảm thấy võ đạo không gì hơn cái này. Người hiểu càng nhiều, liền càng hội với cái thế giới này kính sợ. La Quân lâm vào trầm tư, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Uy Phong Môn thật là hiện tại ta còn không thể trêu vào tồn tại. Hắn đón đến, lại nói, Trầm Mặc Nùng, người cảm thấy Uy Phong Môn lại bởi vì Dương Lăng mà ra tay đối phó ta sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta nói qua, trên thế giới này, đáng sợ nhất cũng là nữ nhân. Một nữ nhân khởi xướng điên đến, là không thể tưởng tượng, không thể đo lường. Lao Sơn nội gia quán đối phó ngươi, còn coi trọng một bộ mặt, còn có thật nhiều cố kỵ. Nhưng là Tiêu Băng Tình không biết, Dương Lăng chết đi tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Tiêu Băng Tình trong tai, đến lúc đó, Tiêu Băng Tình cái tên điên này nào chỉ là muốn giết ngươi. Chỉ sợ bên cạnh ngươi Đinh Hàm. Lâm Thiến Thiến những cô nương này cũng khó thoát vận rủi.
La Quân không khỏi thất sắc, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận các nàng xảy ra chuyện. La Quân cũng tuyệt đối tin tưởng Trầm Mặc Nùng không phải tại nói chuyện giật gân. Nữ nhân khởi xướng điên đến, thật là không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Chẳng lẽ Tiêu Băng Tình sư môn cũng sẽ bồi thiếp nàng nổi điên? La Quân buồn bực nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, Tiêu Băng Tình là trời sinh linh thể, nàng tín ngưỡng chi lực là thuần chính nhất, lớn nhất bổ dưỡng. Cho nên Hàng Hành Thiên cũng rất quan tâm cái này người nữ đệ tử. Nếu như Tiêu Băng Tình liều lĩnh, Hàng Hành Thiên làm sao cũng phải quan tâm nàng ý nghĩ. Huống hồ, vì Tiêu Băng Tình giết một cái La Quân, đó cũng không phải cái đại sự gì. La Quân trầm giọng nói, vậy xem ra ta muốn sớm cho kịp mưu đồ đường lui. Hắn biết dưới mắt không so với trước. Trước đó Lao Sơn nội gia quán vẫn là rất lợi hại khắc chế. Nhưng là dưới mắt gặp được nữ nhân điên, cái kia nhưng mà cái gì đạo lý đều khó mà nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đề nghị là, để Lâm Thiến Thiến tiếp Đinh Hàm, Đường Thanh còn có Tống Nghiên Nhi qua Yến Kinh ở một thời gian ngắn. Ngay tại Lâm Lão gia tử trong nhà ở, Hàng Hành Thiên uy phong môn, lại lớn gan chó cũng không dám đến Lâm Lão gia tử nơi đó làm càn. Còn ngươi cùng Mộc Tĩnh, các ngươi cũng theo ta đi Yến Kinh. La Quân không cam lòng nói, khó nói chúng ta muốn cả một đời trốn ở Yến Kinh. Cái này chỉ sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, đối với nổi điên Tiêu Băng Tình tới nói. Nàng khả năng ngay từ đầu còn không dám tại Yến Kinh quấy rối, nhưng là nếu như ngươi một mực trốn tránh, nàng vẫn là sẽ làm ra một số không cách nào làm cho người tưởng tượng sự tình tới nói. Bất quá, chỉ muốn các ngươi đến Yến Kinh. Ta sẽ muốn một cái lâu dài biện pháp để Hàng Hành Thiên cũng không dám lại ra tay với ngươi. La Quân con mắt không khỏi sáng lên, nói, biện pháp gì? Hắn đón đến, nói, không phải là để ta quốc an lục sử à? Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, tuy nhiên quốc an lục sử rất lợi hại, nhưng là quốc an lục sử cũng vô pháp trấn nhiếp nữ nhân điên. La Quân hiếu kỳ tới cực điểm, nói, cái kia có biện pháp nào trấn nhiếp nữ nhân điên? Trầm Mặc Nùng nói ra, nữ nhân điên là chấn nhiếp không nổi, chỉ có giết chết mới có thể. Giết Tiêu Băng Tình cũng không phải việc khó, chỉ bất quá muốn cố kỵ Hàng Hành Thiên. Nhưng là, Hàng Hành Thiên không phải người điên, cho nên hắn là có thể chấn nhiếp. Trước chấn nhiếp Hàng Hành Thiên, lại giết nữ nhân điên, hỏi như thế để là có thể giải quyết. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, như thế nào mới có thể chấn nhiếp Hàng Hành Thiên dạng này người. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, đến Yến Kinh ngươi liền biết. Mà lại, việc này không nên chậm trễ, ta đã an bài quân cơ tới. Đêm nay chúng ta thì xuất phát, nhất định muốn đoạt tại Tiêu Băng Tình nổi điên trước đó đến Yến Kinh qua. La Quân nói ra, nhưng là Hải Tân bên kia còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hải Tân quán ba, công ty, trà trang, ta sẽ an bài người giúp các ngươi quản lý, cái này các ngươi không cần quan tâm. La Quân liền vừa nhìn về phía Mộc Tĩnh, nói, Tĩnh tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Tĩnh nói ra, ta tin tưởng Trầm tiểu thư sẽ không gạt chúng ta. Thuận tiện, ta còn muốn mời Mộc tiểu thư đem ta thủ hạ anh em nhà họ Từ đưa đến Yến Kinh qua. Nếu như ngươi nhìn lên bọn họ, có thể bồi dưỡng bọn họ làm các ngươi quốc an lục sử thành viên. Bọn họ độ trung thành, ta có thể cam đoan. Nàng ngừng một lát, nói ra, bất quá, về phần qua Yến Kinh, ta nghĩ ta vẫn là không đi. Trước kia, ta một mực vây ở chính mình trong vòng, vô pháp tự kiềm chế. Bây giờ, ta đã đột phá khốn cảnh, cho nên ta nghĩ đến chỗ đi xem một cái, đi một chút. Ta tin tưởng, liền xem như Hàng Hành Thiên muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngoài ý muốn, nàng cũng không miễn cưỡng, nói ra, Mộc tiểu thư, bên ngoài thiên địa rất rộng lớn. Đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không thể ngăn cản. Ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm được thuộc về ngươi cơ duyên. Còn ngươi nói anh em nhà họ Từ, ngươi yên tâm. Ta hội chiếu cố tốt bọn họ. Mộc Tĩnh chân thành nói ra, Trầm tiểu thư, đa tạ. Người phần ân tình này, ta ghi ở trong lòng. Nàng ngừng một lát, còn nói thêm, La Quân ta coi hắn là thân đệ đệ, người như thế giúp hắn, cũng là tương đương đang giúp ta. Tương lai, nhưng có người Trầm tiểu thư cần ta Mộc Tĩnh cống hiến sức lực. Mộc Tĩnh muôn lần chết không từ. Chương 136, Quốc thổ an toàn, chỗ chức trách. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Mộc Tĩnh. Nàng nghiêm mặt nói ra, Mộc tiểu thư, tương lai ngươi thành thì không thể đo lường. Ngươi hôm nay lời nói ta nhớ kỹ, tương lai ta khả năng thật là có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra, nhưng có sai khiến, tuyệt không dám từ.
Trầm Mặc Nùng liền cũng cười một tiếng, nói ra, Mộc tiểu thư là lời hứa đáng ngàn vàng, ta ở chỗ này trước đa tạ. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lại nói với La Quân, La Quân, ngươi nhanh chuẩn bị một chút đi. Cùng mấy cái nhà đầu câu thông tốt, ban đêm xuất phát. La Quân gật gật đầu. Về sau, La Quân cùng Mộc Tĩnh theo Trầm Mặc Nùng cáo biệt. La Quân để Mộc Tĩnh tiên tiến nhà ăn, hắn ở bên ngoài cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Trong điện thoại, La Quân để Đinh Hàm mang lên Tiểu Tuyết, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Phật Sơn tới. Đinh Hàm tự nhiên không hiểu, nàng thất sắc nói, chuyện gì phát sinh. Cứu thực tới nói, Đinh Hàm nghe ra cảm giác không ổn, nàng cũng không muốn ly biệt quê hương. La Quân liền nói ra, hôm nay tại lôi đài trên trận, ta cùng Dương Lăng đối chiến. Đọ sức bên trong, ta đem Dương Lăng cho giết. Bây giờ, Dương Lăng bên kia có cái phong tử muốn tìm ta báo thù, cái tên điên này làm việc không từ thủ đoạn. Nàng tìm không thành ta phiền phức, khẳng định hội dẫn lây sang các ngươi. Cho nên, ta muốn đem ngươi cùng Lâm Thiến Thiến các nàng trước mang đến an toàn địa phương. Đinh Hàm nghe không rét mà run, nàng lo lắng nói ra, vậy sau này chúng ta vẫn luôn muốn trốn trốn tránh tránh sao? La Quân nói ra, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết cái phiền toái này. Đinh Hàm liền cũng không nói thêm lời, nàng cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Cùng Đinh Hàm kết thúc trò chuyện về sau, La Quân vừa rồi cùng ăn sảnh. Mộc Tĩnh cũng không nói gì thêm, việc này còn là muốn chờ La Quân đến tuyên bố. La Quân ấp ủ một cái chớp mắt, đem trước mắt nguy hiểm nói ra, cũng đưa ra để chúng nữ đi trước Yến Kinh lánh nạn. Lâm Thiến Thiến ngược lại là không ý kiến, dù sao là đi gặp Gia Gia, nàng rất tình nguyện. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi do dự một cái chớp mắt, cũng liền đáp ứng. Dù sao tình thế nghiêm trọng, La Quân lại lần nữa cam đoan, sẽ mau chóng giải quyết phiền phức. Như thế về sau, La Quân lại tự mình cho Hoắc Thiên Túng gọi điện thoại, biểu thị ban đêm không thể đi ăn cơm. Hoắc Thiên Túng vẫn là rất lợi hại cảm tạ La Quân tại lôi đài trên trận, cho con của hắn để lối thoát. Bây giờ nghe nói La Quân không thể tới không khỏi thất vọng. La Quân cũng không dễ theo Hoắc Thiên Túng nói tỉ mỉ, chỉ nói có chuyện khẩn cấp. Hoắc Thiên Túng cũng liền không thật mạnh được mời, liền sẽ nói tới lần có cơ hội lại tụ họp. An bài tốt đây hết thảy về sau, La Quân mới thở phào. Sau khi ăn cơm xong, La Quân mang chúng nữ đi trước gặp Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng ở tại Hoàng Quan Đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Ban đêm, từ Yến Kinh tới quân cơ sẽ trực tiếp đáp xuống Hoàng Quan Đại khách sạn trên sân thượng. Đem tam nữ thu xếp tốt sau đã là trạng vạng tối 6 giờ. Lúc này Đinh Hàm cũng tới, La Quân lại qua đem Đinh Hàm cùng Tiểu Tuyết nhận lấy. Tiểu Tuyết trông thấy La Quân, lại là cao hứng vô cùng. La Quân ôm Tiểu Tuyết, nhìn lấy nhà đầu này lại nhảy nhót tưng bừng, hắn cũng từ tâm lý cao hứng. Sau đó, La Quân đem Đinh Hàm mẫu nữ cũng đưa đến trong phòng, cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cùng một chỗ. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng ước Mộc Tĩnh còn có La Quân ra đi làm việc. Ba người rất nhanh liền rời đi Hoàng Quan Đại khách sạn, liền chỉ còn lại có Đinh Hàm mẫu nữ cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cùng một chỗ. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút xấu hổ. Trên thực tế, liền xem như khiêm tốn Tống Nghiên Nhi, nàng cũng cùng Đinh Hàm có chút khoảng cách cảm giác. Dù sao hai người không phải người một đường. Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh ba người là rất lợi hại hợp. Ba người các nàng nhất trí có chút bài xích Đinh Hàm. Riêng là Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh, các nàng là phá lệ bài xích Đinh Hàm. Trên một điểm này, tha là La Quân tâm tư kín đáo, lại cũng không ngờ rằng điểm này. Dưới mắt, Đinh Hàm ở chỗ này, cũng chỉ có Tống Nghiên Nhi đến chiêu đãi một chút. Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh thì chơi chính mình qua. Hai nữ tuy nhiên không để ý Đinh Hàm, nhưng đối Tiểu Tuyết lại là vô cùng tốt. Nói đến, các nàng hai đều là tâm địa thiện lương. Phật Sơn ban đêm đến hơi chậm một chút, cho nên tuy nhiên 6 giờ, nhưng chân trời thải hà lại mỹ lệ hùng vĩ. Ba người rất nhanh liền bên trên chiếc kia may bách. La Quân không khỏi hỏi, Mặc Nùng, người kêu chúng ta đi ra, còn có việc khác sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, người còn nhớ rõ Nhạc Lan Đình sao? La Quân nao nao. Theo rồi nói ra, đương nhiên nhớ kỹ. Trầm Mặc Nùng nói ra, người cũng hẳn phải biết Nhạc Lan Đình tính cách, hắn tính cách cực đoan. Dưới mắt người coi chúng đánh bại hắn, cái này còn không nói, lại lộng mù hắn một con mắt. Cái này Nhạc Lan Đình, đối với mình tướng mạo rất lợi hại để ý. Hiện tại đoán chừng hắn đáng giận nhất cũng là ngươi. Gia hỏa này, bây giờ cũng là kim đan chi cảnh tu vi. Hắn khởi sướng điên đến, cũng là quả bom hẹn giờ.
ta cảm thấy ngươi bây giờ không giải quyết cái phiền toái này, chỉ sợ ngày sau sau đó mắc vô cùng. La Quân nhất thời run lên, hắn nhưng là nhớ kỹ Nhạc Lan Đình con hàng này. Con hàng này vô cùng không nói đạo nghĩa, trên lôi đài, chính mình để hắn thành tựu kim đan. Con hàng này thành tựu kim đan về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn xử lý chính mình. Cái này Nhạc Lan Đình tính cách, khởi xướng điên đến tuyệt đối là con chó điên. La Quân nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong mắt nhất thời toát ra sát ý tới. Hắn là kiên trì thiện chí giúp người, nhưng là nếu như người khác có chủ tâm muốn cùng hắn không qua được, hắn cũng sẽ không một mực nhân từ. Mà lại, hắn tại Nhạc Lan Đình sự tình bên trên bởi vì nhân từ là ăn thiệt thòi. Bất quá lập tức, La Quân cũng có chút không hiểu rõ, hắn hướng Trầm Mặc Nùng hỏi, ngươi ý là muốn ta hiện tại đi giết Nhạc Lan Đình. Trầm Mặc Nùng cũng nghiêm túc, nói ra, ngược lại cũng không phải ngươi nhất định phải giết hắn, ngươi đi gặp hắn một chút. Sờ sờ hắn, nếu như hắn không có gặp nguy hiểm, ngươi thì không cần quản. Nếu như hắn đối ngươi oán niệm quá lớn, ngươi khẳng định là muốn giết. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, nhưng là... Ta dựa vào, ngươi là quốc gia nhân viên công chức A. Phạm pháp giết người A, ngươi đây là xui khiến ta đi giết người A. Hắn có chút không hiểu rõ Trầm Mặc Nùng đến là cái gì thiết tấu. Trầm Mặc Nùng một mặt thản nhiên, nàng xem thường nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi phải nhớ tốt, ta là quốc gia nhân viên công chức không giả. Nhưng ta bộ môn gọi là quốc an lục sử, biết quốc an ý tứ sao? Cái này là bảo hộ quốc gia an toàn. Nhạc Lan Đình loại này có bản lĩnh người, nếu như đối với xã hội có tồn tại ẩn núp nguy hiểm, như vậy tiêu diệt hắn cũng là ta chỗ chức trách. Ta là không cần bảo thủ không chịu thay đổi. La Quân không khỏi dùng mình, nói ra, vậy ngươi cái này quyền hạn cũng quá trâu, chẳng phải là ngươi có thể xem ai khó chịu thì giết ai. Hơn nữa còn là hợp pháp. Trầm Mặc Nùng nói ra, trên nguyên tắc là có thể hiểu như vậy. Bất quá, chúng ta mỗi một cái quốc an lục sử thành viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đức hạnh là vị thứ nhất, riêng là ta vị trí chỗ ở, đối phẩm đức yêu cầu cao hơn. Mà lại, ta phía trên cũng là có lãnh đạo giám thị. Hắn cũng sẽ đối ta chỗ làm sự tình làm ra nghi vấn cùng điều tra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Mục Tĩnh ở một bên yên tĩnh rất lợi hại, không hề nói gì. La Quân lại hỏi, cái kia Nhạc Lan Đình bây giờ còn đang Phật Sơn. Trầm Mặc Nùng nói ra, vị trí hắn ta đã điều ti a ra. Nàng đón đến, nói ra, nếu như ngươi muốn đi tìm hắn nói chuyện, chúng ta thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, vậy liền lập tức qua. La Quân không khỏi phiền muộn. Nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như tại lấy ta làm thương dùng. Trầm Mặc Nùng nhịn không được đưa tay tại La Quân trên đầu gõ một cái bạo lật, nàng nói ra, ngươi cái không có lương tâm tiểu hỗn đản, cô nãi nãi vì ngươi dốc hết tâm huyết, ngươi nói ta lấy ngươi làm thương làm. Ngươi cho rằng ta không muốn liền trực tiếp qua đem Nhạc Lan Đình cho quản chế. Nhưng là ta vô cớ xuất binh A, đến lúc đó làm sao đuổi theo cấp phiệt báo cáo, cũng bởi vì ta cảm thấy hắn nguy hiểm. Ngươi phải biết Nhạc Lan Đình nếu như làm loạn, khẳng định là trả thù ngươi. Đến lúc đó thụ hại vẫn là ngươi. La Quân nhất thời ngượng ngùng, cũng biết mình là có chút quá cẩn thận. Ha ha, ta cũng chính là đùa giỡn một chút, vậy chúng ta lập tức liền lên đường đi. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng liền nổ máy xe lái đi ra ngoài. La Quân nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng, Nhạc Lan Đình ra ra Khổng Tước Vương cũng không phải một người đơn giản vật. Chúng ta xử lý hắn cháu trai. Hắn có thể hay không nổi điên? Trầm Mặc Nùng nói ra, Khổng Tước Vương dù sao không phải người điên, hắn coi như muốn tìm phiền toái cũng chỉ sẽ tìm làm phiền ngươi, không sẽ liên lụy đến bên cạnh ngươi người. Cho nên, Khổng Tước Vương nguy hại không lớn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, cũng cảm thấy Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý, hắn theo rồi nói ra, cái kia Uy Phong Môn những tồn tại này, tính nguy hiểm càng lớn, vì cái gì các ngươi mặc kệ quản? Trầm Mặc Nùng nói ra, không phải chúng ta không muốn quản, Uy Phong Môn liên lụy rất lớn, chúng ta không thể động thủ với hắn. Đợi đến Yến Kinh, ta giải thích với ngươi. Chúng ta tồn tại, cũng chỉ có thể tận lực dập tắt một số tiềm ẩn nguy hiểm. La Quân nghe vậy cũng liền minh bạch một số, ngay sau đó, hắn cũng thì không nói thêm lời. Ước chừng nửa giờ sau, Trầm Mặc Nùng may bách đứng ở một cái nông gia trước tiểu viện mặt. Cái này nông gia tiểu viện là cái nông gia nhạc loại hình, vị trí có chút hẻo lánh, nhưng là đồ ăn, gà đều là chính mình trồng, uy. Thuộc về lục sắc hữu cơ đồ, vật. Cái này mánh lới cũng khả năng hấp dẫn không ít khách hàng đến đây. Dừng xe về sau, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, ta cùng một tiểu thư hội ngăn chặn Nhạc Lan Đình đường ra, người đi vào tìm hắn đi.
La Quân gật gật đầu, hắn lại có chút bận tâm nói ra, vạn nhất tiểu tử này cảm giác được nguy hiểm, miệng bên trong cùng ta yếu thế đâu. Cũng không thể hắn kêu ta huynh đệ, cùng ta nhận lầm, ta còn muốn xử lý hắn a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi yên tâm đi, hắn cảm giác không thấy ta cùng Mộc tiểu thư tồn tại. La Quân không khỏi tha có thâm ý nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, Trầm Mặc Nùng câu nói này ý là, nàng hội sử dụng tự thân tu vi che đậy Nhạc Lan Đình mẫn cảm. Dựa vào, này nương môn tu vi đến lợi hại đến mức nào a? Cũng không quan tâm những chuyện đó, La Quân liền hướng Nông Gia Nhạc trong sân đi đến. Lúc này, cái này Nông Gia Nhạc bên trong quỷ dị không có bất kỳ cái gì khách nhân. La Quân vừa mới đi vào, liền có phục vụ viên tiến lên nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ, tiểu điếm gần nhất mấy ngày nay bị người bao, không mở cửa bán, thật có lỗi. La Quân ngẩng đầu nhìn lên, liền cũng trông thấy trên cửa kia treo đóng cửa thẻ bài. Hắn hướng phục vụ viên mỉm cười, nói ra, ta biết các ngươi nơi này không buôn bán. Ta cùng bằng hữu của ta ước ở chỗ này gặp mặt, ánh mắt hắn ra một vài vấn đề. À, ngài là Nhạc tiên sinh bằng hữu. Phục vụ viên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. La Quân nói ra, đúng, dẫn ta đi gặp hắn đi. Phục vụ viên không nghi ngờ gì, liền nói ra, ngài đi theo ta. Hắn nói xong quay người hướng bên trong đi đến. La Quân liền theo ở phía sau, con hàng này nói dối bản sự cũng là nhất đẳng, hạ bút thành văn, không mang theo chớp mắt. Chương 137, chu sát Nhạc Lan Đình. Nhạc Lan Đình tại lầu 2 trong phòng khách. Phục vụ viên đem La Quân đưa đến khách phòng phía trước, liền nói ra, Nhạc tiên sinh ở bên trong. La Quân nói ra, cảm ơn. Phục vụ viên mỉm cười, nói ra, không cần cảm ơn. Nói xong liền quay người đi. La Quân cũng không có vội vã đi vào, hắn ngưng thần cảm ứng. Lập tức, hắn thì cảm ứng được một cỗ nói không nên lời lệ khí. Cái này luồng lệ khí hiển nhiên là đến từ Nhạc Lan Đình. La Quân hơi hơi thở dài, hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Đương nhiên, lấy bây giờ La Quân tu vi, tự nhiên là sẽ không sợ sợ Nhạc Lan Đình. Hắn đẩy cửa ra trực tiếp tiến khách phòng. Trong phòng khách cũng không có mở đèn, một mảnh vắng vẻ. Ánh trăng thanh huy nương theo lấy cửa phòng mở ra vẩy chiếu vào. La Quân mắt sắc, thứ nhất mắt liền trông thấy Nhạc Lan Đình trên giường ngồi xếp bằng. Bất quá giờ phút này Nhạc Lan Đình, này tấm tôn vinh cùng trước đó so sánh, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Trước đó Nhạc Lan Đình, phong độ kiêu thiếu niên, giống như một bức giang nam tranh thủy mặc bài thi. Mà bây giờ Nhạc Lan Đình, hắn một con mắt hoàn toàn thành lỗ máu, trước mắt đã kết vảy. Nhưng vẫn là như vậy xấu xí. Trên mặt hắn râu ria xồm xoàm, càng hỏng bét là khí chất cải biến, Nhạc Lan Đình trên thân lệ khí quá nặng. La Quân lúc này hoàn toàn tin tưởng Trầm Mặc Nùng lời nói, cái này Nhạc Lan Đình đã thành người điên. Ngẫm lại, Nhạc Lan Đình tuổi trẻ thành danh, cùng nhau đi tới. Xuôi gió xuôi nước. Lúc này tao ngộ trọng đại ngăn trở, lại là rất khó tiếp nhận. Thật giống như rất nhiều học sinh cấp 3, tại học tập thời điểm đều là thành tích ưu dị. Sau cùng thành tích thì tốt nghiệp trung học không lý tưởng, trực tiếp nhảy lầu tự sát. Nhạc Lan Đình mở ra hắn duy nhất chỉ có một con mắt. Hắn lập tức liền trông thấy La Quân. Nhất thời, hắn trong mắt lóe lên cực độ hận ý tới. Đồng thời, một cỗ sát phạt chi khí cũng bay thẳng đến La Quân bên này chém giết tới. La Quân khẽ nhíu mày, hắn sau đó bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, Nhạc Lan Đình, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi hóa giải ân oán. Dù sao, chúng ta là trên lôi đài đọ sức, không tính tự oán, ngươi nói đúng sao? Lời nói này nói ra, La Quân chính mình cũng cảm thấy chính hắn là tại đánh giắm. Nhưng là, hắn nên làm nên nói vẫn là muốn đi làm, qua nói. Quả nhiên, Nhạc Lan Đình cười lạnh một tiếng, nói ra, hóa giải ân oán. Ngươi muốn thế nào hóa giải? Ngươi bồi ta một con mắt, vẫn là móc xuống ngươi một con mắt. Hắn đón đến, nói ra, họ La, đã ngươi hôm nay tới. Ta tin tưởng ngươi cũng là biết gia gia của ta lợi hại. Ngươi bây giờ muốn cầu xin tha thứ, cũng được, ngươi ngay ở chỗ này cho ta dập ba cái khấu đầu, sau đó móc xuống hai con ngươi. Như thế ta thì tha cho ngươi. Ngươi là ngu bê đi, La Quân xem như bất đắc dĩ, không chút khách khí về một câu. Nhạc Lan Đình ngẩn ngơ, sau đó, trong mắt của hắn lóe ra ngập trời tức giận tới, ngươi dám nhục mạ ta. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, Nhạc Lan Đình, ta cùng ngươi lúc đầu bất quá là một ít khóe miệng. Cái này căn bản liền không tính là gì sự tình. Trên lôi đài, ngươi luôn mồm muốn giết ta, nhưng ngươi thành tựu kim đan đại đạo lúc, ta có hay không đánh lén ngươi?
Khi đó là trên lôi đài, ta đánh lén ngươi, giết ngươi cũng là quang minh chính đại. Nhưng ta không có, ta cũng không phải là muốn nói ta có bao nhiêu vĩ đại, có thể ngươi thì sao? Ngươi đảo mắt thì muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, còn dung không được ta phản kháng. Ta lộng mù ngươi một con mắt, đây là ta sai sao? Ta hôm nay đến, vốn định cho ngươi một con đường sống. Có thể ngươi quá không biết đường trời cao đất rộng, ngươi dạng này tính cách, ta làm sao dám để ngươi sống sót. Nhạc Lan Đình đột nhiên đứng lên, hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch một ít gì đó, ngươi là tới giết ta. La Quân khẽ thở dài một cái, nói ra, là ngươi bức ta. Nhạc Lan Đình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không sợ gia gia của ta? La Quân nói, gia gia ngươi Khổng Tước Vương là giới võ thuật tông sư tiền bối, ta kính trọng, cũng kính sợ. Nhưng là, coi như ta sợ gia gia ngươi lại như thế nào? Ta sợ hắn, sau đó không giết ngươi. Ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Như vậy, ta cùng chờ ngươi cùng gia gia ngươi cùng đi tìm ta tính sổ sách. Ta sao không trước trừ ngươi thì sao? Nhạc Lan Đình ha ha lệ cười một tiếng, nói, tốt một cái tặc tử. Đem cái giết người cướp hàng nói quả thực là quang minh chính đại. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể giết ta. La Quân không muốn nói nhảm nữa xuống dưới, nhân tiện nói, động thủ đi. Hắn nói xong cũng trực tiếp lấy linh dương móc sừng thân pháp chém giết vào. Trong nháy mắt, đại thánh đạo tràng lan tràn đi ra. Chân áp thiên địa hùng tâm, khí thế trực tiếp áp bách hướng Nhạc Lan Đình. Tiếp theo, La Quân đại thánh ấn ầm ầm chụp vào Nhạc Lan Đình. Nhạc Lan Đình hơi hơi thất sắc, hắn không nghĩ tới La Quân vừa ra tay thế mà như vậy hung mãnh. Như là trước kia, Nhạc Lan Đình con mắt không mù còn có thể đối kháng La Quân. Bởi vì khi đó, hắn kim đan đạo tràng vẫn là không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, Nhạc Lan Đình bởi vì mù một con mắt, lệ khí tỏa ra, hắn đạo tràng đã không thuần túy. Cho nên giờ khắc này, Nhạc Lan Đình rất khó ngạnh kháng La Quân đại thánh ấn. Cái kia đại thánh ấn đột nhiên đè xuống, giống như thiên băng địa liệt. Nhạc Lan Đình đằng sau là giường, hắn lui không thể lui. Trong nguy cấp, lại là hướng trái lóe lên, lại thân thể hướng xuống co rụt lại, thì từ La Quân dưới nách xuyên qua. La Quân dưới chân đột nhiên nhất động, lại là thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp. Cái này là La Quân cùng Dương Lăng học. Di hình hoán ảnh thân pháp kỳ diệu tới đỉnh cao, La Quân kết hợp chính mình linh dương móc sừng, nhưng về sau lĩnh ngộ ra di hình hoán ảnh tinh túy. La Quân cường đại, ngay tại ở hắn học tập năng lực phi thường cường hãn. Vô luận là hoàng cầu đi tiểu, vẫn là tầm ti bí tay, hoặc là hồi mã thương. Hắn đều có thể tại trong vòng một ngày, luyện tập đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Mà lại, Trần Hoa sinh thái cực viên dung bí thuật, hắn cũng là nhìn về sau, cũng học biết một chút. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở hắn nguyên bản liền sẽ thái cực quyền trên cơ sở. La Quân tại Nhạc Lan Đình thoát ra thời điểm, hắn một cái di hình hoán ảnh chặn lại được Nhạc Lan Đình phía trước. Tiếp theo, một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá qua. Nhạc Lan Đình hãi nhiên thất sắc, hắn cấp tốc lui lại. Vừa mới lui, La Quân bước nhanh về phía trước, lại là một chiêu đại thánh ấn đè xuống. Nhạc Lan Đình không khỏi kêu khổ liên tục, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có giơ trưởng đón đỡ. Trưởng chỉ tay đụng, La Quân võ đạo tinh thần như cuồn cuộn dòng nước lũ, đây là một cỗ không thể ý chí chống cự cùng tinh thần, trực tiếp đem Nhạc Lan Đình trưởng lực tan rã. Nhạc Lan Đình trực tiếp bạch 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 lui ra ngoài, hắn tức giận huyết cuồng loạn, tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi tới. La Quân bước nhanh về phía trước, long trảo thủ trực tiếp thì thiểm điện chế trụ Nhạc Lan Đình vị trí hiểm yếu. Không muốn, Nhạc Lan Đình trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, thê lương giống kêu lên. Giờ khắc này, Nhạc Lan Đình tránh thức cảm thấy hoảng sợ. La Quân thân hình dừng lại. Hắn cũng không phải là cái người hiếu sát. Giết hay là không giết? Nhạc Lan Đình khóc ròng ròng, hắn nói ra, ta sai, La Quân đại ca, ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. La Quân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hắn nhắm lại. Đột nhiên trên tay vận kình. Răng rắc một tiếng, Nhạc Lan Đình cổ bị La Quân cố chấp đoạt. Nhạc Lan Đình nghẹo đầu, tại chỗ tử vong. Tiểu Vũ Thánh Nhạc Lan Đình, chết. La Quân xoay người rời đi, không ngừng lại chút nào. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn thật không muốn giết Nhạc Lan Đình. Nhưng là La Quân nghĩ đến Nhạc Lan Đình tính cách, lúc trước hắn đã bởi vì nhân từ buông tha Nhạc Lan Đình một ngựa, Nhạc Lan Đình đảo mắt thì muốn giết mình. Hắn cảm thấy mình không thể lại bởi vì nhân từ mà cho người này xoay người cơ hội. Nếu như tương lai, thân nhân mình,
người nhà thụ thương là bởi vì Nhạc Lan Đình. Hắn tất nhiên sẽ hận chết hôm nay chính mình nhân từ. Như vậy, có vạn thiên tội nghiệt, vẫn là ta một người đến chịu trách nhiệm đi. Giết Nhạc Lan Đình, La Quân liền ra nông trang. Trầm Mặc Nùng cùng Mộc Tĩnh gặp La Quân yên ổn đi ra, cũng đi theo buông lỏng một hơi. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi không có thủ hạ lưu tình a. Nhạc Lan Đình loại người này, đắc thế thời điểm hội hung hăng càn quấy. Một khi trước khi chết, hội so với thường nhân càng sợ chết hơn. Khác hắn một cầu xin tha thứ, ngươi thì lưu tình. La Quân nhìn nhiều Trầm Mặc Nùng liếc một chút, hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng thật sự là có được một đôi tuệ nhãn a. Sự tình gì trong lòng nàng đều tựa như gương sáng. Ngay sau đó, La Quân nói ra, đã chết. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá Nhạc Lan Đình thi thể ở nơi nào là phiền phức. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, đến tiếp sau ta sẽ an bài người đến xử lý. Chúng ta hiện tại đi đi, quân cơ đã đến. La Quân nhân tiện nói, tốt. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng đang chuẩn bị lên xe, Mộc Tĩnh lúc này lại nói, La Quân, Trầm tiểu thư, ta thì không cùng các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta ngày sau, giang hồ gặp lại. La Quân hơi hơi ngây người, trong lòng của hắn sinh ra một tia không muốn tới. Nhưng đây là Mộc Tĩnh lựa chọn, hắn cũng chỉ đành tôn trọng. La Quân cũng là thoải mái tính cách, ngay sau đó nói ra, bảo trọng. Mộc Tĩnh ôm quyền, nói, bảo trọng. Trầm Mặc Nùng cũng ôm quyền nói, bảo trọng. Như thế về sau, Mộc Tĩnh xoay người rời đi, không có một tia lưu luyến. Nàng đi tiêu sái vô cùng. Mộc tiểu thư là đương thời nữ tử hiếm thấy. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân, nhận biết nàng là người phúc khí, tương lai, nàng sẽ giúp bên trên ngươi đại ân. Ngươi hôm nay gieo xuống nhân, chính là ngày khác ngươi thu hoạch quả. La Quân biết Trầm Mặc Nùng là chỉ giúp mình Mộc Tĩnh đột phá kim đan chi cảnh. Nhưng hắn đồng thời cũng buồn bực nói, ta hôm nay gieo xuống ác nhân cũng đủ nhiều, giết Dương Lăng, giết Nhạc Lan Đình. Hiện tại báo ứng đều đã tới. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi là thiên mệnh giả cũng không phải muốn ngươi vui vui sướng sướng sinh hoạt. Ngươi vẫn là thuận thiên mà làm đi, đi, chúng ta lên xe. Sau khi lên xe, Trầm Mặc Nùng lái xe. La Quân nhịn không được nói ra, Trầm Mặc Nùng, ngươi nói ngươi biết rõ Dương Lăng có cái phong tử gì nhỏ, còn biết Huy Phong môn lợi hại. Ngươi vì lông không sớm một chút nhắc nhở ta, nói không chừng ta thì không giết Dương Lăng. Vậy cũng không biết tại cái phiền toái này. Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, thứ nhất, ta nói cho ngươi, sẽ cho ngươi gia tăng gánh nặng trong lòng. Theo Dương Lăng đối chiến, ngươi cũng không phải 10 phần chắc 9 phần thắng. Thứ hai, coi như ngươi không giết Dương Lăng cũng là có thù tất báo tính cách. Vạn nhất ngày ấy, cầu mong gì khác Tiêu Băng Tình đến xử lý ngươi, cũng đầy đủ ngươi uống một bình. Cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là giết 100. Thứ ba, ta thật đúng là có chút hy vọng ngươi đem vũng nước này hoàn toàn quấy đục, dù sao nên tới vẫn là sẽ đến. Ta bất quá là lịch sử đại luân một cái kẻ thúc đẩy. Hiện tại, hai chúng ta cũng coi là cùng một cái chiến thuyền a. Nói đến phần sau, Trầm Mặc Nùng cười giả dối. Ngươi châu bút, La Quân chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói ra. Cuồn cuộn dòng nước lũ sắp đến, La Quân có thể cảm giác được chính mình vị trí vòng xoáy kịch liệt. Hắn không muốn tham dự tiến đến, nhưng lại bị từng bước một cuốn vào vòng xoáy trung tâm, vậy đại khái cũng là thiên đạo ảo diệu cùng thần kỳ. Chương 138, Sơ Lâm Yến Kinh. 8 giờ tối, La Quân, Lâm Thiến Thiến, Đinh Hàm Mẫu Nữ, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi toàn bộ đều leo lên quân cơ. Trầm Mặc Nùng cũng tại. Về phần anh em nhà họ Từ cũng không có cùng một chỗ. Bọn họ dù sao theo La Quân không có quan hệ gì, cho nên không có nguy hiểm. Trầm Mặc Nùng để Từ ra hai huynh đệ trực tiếp qua đi máy bay chuyến bay đến Yến Kinh, đến về sau, lại cùng với nàng liên hệ. Quân cơ ở trong trời đêm oanh minh mà qua, La Quân ôm Tiểu Tuyết rất là hưng phấn nhìn chung quanh. Cả đám, tâm tư dị biệt. La Quân cảm giác lần này qua Yến Kinh, là một chuyến hoàn toàn mới hành trình. Hắn không biết tại Yến Kinh hội có cái gì chờ đợi hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quân cơ bên trong rất là rộng rãi, một mảnh tĩnh mịch. Trầm Mặc Nùng cầm trong tay sổ ghi chép, không biết đang làm những gì. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói với La Quân, ngươi tới đây một chút. Thích Vĩnh Hổ thủ hạ Hàn Dạ Phong muốn nói với ngươi lời nói. La Quân ngẩn ngơ, nói ra, tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng im lặng nói, video trò chuyện. Thích Vĩnh Hổ hacker đoàn đội cùng chúng ta hacker đoàn đội giao phong qua,
Bọn họ căn cứ tần suất tìm tới chúng ta, phát ra trò chuyện thỉnh cầu. Minh Sát muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù là ở trên máy bay, nhưng đây là quân cơ, cho nên gọi điện thoại, trò chuyện cái gì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu là quân cơ đều không thể gọi điện thoại, vậy cái này quân cơ cũng liền nên đào thải. La Quân đem Tiểu Tuyết giao cho Đinh Hàm, sau đó trở về Trầm Mặc Nùng bên người. Trầm Mặc Nùng đem tai nghe giao cho La Quân, La Quân mang tốt về sau, Trầm Mặc Nùng điểm một chút ấn phím. Cái kia trên màn hình lập tức xuất hiện Hàn Dạ Phong thân hình. Hàn Dạ Phong hướng La Quân mỉm cười, nói ra, La tiên sinh, người tốt, nghĩ không ra chúng ta hội dưới loại tình huống này trò chuyện. La Quân biết Hàn Dạ Phong cũng là phụng mệnh làm việc, cho nên hắn cũng không làm khó Hàn Dạ Phong. Chỉ là từ tốn nói, người tìm ta, khẳng định không phải ôn chuyện. Có lời gì, chúng ta cứ việc nói thẳng đi. Hàn Dạ Phong nói ra, La tiên sinh quả nhiên là người thống khoái. Hắn ngừng một lát, nói ra, ta là hướng La tiên sinh ngài chuyển đạt một chút Vĩnh Hổ sư thúc còn có trưởng môn sư thúc y tứ. Lao Sơn nội gia quán cùng La tiên sinh ngài ân oán, đã đều trên lôi đài giải quyết. Sau này, Lao Sơn nội gia quán sẽ không lại hướng La tiên sinh tìm kiếm trả thù, cũng hy vọng La tiên sinh có thể cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỗ có ân oán, xóa bỏ, La tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Kết quả này cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng La Quân vẫn là buông lỏng một hơi, hắn mỉm cười, nói ra, hết thảy quyền chủ động thực đều tại trên tay các ngươi, ta không có khác ý kiến. Hàn Dạ Phong cười một tiếng, nói ra, tốt, vậy ta chúc La tiên sinh ngài sinh hoạt vui sướng. Gặp lại, hắn nói xong liền cúp máy trò chuyện. La Quân liền cũng liền gỡ xuống tai nghe, hắn nói với Trầm Mặc Nùng, bọn họ đi cầu hòa. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, Lâm Văn Long là chi thiên mệnh. Hết lần này đến lần khác giết không thành ngươi. Trong lòng của hắn đã nắm chắc, lúc này cầu hòa tuyệt không hiếm lạ. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, bây giờ ta theo Lao Sơn nội gia quán cũng coi là tránh thức hóa giải ân oán, nếu là không có Dương Lăng cái này việc phá sự, cũng là an ổn. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, tin tưởng ta, ngươi về sau phiền phức sẽ không ngừng. La Quân bất mãn nói ra, Trầm Mặc Nùng, chúng ta còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Quân cơ tại 10 giờ rưỡi tối đến Yến Kinh Đông Đô quân khu. Quân khu kia bên trong đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi biểu dương trang nghiêm thiên uy. Mà lại, chính giữa còn đặt mấy chiếc tăng. Quân cơ hạ xuống về sau, một vị quân khu thiếu tướng mang mấy cái binh, mở ra xe quân đội qua tới đón tiếp. Quân khu kia thiếu tướng đối Trầm Mặc Nùng nghiêm túc cúi chào, lại cạch một tiếng, nói, chào thủ trưởng, Đông Đô quân khu 15 đoàn thiếu tướng Chu Thanh hướng ngài đưa tin. Trầm Mặc Nùng tiêu chuẩn đáp lễ, theo rồi nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi Lâm lão gia tử trong nhà, mặt sau này đều là bằng hữu ta. Vị này là Lâm lão gia tử cháu gái, Lâm Thiến Thiến. Chu Thanh liền lập tức hướng Lâm Thiến Thiến cúi chào, Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút luống cuống tay chân, khuôn mặt nàng đỏ lên, cũng trở về cái không quá tiêu chuẩn lễ. Cái này khiến một bên La Quân nhịn không được cười lên. Không nói đến những này. Sau đó Chu Thanh an bài xe quân đội đưa mọi người qua hướng Lâm lão gia tử trong nhà. Lâm lão gia tử nhà là một cái tứ hợp viện, cái này một mảnh tứ hợp viện tường trắng ngói đỏ, đồng thời cũng là đề phòng xâm nghiêm. Nơi này là Hoa Hạ một số lão lãnh đạo nhóm sau khi về hưu đợi địa phương. Trước khi đến, Lâm Thiến Thiến đã theo Lâm lão gia tử thông điện thoại. Lâm lão gia tử tự nhiên là hoan nghênh Lâm Thiến Thiến tới, lão nhân gia này lòng dạ rộng lớn. Đối Lâm Thiến Thiến bằng hữu đương nhiên cũng biểu thị hoan nghênh. Bất quá, Lâm lão gia tử cũng là người thông minh. Lập tức hỏi có phải hay không chuyện gì phát sinh. Lâm Thiến Thiến cũng nói không rõ lắm, liền nói ra, đây hết thảy đều là Trầm Mặc Nùng an bài. Về sau, Lâm Hoành Vĩ lại tự mình hỏi đến Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng đối Lâm Hoành Vĩ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Lâm Hoành Vĩ cũng liền giải cái đại khái. Chuyện này, liền xem như Lâm Hoành Vĩ biết. Hắn cũng không có cách nào làm ra phản kích. Thứ nhất là, Tiêu Băng Tình gia tộc cũng có chút phân lượng. Đương nhiên, cái này phân lượng không thể theo Lâm Hoành Vĩ so. Có thể Tiêu Băng Tình không có phạm tội trước đó, Lâm Hoành Vĩ cũng không thể bắt Tiêu Băng Tình. Dù sao hết thảy đều là phỏng đoán. Thứ hai, Lâm Hoành Vĩ cũng là người biết chuyện. Hiện tại quốc gia đứng trước nguy hiểm chờ một chút, hắn cũng là rõ ràng. Cho nên, hắn rất lợi hại duy trì Trầm Mặc Nùng công tác. Đối với La Quân tên tiểu tử này, Lâm Hoành Vĩ cũng làm rất sâu giải. Lúc đầu,
hắn chỉ coi La Quân là cháu gái ưa thích tiểu hòa tử. Đầu này cũng đầy đủ Lâm Hoành Vĩ coi trọng. Về sau, Lâm Hoành Vĩ lại hiểu được La Quân thiên mệnh giả thân phận. Bởi như vậy, Lâm Hoành Vĩ liền càng thêm coi trọng. Lại nói trở lại, nếu như Tiêu Băng Tình không phải là bởi vì thân phận đặc thù. Lấy Trầm Mặc Nùng tính cách, hội trước thời gian trước hết qua khống chế Tiêu Băng Tình, đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Nhưng là Tiêu Băng Tình có song thân phận, một là Dương gia muốn cố kỵ. Hai là Uy Phong Môn cũng phải cố kỵ. Không có khả năng người Tiêu Băng Tình chơi cũng không có làm, chính mình phải đi bắt Tiêu Băng Tình. Cái kia Dương gia cùng Uy Phong Môn đều muốn nháo lật trời. Những này lại đều không nói, tại nửa giờ sau, cả đám lấy xe quân đội đi vào tứ hợp viện phía trước. Từng mảnh tường trắng ngói đỏ, giống như cửu khúc bát cung đồng dạng thần bí. Khắp nơi đều có cao thủ bảo hộ, khắp nơi đều có mạng lưới tình báo. Lão lãnh đạo nhóm an nguy là lớn hơn hết thảy. Dưới mắt, Trầm Mặc Nùng chỉ huy dưới, mọi người ngược lại là tiến quân thần tốc. Rất nhanh, cả đám đến Lâm Hoành Vĩ tứ hợp viện viện tử phía trước. Trong viện, ánh đèn sáng rõ. Trên trời trăng sáng trong sáng. Lâm Hoành Vĩ tại hai tên bảo vệ thủ hộ dưới, tự mình tới cửa tới đón tiếp. Hắn nghênh đón không phải cái gì khác người, mà chính là hắn cháu gái bảo bối Lâm Thiến Thiến. Bây giờ Lâm Hoành Vĩ đã bảy mười mấy tuổi, hắn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm. Bất quá, tinh thần hắn đầu rất tốt. Vị này lão thủ trưởng trên người có một loại nói không nên lời thượng vị giả khí thế, liền xem như La Quân dạng này cao thủ ở trước mặt hắn, cũng không nhịn được phải cẩn thận. Đây chính là nhân gian quyền lực chỗ kinh khủng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dưới mắt, mọi người vừa tới. Lâm Thiến Thiến liền cái thứ nhất trông thấy Lâm Hoành Vĩ, nàng lập tức vui sướng chạy tới, miệng bên trong hô ra ra. Lâm Hoành Vĩ cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được, một tay lấy nhào tới Lâm Thiến Thiến ôm lấy, hắn cười ha ha nói, xú nha đầu, không phải gặp được sự tình, mãi mãi cũng không nghĩ đến xem ra ra. Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút xấu hổ, thẹn thùng nói, ra ra, không cho phép ngươi nói như vậy ta. Lâm Hoành Vĩ trông thấy cháu gái thẹn thùng, nhất thời cười ha ha. Sau đó, La Quân cả đám cũng liền tiến lên đây. Mọi người đối mặt Lâm Hoành Vĩ đều rất có áp lực. Ngược lại là Trầm Mặc Nùng rất là lạnh nhạt, nàng cúi chào nói, lão thủ trưởng tốt. Lâm Hoành Vĩ cũng liền nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, Lâm Thiến Thiến sắn Lâm Hoành Vĩ tay. Lâm Hoành Vĩ mỉm cười, nói ra, Mặc Nùng, người theo lão già ta thì không cần khách khí như vậy. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, lão thủ trưởng, ta cho ngài giới thiệu một chút đi. Vị này thì là La Quân. La Quân ngay lập tức tiến lên, hắn không phải tham gia quân ngũ, cho nên cũng sẽ không cúi chào. Bất quá hắn vẫn là ôm quyền nói, lão gia tử tốt. Lâm Hoành Vĩ dò xét La Quân, hắn dò xét rất nghiêm túc. Dù sao tiểu tử này là cháu gái ưa thích. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là bảo trì chấn định. Một lát sau, Lâm Hoành Vĩ cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu hòa tử, tuy nhiên ta mới lần thứ nhất gặp ngươi. Nhưng tên ngươi ta gần nhất là nghe lỗ tai đều dậy vết chai. Ta còn một mực đang nghĩ, ngươi đến có cái gì mị lực, để Mặc Nùng, tôn nữ của ta đều như thế vì ngươi quan tâm. Hiện tại thấy một lần, ngươi tiểu tử này long hành hổ bộ, khí độ bất phàm, quả nhiên là nhất biểu nhân tài a. La Quân gặp lão gia tử tán thưởng, hắn lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó, chính là dẫn kiến giới thiệu. Lâm Hoành Vĩ đối mỗi cái nữ hài tử đều là khen không dứt miệng. Đây là lão nhân gia ông ta cách đối nhân xử thế mị lực. Đương nhiên, mặc kệ là La Quân vẫn là mấy người nữ hài tử này, cũng đều là rất lợi hại ưu tú. Càng là tiểu tuyết, không cần đinh hàm dạy bảo, liền nhu thuận hô Lâm Hoành Vĩ ra ra. Lâm Hoành Vĩ vui có phải hay không, tại chỗ ôm qua tiểu tuyết. Sau đó, Lâm Hoành Vĩ liền dẫn mọi người tiến vào trong phòng. Cái kia trong phòng đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Hoành Vĩ, lão thủ trưởng. Ta cùng La Quân còn có chuyện phải làm, thì không ở nơi này ăn cơm chiều. Lâm Hoành Vĩ hơi hơi ngẩn ngơ, nhưng hắn cũng là hiểu chuyện người. Liền nói ra, đã có sự tình, vậy ta thì không ở thêm. Mấy cái này nữ oa tử tại ta chỗ này, người yên tâm, ta sẽ bảo đảm các nàng an toàn. La Quân liền trước ôm quyền cảm kích nói ra, lão gia tử, La Quân ở chỗ này trước cảm ơn ngài. Lâm Hoành Vĩ mỉm cười, nói ra, La Quân. Ngươi là người trẻ tuổi, cũng là người hoa. Quốc gia hiện tại chính là cần ngươi còn trẻ như vậy người. Ngươi một mực đi làm việc,
hậu cần lão già ta cho các ngươi cam đoan tốt. La Quân có thể cảm nhận được lão gia tử khẩn thiết ái quốc chi tâm, trong lòng của hắn hơi hơi xúc động. Ngay sau đó nói ra, ngài dạy bảo, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Lâm Hoành Vĩ ngay sau đó thì phất phất tay, nói ra, cái kia liền đi đi. La Quân liền cũng liền liếc nhìn hướng chúng nữ, nói ra, bảo trọng. Chúng nữ ánh mắt phức tạp, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chú ý an toàn, ca, Tống Nghiên Nhi lớn nhất rồi nói ra. La Quân gật gật đầu, hắn quay người thì cùng Trầm Mặc nùng qua. Trên thực tế, Đinh Hàm cũng muốn nói gì, nhưng hiện trường nhiều người như vậy, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng luôn luôn cảm thấy mình cùng người ở đây cùng hoàn cảnh có chút không hợp nhau. La Quân cùng Trầm Mặc nùng rất nhanh liền ra tứ hợp viện. Vậy bên ngoài còn ngừng một chiếc quân xa, bất quá không có có tài xế, mà hắn xe đã lái đi. Chương 139, Thần Vực. Bóng đêm thâm trầm. Bây giờ đã là đầu tháng 12, Yến Kinh là thuộc về Bắc Phương, đã chính thức tiến vào trời đông giá rét. Yến Kinh mùa đông, chỉ có thể dùng rét căm căm để hình dung. La Quân từ Phật Sơn đến Yến Kinh, giống như là từ mùa hè đến mùa đông. Tại quân cơ bên trên lúc, Trầm Mặc Nùng thì cho mọi người phát quân áo khoác. Giờ phút này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều khỏa quân áo khoác. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lên xe. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cái này lúc sau đã là 11 giờ đêm. Bắc phong thê lương gào thét. Trầm Mặc Nùng nổ máy xe. La Quân không khỏi hỏi, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, dưới mắt cũng không có cái gì chính sự muốn làm. Ta dẫn người đi ăn chúng ta Yến Kinh lớn nhất đặc sắc thịt dê nướng nổi đi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, nói ra, người vừa rồi theo Lâm lão gia tử không phải nói còn có chính sự muốn làm sao? Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi không cảm thấy trên đời này lớn nhất ti A Tấn sự tình cũng là bồi trưởng bối ăn cơm không? Ta đây là mượn cớ giải cứu ngươi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngoá, Trầm Mặc Nùng, ngươi cho ta nhược trí A. Là giải cứu chính ngươi còn tạm được. Trầm Mặc Nùng cười ha ha, nói ra, dù sao đều như thế. Sau khi nói xong, nàng liền nổ máy xe. Đối với Yến Kinh, Trầm Mặc Nùng rất là quen thuộc. Nàng rất quen ra tứ hợp viện khu vực. La Quân còn là lần đầu tiên đến Yến Kinh đến, hắn đối Yến Kinh tràn ngập nói không nên lời hướng tới. Bởi vì nơi này là hoa hạ trang nghiêm thủ đô, cũng là phồn hoa nhất kinh tế trung tâm. Nơi này có quá nhiều lịch sử truyền kỳ tồn tại. Một đường mở đi ra, La Quân theo hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn chung quanh. Ngẫu nhiên trông thấy một chỗ công trình kiến trúc sẽ còn rất lợi hại mới lạ. Uy, Trầm Mặc Nùng, nơi đó là không phải Vương Phủ Tỉnh. Trầm Mặc Nùng lườm hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không phàm là nhìn thấy điểm phục cổ kiến trúc đã cảm thấy là Vương Phủ Tỉnh A. Đây là nơi nào theo chỗ nào A, Vương Phủ Tỉnh so cái này phồn hoa đẹp mắt nhiều. Chờ đến mai có rảnh, tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo chơi. La Quân nhất thời vì chính mình dế nhũi cảm thấy có chút xấu hổ. Không bao lâu, Trầm Mặc Nùng lại là lái xe đến một cái vắng vẻ đầu hẻm dừng lại. Sau đó lại mang La Quân tiến vào trong ngõ hẻm. Đầu này ngõ hẻm theo thành thị nhỏ ngõ hẻm một dạng, mặt đường còn có chút mấp mô. Bất quá cái này nói bừa có cùng hay không là, nó lưu lại lão Yến Kinh cỗ này vị đạo. Sau khi đi vào, La Quân trông thấy bên trong còn có không ít mặt tiền cửa hàng mở ra, bên trong khách rất nhiều người. Sau cùng, hai người tới một nhà thịt dê nướng trong tiệm. Tiệm này tử không lớn, bên trong tu cũng không có gì đặc biệt. La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng, người tốt keo kiệt. Quán ven đường liền đem ta giải quyết, tốt xấu ngươi cũng phải mang ta đi cấp 5 sao đại khách sạn A. Hắn tự nhiên là nói đùa Trầm Mặc Nùng, nếu quả thật muốn giảng lễ nghi, Trầm Mặc Nùng khẳng định phải mang La Quân qua cao đại thượng địa phương. Nhưng hai người hữu tình đã rất là thâm hậu, cho nên trong lời nói không có điều kiêng kỵ gì. Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra, La Quân, ngươi thật là một cái dế nhũi. Ngươi có biết hay không? Yến Kinh chân chính đường thịt dê nướng đều tại ngõ hẻm nhỏ bên trong. Không phải thật sự bằng hữu, ta mới sẽ không dẫn hắn tới nơi này. La Quân cười ha hả, nói ra, tốt, ta hôm nay ngược lại phải thật tốt nếm thử. Trầm Mặc Nùng theo nơi này lão bản đã rất quen, lão bản kia là người mập mạp, khoảng 40 tuổi. Vừa thấy được Trầm Mặc Nùng, con mắt đều tại tỏa sáng. Rất lợi hại khách khí nói ra, Trầm tiểu thư, ngươi có một hồi lâu đều không? Vị này là... Nói nhìn về phía La Quân. Trầm Mặc Nùng còn chưa kịp nói chuyện,
La Quân trước hết xung phong nhận việc nói ra, ta là bạn trai nàng, Mặc Nùng nói nơi này thịt dê nướng rất không tệ. Thường xuyên nói với ta chỗ này, nói thì thèm cái này một ngụm đây. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, bất quá cũng không có vạch trần La Quân. Cái kia mập mạp lão bản ánh mắt lóe lên một trận thất vọng, hắn vẫn là miễn cưỡng vui cười, nói ra, tiên sinh ngài là nhất biểu nhân tài. La Quân cười ha ha một tiếng. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, Trương ca, trong phòng chung có ai không? Nếu như không có, thì cho chúng ta an bài gian kia gian phòng đi. Trương ca nói ra, không ai, ta cái này an bài cho các ngươi. Đa tạ, Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng tiến gian phòng. Túi kia phòng là duy nhất một gian, có chút đơn sơ cùng cổ xưa, bên trong vách tường nhìn thì có lịch sử vị đạo. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhập tọa, Trương ca vào hỏi, Trầm tiểu thư, vẫn là kiểu cũ sao? Trầm Mặc Nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, La Quân là cái ăn hàng, người chuẩn bị hai phần lượng. Trương ca liền nói ra, được rồi. Sau đó, Trương ca liền ra đi bận rộn. La Quân cười ha ha, nói ra, Mặc Nùng a, xem ra ngươi mị lực rất lớn a. Cái này Trương ca xem xét thì đã tắt luyến ngươi, ta nói chuyện ta là bạn trai ngươi, ta nhìn hắn chỉ kém không có khóc lên. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, tỷ tỷ nếu là điểm ấy mị lực đều không có, chẳng phải là cũng quá thất bại. Nàng đón đến, còn nói thêm, về sau không cho phép lại mở loại này hạ cấp trò đùa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. La Quân biết nàng chỉ là mình giả trang bạn trai nàng, hắn cười hắc hắc, cũng không nói thêm lời. Phong phú thịt dê nướng rất nhanh liền lên, còn có hành lá bánh rán các loại. Cái kia thịt dê ngon, cắt thành từng mảnh mỏng bài thi. Hướng cái kia luộc thành như sữa bò bạch canh thịt dê bên trong một xuyến, lại hướng đổ gia vị trong đĩa một chám. Sau cùng đưa vào trong miệng, vị đạo ngon tới cực điểm, lại dư vị vô cùng. Ăn ngon, La Quân lập tức thật to tán thưởng, nói ra, đây là ta ăn lớn nhất đường hầm thịt dê nướng. Trước kia ta ở nước ngoài Chinatown nếm qua một lần, quả thực là hố ca. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, quốc ngoại thịt dê nướng, chiều theo người ngoại quốc khẩu vị, đương nhiên ăn không được chính tông. Có thức ăn ngon, nhất định muốn uống chút rượu à. La Quân còn nói thêm. Trầm Mặc Nùng nói ra, vừa vặn, ta ở chỗ này có một bình tồn lấy bay trên trời Mao Đài, người đi tìm Trương ca lấy tới. La Quân hoan hỉ nói ra, được rồi. Hắn rất nhanh liền đi lấy bay trên trời Mao Đài tới. Cũng chủ động trước cho Trầm Mặc Nùng rót đầy, rượu kia dịch màu vàng óng, theo mật ong giống như. La Quân không khỏi nói ra, ta nói các người những này lãnh đạo làm sao nhiều như vậy bay trên trời Mao Đài nha, ta đi mua cũng mua không được trịnh trọng như vậy. Người có phải hay không thu lấy chỗ tốt chơi à? Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, La Quân, người cái này trong mồm chó, suốt ngày thì nhả không ra một câu lời hữu ích tới. Những rượu này là đặc cung, người ở bên ngoài đương nhiên không dễ mua đến. La Quân cười hắc hắc, tiếp lấy nâng chén, nói ra, ta kính ngươi, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi vì ta làm ra hết thảy. Trầm Mặc Nùng liền cũng nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch, La Quân tiếp lấy rót rượu. Trầm Mặc Nùng nói ra, vẫn là câu cách ngôn kia, giúp ngươi chính là giúp ta. Thực giữa chúng ta không thể nói cảm ơn hai chữ, ta là vì ứng phó thiên địa sát kiếp. Cam đoàn an ninh quốc gia. Ngươi là thiên mệnh giả, cho nên, ta sẽ đối với ngươi quan tâm một số. Ngươi không nên cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi liền tốt. La Quân liền nửa là nghiêm túc nói, có thể bị ngươi dạng này đại mỹ nhân sử dụng, đó cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi cái miệng này a, thì yêu trêu chọc nữ nhân. Hết lần này tới lần khác ngươi cũng không phải an phận người, ta nhìn mấy cô gái kia đều đối ngươi là vừa yêu vừa hận. La Quân cười ha hả, hắn lại không nguyện ý nói chuyện nhiều luận những vấn đề này. Trầm Mặc Nùng uống một hớp rượu, ăn một miếng thịt dê nướng. Sau đó lại nghiêm mặt nói ra, La Quân, ta trước đó nói qua, ta có biện pháp để hàng hành thiên không còn dám tìm làm phiền ngươi. Hiện tại, ta thì muốn nói với ngươi nói chuyện này. La Quân nhất thời đến hứng thú, hắn nghiêm mặt nói, ngươi nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, chuyện này muốn từ một cái tông phái nói lên. Tông phái này gọi là thần vực. Thần vực ở vào nước Mỹ Los Angeles Hương Sơn. Ngươi đừng tưởng rằng thần vực là nước Mỹ tông phái, trên thực tế, thần vực là người Hoa chúng ta sáng lập. Thần vực thần đế là một vị trong truyền thuyết đại thần thông giả. Tại hơn 100 năm trước, vị này thần đế 30 tuổi,
hắn tại nước Mỹ sáng lập thần vực. Hắn tại Hoa Hạ thu một đám đồ đệ đến nước Mỹ. Tại nước Mỹ, thần vực tài phú đã đạt tới không thể đo lường cấp độ. Rất nhiều trong lĩnh vực, thần vực đều có bước chân. Nàng ngừng một lát, nói ra, thần đế loại đại thần thông này người, đối tài phú cũng không có hứng thú gì. Về sau, hắn ngay tại Hương Sơn dàn xếp lại, Mỹ quốc chính phủ đối thần vực cũng là không dám đắc tội, vẫn luôn rất lợi hại kính sợ. Bọn họ chỉ cầu thần vực có thể không cho xã hội mang đến phiền phức. La Quân không khỏi nói, nước Mỹ công nghệ cao là lợi hại nhất, bọn họ chẳng lẽ cầm thần vực không có cách nào. Thần vực cách làm này tương đương tại nước Mỹ tâm tạng địa đái an trí một quả bom. Nước Mỹ như thế tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Trầm Mặc Nùng nói ra, không ai có thể giết đến thần đế. Đã từng nước Mỹ có một nhiệm kỳ tổng thống muốn xử lý thần đế, nhưng là vị này tổng thống về sau bị thần đế tìm tới cửa. Từ đó về sau, không ai còn dám tìm thần đế phiền phức. Làm người tại ngoài vạn dặm, động niệm đầu muốn sát thần đế liền sẽ có cảm ứng. La Quân âm thầm kinh hãi, hắn nhịn không được nói, thế gian thế mà thật có thần thông quảng đại như vậy hạng người. Trầm Mặc Nùng nói ra, thần vực bên trong, chia làm nội môn cùng ngoại môn. Nội môn đệ tử trước mắt hết thảy 37 tên. Ngoại môn đệ tử có hơn 300 tên. Mặt khác, thần vực có thật nhiều phục vụ nhân viên, những này phục vụ nhân viên đều là các quốc gia đặc chủng tinh anh, bọn họ phụ trách quản lý thần vực một chút kinh doanh cùng thường ngày giữ gìn. Thần vực đãi ngộ vô cùng hậu đãi, nội môn đệ tử tài phú không thể tưởng tượng. Mà lại, địa vị là cực tôn quang vinh, ngoại môn đệ tử cũng có rất lợi hại hậu đãi ngộ, bất quá bọn hắn đều phải nghe lệnh của nội môn đệ tử. Tại thần vực bên trong, đẳng cấp chế độ cực rõ ràng xâm nghiêm, không thể có nửa điểm vượt qua. La Quân nghe rất nghiêm túc, hắn còn nói thêm, nhưng là, cái này cùng ta có thể hay không để cho hàng hành thiên không tìm ta phiền phức có quan hệ gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề mấu chốt cũng là ở chỗ này. Có một việc, ta không có nói cho ngươi, cái kia chính là hàng hành thiên cùng Lâm Văn Long đều là thần vực ngoại môn đệ tử. Bọn họ trước mắt cũng phải nghe từ thần vực nội môn đệ tử. Hai người kia, tại trong ngoại môn đệ tử đã là tối cao đẳng cấp. Bọn họ có thể tự do hoạt động, cũng có thể điều động thần vực một số tư nguyên. Đây cũng là hai người kia có thể có hôm nay thành tựu như thế nguyên nhân. Nàng đón đến, nói ra, thực, thần vực còn có thật nhiều ngoại môn đệ tử ở bên ngoài sáng lập cơ nghiệp. Đều không ngoại lệ là, những ngoại môn đệ tử này, không ai không phải thanh danh hiển hách, có được cực lớn tài phú. Liền lấy ta biết rõ, Siberia có cái ngút trời quân sự học viện. Khởi đầu học viện viện trưởng già Diệp Nam cũng là thần vực ngoại môn đệ tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 140, Ma Đế Trần Thiên Nhai. La Quân không khỏi giật mình, ngút trời học viện quân sự hắn nhưng là có nghe thấy. Cái kia già Diệp Nam tại rất nhiều lính đánh thuê miệng bên trong bị truyền thành thần. Tất cả mọi người nói già Diệp Nam là đệ nhất quân thần. Cái này già Diệp Nam, từng tại châu Phi một cái tiểu quốc gia bên trong. Một người một kiếm đi giết trong vạn quân phản tướng thủ lĩnh. Từ đó, già Diệp Nam danh tiếng đại chấn. Mẹ nó, phải biết, cái kia phản tướng là tại súng ống đầy đủ trong quân doanh. Bên người tăng, đại pháo, đạn đạo tầm xa đều có. Hơn nữa còn có tinh nhuệ thân vệ binh bảo hộ. Cái kia phản tướng thân vệ binh, vũ khí đều là vô cùng tiên tiến. Có thể già Diệp Nam vị này quân thần lại không theo quy củ ra bài, lại là mang theo kiếm. Tại công nghệ cao thời đại, vị này quân thần liền dựa vào lấy vũ khí lạnh giết vào đi vào, như vào chỗ không người. Loại sự tình này dấu vết, tựa hồ chỉ có thể tại võ hiệp bên trong nhìn thấy. Nhưng lại xuất hiện tại già Diệp Nam trên thân. Mà lại, La Quân còn biết, già Diệp Nam ngút trời học viện quân sự ra không ít ưu tú lính đánh thuê, sát thủ. La Quân ở trong lòng đếm xem, thì thần vực ngoại môn mấy cái người đệ tử. Như Lâm Văn Long, già Diệp Nam, hàng hành thiên những người này. Bọn họ một cái kia không phải mình trước mắt muốn ngưỡng vọng tồn tại. La Quân nghe đến đó không khỏi hút ngụm khí lạnh, nói ra, ngoại môn đệ tử đều đã lợi hại như vậy, cái kia nội môn đệ tử chẳng phải là càng đáng sợ. Trầm Mặc Nùng kẹp một mảnh thịt dê, cái kia xuyến nổi vũ khí lượn lờ lấy, để khuôn mặt nàng có vẻ hơi mông lung đẹp. Nàng ăn một miếng nhục chi về sau, mới nói, nội môn đệ tử luôn luôn thần bí, có rất ít ngoại nhân biết. Bất quá, ta biết một tên nội môn đệ tử. La Quân lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, là ai? Người nghe qua ma đế hai chữ này không có? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân thất sắc, nói, người khác nói với ta là ma đế Trần Thiên Nhai.
đây không phải là hư huyễn truyền thuyết sao? Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, ma đế Trần Thiên Nhai cũng không phải là truyền thuyết, tại chúng ta lục sử bên trong là có liên quan tại người này ghi chép. Năm đó ma đế Trần Thiên Nhai thống soái Quang Minh giáo đình làm loạn không nhỏ, về sau nghe nói cũng là trong thần vực môn mấy cái nhân vật kiệt xuất đồng loạt ra tay, vừa rồi đem ma đế Trần Thiên Nhai cho bắt về. Sự thật ấy truyền rất rộng, nhưng là về sau quan phương đem trấn áp xuống dưới. Chỗ lấy các ngươi rất nhiều người cũng chỉ là tin đồn một số. Ma đế Trần Thiên Nhai cũng là thần đế đệ tử. La Quân cũng coi là hoàn toàn chịu phục, hắn thật lâu mới tiêu hóa Trầm Mặc Nùng nói tới những nội dung này. Sau đó, hắn lại không hiểu nói, Lâm Văn Long con hàng này không phải thiếu Lâm Tục gia đệ tử a? Tại sao lại là thần vực? Trầm Mặc Nùng nói ra, người có chỗ không biết, mặc kệ là Lao Sơn nội gia quán vẫn là bất kỳ môn phái nào, tất cả mọi người lấy có thể nhập thần vực làm vinh. Lâm Văn Long là thật không cho tranh thủ danh ngạch, sau đó thông qua khảo hạch tiến nhập thần vực. Hắn nếu không phải dựa vào thần vực tư nguyên, đâu có thành tựu ngày hôm nay. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, hắn có không hiểu nói ra, nhưng tất cả những thứ này lại có quan hệ gì với ta? Ta dựa vào cái gì làm cho hàng hành thiên không dám động thủ với ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta như vậy nói cho ngươi đi, thần vực bên trong, môn nhân không trải qua cho phép, là không được lẫn nhau đấu. Nếu như, ngươi cũng trở thành thần vực ngoại môn đệ tử, như vậy thì xem như cho hàng hành thiên 100 cái lá gan, hắn cũng là không dám tới cùng ngươi đối nghịch. La Quân cũng liền minh bạch, nói ra, cho nên ngươi ý là để cho ta thần vực ngoại môn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, nếu như ngươi có thể thần vực, sau cùng thậm chí trở thành thần vực nội môn đệ tử. Như vậy tương lai ngươi phần thắng hội lớn hơn nhiều, mà lại, ngươi chỉ có tiến nhập thần vực, ngươi tu vi mới có thể đạt tới chánh thức đăng phong tạo cực. Thần vực nơi này, là chúng ta người luyện võ thánh điện, không ai không muốn đi vào. Cái này theo thần vực là một chỗ ưu tú đại học một dạng, mỗi người từ bên trong đi ra người, đều sẽ có bất phàm thành tựu. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, theo ngươi nói như vậy, ta chỉ sợ thần vực ngoại môn cũng không dễ đi vào đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tự nhiên không tốt đi vào. Bất quá, chúng ta đem thần vực xem như là ưu tú Cambridge Đại học. Cái kia tiểu tử ngươi khẳng định cũng là học tập ưu dị cái kia một đợt. Trước mắt thì có một cơ hội, một tháng sau, thần vực lại phái giám khảo đến Yến Kinh đến tiến hành một lần khảo thí. Chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể chính thức trở thành thần vực ngoại môn đệ tử. La Quân nói ra, vậy còn ngươi, ngươi không tham gia khảo thí. Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta là quốc gia nhân viên công chức, làm sao có thể qua tiến nhập thần vực. La Quân khẽ giật mình, sau đó nghĩ cũng phải. Hắn nói, cho nên nói, ta lúc này cũng chỉ có tiến nhập thần vực ngoại môn con đường này có thể đi. Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, La Quân, ta biết ngươi là tự do tản mạn người. Có lẽ ngươi không quá ưa thích ta cho ngươi quy hoạch lộ tuyến. Cho nên, cũng không phải nói đây là duy nhất lộ tuyến. Nếu như ngươi có càng tốt phương pháp giải quyết, ta hội tôn trọng ngươi ý nghĩ. La Quân không khỏi cười khổ, dưới mắt, hắn lại nơi đó có cái gì càng dễ làm hơn phương pháp. Bất quá, Trầm Mặc Nùng nói đúng, hắn xác thực không thích dựa theo lộ tuyến định trước qua đi. Nhưng là, đã không có khác biện pháp, hắn cũng chỉ có nghe theo Trầm Mặc Nùng. Mà lại, hắn cũng biết, Trầm Mặc Nùng mặc dù có chút tư tâm, nhưng phần này tư tâm cũng là khẩn thiết ái quốc chi tâm. Ngay sau đó, La Quân liền cũng liền hít sâu một hơi, nói ra, thần vực ngoại môn đệ tử khảo hạch là tình huống như thế nào? Sẽ rất khó sao? Trầm Mặc Nùng gặp La Quân không hề bài xích, hơi hơi thở phào. Nàng nói ra, ngoại môn đệ tử khảo hạch đương nhiên rất khó, phải nói là vô cùng gian nan. Nhưng là phương diện này, ta đối với ngươi là có lòng tin. Thực dưới mắt càng khó không phải cái này, mà chính là một cái khảo thí danh ngạch. Thần vực đối tham gia khảo thí thí sinh, có rất lợi hại nghiêm yêu cầu. 1. Nhất định phải căn hồng miêu chính. 2. Phải có giới thiệu người. Cái này giới thiệu người rất trọng yếu. Tương lai ngoại môn đệ tử nếu như xảy ra vấn đề, thần vực liền sẽ tìm cái này giới thiệu người phiền phức. Mà lại, giới thiệu người thân phận nhất định phải rất lợi hại cao thượng. Kể từ đó, giới thiệu người tại đề cử thí sinh thời điểm, sẽ phi thường cẩn thận. Bởi vì ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc dưới cái phiền toái này. La Quân hơi hơi đắng chát, nói ra, người nói cái này hai hạng là ta thiếu thốn nhất, muốn nói ta căn đỏ chính miêu, vậy ai cũng sẽ không tin. Ta chính mình cũng không biết cha mẹ mình là ai, đến từ nơi đâu. Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết.
La Quân nói ra, vậy liền hết thảy đều làm phiền ngươi. Hắn khó được khách khí như vậy. Trầm Mặc Nùng cảm giác được La Quân tâm tình có chút xa xút, nhân tiện nói, ngươi vẫn là không vui. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, Mặc Nùng, ngươi yên tâm đi. Ta hội tuân theo ngươi đi làm, chỉ bất quá, dưới mắt ta bị buộc lấy đi đến một bước này, tâm lý quả thật có chút không đại thống khoái. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh điều tiết tốt. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra, bởi vì cái gọi là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đạo lý chính là cái đạo lý này, chờ đến ngày đó, người đủ cường đại lúc, khi đó, người liền có thể tự do tự tại, tùy tâm sở dục. La Quân gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Hai người liền cũng liền trò chuyện, uống vào, không bao lâu thế mà đem nguyên một bình bay trên trời Mao Đài cho uống xong. Lúc này Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ hồng một mảnh, như cái tiểu nữ hài, trông rất đẹp mắt. Nàng hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm. Ăn không sai biệt lắm, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đứng dậy. La Quân muốn đi trả tiền, Trầm Mặc Nùng không cho, nàng cởi mở cười một tiếng, hơi say rượu nói, người đến Yến Kinh là khách, sao có thể để ngươi mời khách. Sau đó, nàng liền đối với tấm kia ca nói ra, ghi tạc sổ sách, ta lần sau cùng một chỗ cho. Trương ca liền nói tiếng được rồi. La Quân cũng liền không lại kiên trì. Hai người rất mau ra cái hẻm nhỏ. Cái này lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Nơi xa còn có thể nhìn thấy không ít hải đăng, rộng rãi phồn hoa kiến trúc. Cái kia cầu vượt bên trên hải đăng tạo thành uốn lượn thần long, mỹ lệ vô cùng. Ta lái xe đi, La Quân gặp Trầm Mặc Nùng tửu lượng không được, liền nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng liền không lại kiên trì. La Quân sau khi lên xe, lập tức hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Trầm Mặc Nùng nằm trên ghế ngồi, nàng híp nửa mắt nói ra, ta ở chỗ này có một bộ nhà, là tại ba vòng đường Man City tiểu khu. Ngươi dùng hướng dẫn định vị một chút liền tốt. La Quân ân một tiếng, sau đó nổ máy xe. Trầm Mặc Nùng cũng liền dựa vào ghế dựa ngủ mất, nàng ngủ yên tĩnh ngọt ngào, miệng nàng môi tại đèn đường chiếu rọi xuống, tản ra như anh đào màu sắc. Khiến người ta cảm thấy nàng là chìm công chúa ngủ trong rừng, chỉ chờ vương tử một hôn liền sẽ tỉnh lại. La Quân thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Trầm Mặc Nùng bộ dáng không khỏi ngẩn ngơ, nàng thật là một cái nữ nhân xinh đẹp. Cũng là rất đặc biệt nữ nhân, mà lại, nàng giống như Lâm Thiến Thiến, đều rất yêu quý sinh hoạt cùng quốc gia. Các nàng nguyện ý vì quốc gia, nhân dân an vui qua phấn đấu, vất vả. Các nàng không cần hồi báo, cũng không cần bên ngoài người biết được. Như vậy, lại đến là dạng gì nam nhân mới có thể xứng với Trầm Mặc Nùng dạng này kiệt xuất nữ nhân ưu tú đâu? La Quân không nghĩ ra được. Ngay vào lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện cảnh sát giao thông xem xét. Ngăn đón hô ngừng xe. Không chỉ là một tên cảnh sát, mà là cảnh sát đội ngũ đang làm đột kích kiểm tra. La Quân không khỏi âm thầm gọi hỏng bét, hôm nay chính mình thế nhưng là uống rượu. Làm sao xui xẻo như vậy? Hắn lại không nghĩ nghĩ, hắn chính mình đã bao nhiêu lần tự điều khiển. Cái này gọi lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. La Quân rơi vào đường cùng dừng xe, hắn đang chuẩn bị xuống xe, lại không nghĩ rằng một tên cảnh sát giao thông tiến lên đây cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói. Trưởng quan, không có ý tứ, chúng ta vừa rồi không thấy rõ, ngài không cần kiểm thi có thể thông qua. La Quân không khỏi ngây người, sau đó, hắn lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ chứng A, chính mình hôm nay mở là xe quân đội. Vẫn là đông đô quân khu, khó trách cảnh sát giao thông không dám khó xử. Hắn liền cũng nói, mọi người vất vả. Sau đó thì nổ máy xe rời đi. Hắn từ kính chiếu hậu bên trong còn trông thấy cảnh sát kia lành nghề lễ. Đây chính là đặc quyền mị lực, có thể làm cho người vì đó thần hồn điên đảo. Đến Man City tiểu khu về sau, Trầm Mặc Nùng cũng liền tỉnh lại. Nàng tinh thần khôi phục rất nhiều. Trên thực tế, nàng tuy nhiên uống nhiều, nhưng là nếu như gặp phải tình trạng khẩn cấp, thân thể nàng sẽ tự động điều tiết thành trạng thái tốt nhất. Trầm Mặc Nùng hỏi trước, trên đường có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai, cảnh sát giao thông đột kích kiểm tra. Còn tốt chúng ta mở là xe quân đội. Trầm Mặc Nùng nghe vậy nao nao. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, Trầm Mặc Nùng trên xe soát gác cổng thẻ. Xe liền tiến vào tiểu khu. La Quân vừa lái xe, một bên kỳ quái nói, ngươi làm sao không có điểm phản ứng. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có thể có phản ứng gì. Hôm nay đúng là chúng ta tự điều khiển phạm pháp, ta ghi ở trong lòng.
ta cũng không thể trách người ta cảnh sát giao thông làm việc thiên tư trái pháp luật, bởi vì đây là chúng ta quốc tình. Ta khẳng định không thể lúc này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ không phải. Cho nên không có gì để nói nhiều. Chương 141, từ đổ ra. Tự nhiên, không làm bộ. Đây là Trầm Mặc Nùng phong cách hành sự, nàng không phải Hải Thụy như thế giả cao đại thượng. Gia tính trong năm Hải Thụy, người người ca tụng đại thanh quan lại như thế nào? Hắn vì chính mình thanh liêm danh tiếng, liền nữ nhi của mình đều có thể bỏ mặc chết đói, nhưng nói là diệt thiên luân. Không nói đến những này, La Quân rất nhanh liền tướng quân xe đứng ở trong bãi đậu xe. Sau đó mới theo Trầm Mặc Nùng về nhà. Trầm Mặc Nùng ở là lầu 3, 3 phòng 2 sảnh. Vừa vào trong phòng, La Quân thì kỳ quái nói, bình thường thang máy phòng, không đều ưa thích tuyển cao một chút sao? Ngươi làm sao tuyển thấp như vậy? Trầm Mặc Nùng dễ chịu đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nàng hứng hờ nói ra, cừu ra hơi nhiều, ở cao không tốt chạy trốn. La Quân thổi phù một tiếng, bật cười. Bất quá, hắn cũng cảm thấy việc này tuy nhiên ngẫm lại buồn cười, nhưng cũng rất có đạo lý. Nếu như ở quá cao, cừu ra tìm tới, xác thực không dễ dàng chạy trốn. Mà thấp một chút, vậy liền đơn giản nhiều. Phòng này sửa sang là Âu thức phong cách, khắp nơi đều lộ ra một cỗ trang nhã phong phạm, cảnh đẹp ý vui. La Quân cũng liền ngồi tại Trầm Mặc Nùng bên cạnh một mình trên ghế salon, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lập tức nói, không đúng, Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng mở mắt ra, nói, chỗ nào không đúng. La Quân nói ra, ngươi nói ta là ngoại môn đệ tử về sau, hàng hành thiên không thể tìm ta phiền phức. Nhưng là, nếu như ta giết Tiêu Băng Tình, cái kia hàng hành thiên cũng có thể tới giết ta người bên cạnh a. Trầm Mặc Nùng nói ra, điểm này là ta không có nói rõ với ngươi. Ngoại môn đệ tử không được tru sát đồng môn đệ tử, cũng không thể tru sát đồng môn đệ tử người nhà cùng bằng hữu. Nếu quả thật có không thể điều hòa ân oán, như vậy có thể hướng về nội môn thiên hình thai thiên hình trưởng lão đưa ra xin. Thiên hình trưởng lão sau khi đồng ý, các ngươi có thể tại thiên hình thai bên trên giải quyết ân oán. Dù sao, không thể tự mình chém giết. La Quân nhất thời khổ mặt, nói ra, hàng hành thiên nếu là muốn theo ta lên thiên hình thai, ta cũng không phải đối thủ của hắn a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi thật là một cái đần độn, hắn tìm ngươi quyết đấu, ngươi có thể không đồng ý a. Thực sự tránh không khỏi, liền nói cái mấy năm ước hẹn. Ngươi tu cái 3 năm 5 năm, tại sao phải sợ hắn? La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn nói thêm, vẫn là có một vấn đề, Tiêu Băng Tình là người điên, nếu như ta là ngoại môn đệ tử, cái kia Tiêu Băng Tình cũng là hàng hành thiên đồ đệ, ta cũng không thể giết nàng a. Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề này ta sớm nghĩ tới. Ngươi thông qua ngoại môn khảo hạch về sau, còn có 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. 7 ngày sau đó, mới có thể chính thức thần vực ngoại môn. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, ngươi còn không phải ngoại môn đệ tử, liền không có tầng này cố kỵ. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi giết Tiêu Băng Tình. Hết thảy vấn đề, đều là có logic mà theo, đều là có thể lẫn nhau bó tay chân. Duy chỉ có Tiêu Băng Tình không thể lấy thái độ bình thường để phán đoán. Nếu như không giết Tiêu Băng Tình, mặc cho Tiêu Băng Tình còn sống. Đến lúc đó, Tiêu Băng Tình cũng mặc kệ cái gì ngoại môn, nội môn. Nàng có thể đối La Quân bằng hữu giết lung tung một trận. La Quân cũng không khả năng thời gian dài bảo hộ lấy. Chờ đến bằng hữu đều chết, cái kia xử trí như thế nào Tiêu Băng Tình đều là vì lúc đã chậm. La Quân cũng biết, Trầm Mặc Nùng nói tới con đường này. Bên trong có lấy không thể tưởng tượng gian nan, không có khả năng tất cả đều theo kế hoạch đi. Cái kia Tiêu Băng Tình cả đám cũng không phải người ngu, chờ đợi mình đi giết. Nếu như Tiêu Băng Tình trốn đến xào huyệt, cũng chính là uy phong trong môn. Như vậy La Quân khẳng định cũng đã làm chừng mắt. Mà lại, cách đi thi còn 1 tháng nữa thời gian. Trong 1 tháng này cũng tương tự có thể phát sinh rất nhiều chuyện. La Quân cũng không phải cái đa sầu đa cảm tính cách, hắn vẫy vẫy đầu, cảm thấy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Sau đó, Trầm Mặc Nùng đứng dậy nói ra, ta đi tắm trước, ngươi có thể trở về phòng. Nơi này cũng không có người đổi giặt quần áo, ngày mai chính ngươi đi mua đi. Đêm nay ngươi liền đem thì một cái đi, dù sao ngươi là nam nhân, cũng không thèm để ý đổi hay không nội khố a. La Quân nhất thời cực kỳ lúng túng. Nửa giờ sau, Trầm Mặc Nùng tắm rửa hoàn tất, La Quân đi cùng tắm rửa, sau khi tắm xong, hắn trở lại trên giường bắt đầu ngồi xếp bằng, tiếp lấy vận hành dậy đại nhật nguyệt quyết tới. Lúc này, thân thể khí huyết cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Chỗ có khí huyết đều có chất cải biến,
một khi vận chuyển, liền có thể cảm giác được bên trong to lớn. Mà lại, chỗ có khí huyết đều lấy đan điền làm trung tâm, ẩn ẩn có vạn xuyên quy hải ý vị. Đây chính là kim đan cao thủ thần bí. Một khi phát lực, chỗ có khí huyết đều bị đan điền kim đan khống chế, có thể trong nháy mắt bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Đồng thời, cũng có thể thông qua kim đan đem khí huyết chi lực khống chế đến ôn nhu cực hạn. La Quân luyện tập đại khái 2 giờ, lúc này đã là rạng sáng 5 giờ. La Quân liền ngã đầu thì ngủ. Hắn cũng không có muốn khác đồ, vật. Nhưng hắn nhưng lại không biết một đêm này, Đinh Hàm theo Tiểu Tuyết ngủ cùng một chỗ, trong nội tâm nàng cũng rất phức tạp. Yến Kinh đối với Đinh Hàm tới nói, tràn ngập một loại khoảng cách cảm giác. Nàng ở chỗ này hết thảy đều là lạ lẫm, cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cũng là lạ lẫm. Vốn nên trước khi đến mọi người quan hệ còn đỡ một ít, về sau La Quân rời xa, nàng cùng các nàng quan hệ lại trở lại băng điểm. Đinh Hàm cùng Lâm Thiến Thiến các nàng những này xinh đẹp lại xuất sinh hảo nữ hài tử cùng một chỗ, khó tránh khỏi hội tự ti. Cũng cảm thấy mình cùng các nàng không có cạnh tranh tính. Nàng thậm chí không biết nên làm sao định vị mình tại La Quân tâm lý vị trí. Đêm này, nàng rất lợi hại hy vọng có thể tiếp vào La Quân điện thoại. Chỉ tiếc, La Quân lại không có nghĩ qua cái này một gốc giả. Buổi sáng 8 giờ, Trầm Mặc Nùng tại La Quân ngoài cửa phòng gõ cửa, hô, rời giường, hôm nay còn có chính sự muốn làm. La Quân cũng không phải tham ngủ người, mặc dù mới ngủ 3 giờ. Nhưng hắn giấc ngủ chất lượng rất tốt, cho nên giờ phút này là sảng khoái tinh thần. Mặc quần áo tử tế, đến trong phòng khách về sau, La Quân lập tức nhìn thấy Trầm Mặc Nùng đang xem truyền hình. Hơn nữa nhìn tiết mục lại là, phim hoạt hình, 10 vạn cái vì cái gì? La Quân quét mắt trên bàn cơm, rỗng tuếch, hắn thấy thế không khỏi yếu ớt hỏi, chúng ta bữa sáng đâu? Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta giống như là hội làm điểm tâm người. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, quay người liền đi rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Quân vừa mới đi tới, Trầm Mặc Nùng liền đứng lên, nói ra, chúng ta đi thôi. Gọn gàng tác phong. Qua làm gì, La Quân không khỏi hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến trên xe lại nói cho ngươi. La Quân liền cũng thì không hỏi thêm nữa. Ra thang máy về sau, La Quân vừa tới trong khu cư xá, lập tức trông thấy thời tiết này âm u, mà lại bão cát rất lớn. Hắn không tự chủ được nói, ngoá, có yêu khí a. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, Yến Kinh khí trời luôn luôn đều là như thế, người tại Hải Tân đợi thói quen, khẳng định không quen nơi này khí trời. La Quân hơi hơi cảm khái, nói, Yến Kinh mặc kệ không khí lại không tốt, khí trời lại ác liệt. Nhưng vẫn là có rất nhiều người chen vỡ đầu nghĩ đến cái này địa phương tới. Vì cái gì, hay là bởi vì quyền tiền, tham lam, dục vọng. Trầm Mặc Nùng khinh bỉ mắt nhìn La Quân, nói ra, người nếu là không có dục vọng, không có thất tình lục dục, cái kia còn sống có cái gì kinh. La Quân không khỏi nghẹn lời. Xoa, chính mình mỗi lần đều có thể tại Lâm Thiến Thiến các nàng trước mặt chứa đựng cao nhân. Nhưng là đến Trầm Mặc Nùng trước mặt, hoàn toàn là tìm tai vạ. Hắn ngay sau đó liền nói ra, Trầm Mặc Nùng, người biết người có cái lớn nhất khuyết điểm a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta biết, quá thông minh, để đàn ông các ngươi rất có áp lực, đều muốn tránh lấy ta đúng hay không? Ngươi có phải hay không còn lo lắng ta gả không gả được ra ngoài? La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi thật là một cái yêu nghiệt a, xem ra chỉ có lão nạp đến thu ngươi. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, ta sẽ không thích tu vi không bằng nam nhân ta. La Quân nhất thời có loại muốn thổ huyết xúc động. Rất nhanh, hai người liền lên xe, dưới mắt lại là Trầm Mặc Nùng lái xe. Xe chạy ra khỏi tiểu khu về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong về sau, ta dẫn người đi tiệm bán đồ cổ mua chút lễ vật. Hôm nay ta muốn dẫn người đi bái kiến Tư Đồ gia lão gia tử. Tư Đồ gia lão gia tử danh vọng rất cao, nếu có hắn đề cử, người khảo thí danh ngạch thì không có vấn đề gì. La Quân cũng chưa từng nghe qua Tư Đồ gia, này cũng không kỳ lạ. Yến Kinh hắn đều là lần đầu tiên đến, tự nhiên không biết cái này bên trong cong cong thẳng thẳng. Bất quá, La Quân cũng biết việc này rất khó. Hắn nói ra, đề cử sự tình không thể coi thường, chúng ta như thế cầu tới môn qua, cái kia Tư Đồ lão gia tử có thể đáp ứng không? Hắn đón đến, nói ra, người cùng Tư Đồ lão gia tử quan hệ thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chưa thấy qua lão gia tử này, bất quá hắn hẳn nghe nói qua ta. Nàng đón đến, còn nói thêm, tuy nhiên Yến Kinh còn có người khác có thể đề cử ngươi, nhưng là,
nếu như Tư Đồ lão gia tử đô không đáp ứng, người khác thì càng sẽ không đáp ứng, bởi vì Tư Đồ lão gia tử là lớn nhất chính trực, chính phái một cái. Hắn cũng có ít nhiều tự tư, hôm nay sự tình có thể thành hay không, không ở chỗ ta, ở chỗ ngươi. La Quân đối chuyện đứng đắn sẽ không mập mờ, hắn hít sâu một hơi, nói, ta biết. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, nàng để La Quân xuống dưới mua bữa sáng. Nàng thì trên xe chờ lấy. La Quân mua bữa sáng tới, hai người thì trên xe ăn. Về sau, hai người liền trực tiếp chạy tới cổ vật đường phố. Tại cái kia cổ vật giữa đường, đi qua một phen chọn lựa, sau cùng Trầm Mặc Nùng hoa 20 vạn mua một cái thanh triều thời kỳ Tị Yên Hồ. La Quân là muốn đưa tiền, Trầm Mặc Nùng lại nói, chuyện này, mặc dù là vì ngươi. Nhưng càng nhiều là vì quốc gia, đây là quốc gia chúng ta đối ngươi một loại đầu tư, cho nên vẫn là từ quốc gia tới trả tiền. La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, hắn biết mình đã tiếp nhận Trầm Mặc Nùng trợ giúp. Cái này cũng chẳng khác nào là tiếp nhận quốc gia bồi dưỡng, tương lai quốc gia có việc cần hắn, hắn là nghĩa bất dung từ. Này cũng không kín muốn, lấy La Quân tính cách. Coi như không có Trầm Mặc Nùng trợ giúp, như quốc gia thật có khó, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mua xong lễ vật về sau, Trầm Mặc Nùng liền lái xe mang La Quân qua hướng Tư Đồ gia. Tư Đồ gia gia chủ, cũng chính là Tư Đồ lão gia tử gọi là Tư Đồ Dạ. Tư Đồ Dạ năm nay nhanh 80 tuổi, Tư Đồ gia vẫn luôn là hào môn đại tộc, đã từng cho quốc gia rất nhiều hạng mục cung cấp rất nhiều trợ giúp. Vô luận là tiền tài vẫn là kỹ thuật, Tư Đồ gia đều rất lợi hại hỗ trợ. Có thể nói, Tư Đồ gia là ái quốc điển hình gia tộc. Cho nên, Tư Đồ gia cùng cao tầng có rất thâm hậu hữu nghị. Mà lại, Tư Đồ gia là căn bản là không tranh quyền thế. Tư Đồ gia tọa lạc tại Bắc Ngoại ô bên kia, Tư Đồ gia khai mở một cái tiểu trang viên đi ra. Nơi đó vô cùng thanh tịnh và mỹ hảo. Chương 142, quỷ dị Tư Đồ gia. Sau một tiếng, Trầm Mặc Nùng lái xe mang theo La Quân đi vào Tư Đồ công quán trước. Cái này Tư Đồ công quán phía trước là một cái phong bế thức đình viện, có thể trông thấy rừng trúc cây trúc xanh tùm mở rộng đi ra. Môn là cổng sắt, rất là rộng lớn. Trầm Mặc Nùng dừng xe về sau, cùng La Quân xuống xe. Hai người tới cổng sắt bên cạnh nhấn chuông cửa. Này môn linh chỗ có camera, rất lợi hại hiển nhiên là liên tiếp bên trong đáng nhìn điện thoại. Trầm Mặc Nùng liền chạm tại camera phía trước. La Quân có chút không bình tĩnh nói, ngươi cũng không có hẹn trước. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, từ tốn nói, ta hẹn trước, bất quá Tư Đồ lão gia tử không có nhận điện thoại ta, cũng không có đáp ứng. La Quân mồ hôi, thầm nghĩ, ngươi nhà làm việc còn có thể dựa vào phổ điểm sao? Chuông cửa vang về sau, nhưng vẫn không có người đến lái môn, làm sao bây giờ? La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng rất là bình tĩnh, nói ra, chờ thôi. Nàng nói xong cũng rất lợi hại nhàn nhã trở lại trong xe. La Quân đi theo trở lại trong xe, nói ra, rất rõ ràng lão gia tử không muốn gặp ngươi a, chúng ta một mực đang nơi này ngốc chờ hữu dụng không? Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, ngốc chờ có hữu dụng hay không ta không biết a, nhưng là ta biết không ngốc chờ khẳng định vô dụng. Còn có, ai bảo ngươi lên xe đâu, cầu ngươi làm việc là ngươi, nào có tại ngồi trên xe chờ đạo lý, ngươi nhanh xuống dưới, một mực đang camera phía dưới đứng đấy. Cũng tốt khiến người ta lão gia tử biết ngươi vẫn còn ở đó. La Quân im lặng, nói, ngoá, Tư Đồ lão gia tử cũng không nhận ra ta là viên kia hành, ta ngốc như vậy đứng ở bên ngoài, hắn đừng tưởng rằng ta là bệnh thần kinh. Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, ngươi nếu là có càng dễ làm hơn phương pháp ngươi có thể thử một chút a. Hoặc ngươi một chân đá tung cửa ra. Ngươi nhiều bức, La Quân bất đắc dĩ, nói ra. Trầm Mặc Nùng lần trước liền bị La Quân khích lệ châu bút, lúc ấy nàng không nói chuyện. Lần này, nàng lại lạ thường phản ứng lớn, nói, ngươi mới châu bút, cả nhà ngươi đều châu bút. La Quân sững sờ, lập tức cũng liền tỉnh ngộ lại. Giống như nói với nữ tính hai chữ này là không quá tôn trọng a. Hắn khó được gặp Trầm Mặc Nùng tức giận, tâm tình lập tức cũng liền vui sướng. Thế là cũng liền cầm lễ vật, xuống xe đứng tại camera phía dưới. Ai, La Quân trong lòng cũng chỉ có thể may mắn, vẫn còn may không phải là quỷ a. Trong TV, võ hiệp bên trong có rất nhiều dạng này khổ bức kiều đoạn a. Nhân vật chính cầu người thu lưu làm đồ đệ, tại phong tuyết ngoài cửa quỳ cái 3 ngày 3 đêm. Nếu là đổi lại La Quân, cái kia chính là phải lập tức quải điệu, hắn cũng là tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai quỳ xuống. Hắn đầu gối,
bên trên lạy trời, dưới lạy phụ mẫu, trung gian quỳ sư phụ. Còn lại người, tuyệt đối không thể để cho hắn quỳ xuống. Trầm Mặc Nùng thì trong xe ngủ dậy cảm giác tới. La Quân cũng vẫn đứng tại camera phía dưới, hắn mình lúc mặc dù cả lơ phất phơ, nhưng là làm lên chính sự đến lại là có cỗ thường nhân khó có thể tưởng tượng kiên quyết cùng dẻo dai. Cái này vừa đứng cũng là 2 giờ, trong vòng 2 canh giờ, La Quân không nhúc nhích như cọc tiêu. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng hắn vui vẻ. Sau đó, sắt áp cửa bị mở ra. Xuất hiện tại La Quân trước mặt là Tư Đồ gia quản gia này gọi là Ngô Bình, người xưng Ngô Bá. Ngô Bá một thân trường sam màu xanh, hắn đại khái 70 mấy tuổi. Bất quá, hắn tuy nhiên có 70 mấy tuổi, nhưng là tinh khí thần rất tốt. La Quân trông thấy Ngô Bá, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ra ra ngài tốt. Miệng hắn có đôi khi vẫn là rất ngọt. Gia hỏa này nụ cười rất rực rỡ, là tuyệt đối không có có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì loại kia. Khiến người ta gặp thì sẽ cảm thấy dễ chịu. Ngô Bá cũng lập tức liền đối La Quân tràn ngập hảo cảm, hắn mỉm cười, nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi ở bên ngoài đã đứng 2 giờ. Không biết ngươi đến chúng ta Tư Đồ công quán là có chuyện gì không? Lúc này, Trầm Mặc Nùng vẫn còn đang trong xe ngủ. La Quân cũng không phải cái thói quen muốn dựa vào người khác người, hắn cũng liền hoàn toàn không trở về nhìn Trầm Mặc Nùng. Mà chính là ngại ngùng cười một tiếng, nói, ra ra, ta xác thực là có chuyện muốn tìm Tư Đồ lão gia tử hỗ trợ, còn hy vọng ngài có thể giúp ta dẫn kiến một hai. Ngô Bá hơi hơi kinh ngạc La Quân thẳng thắn cùng trực tiếp, hắn cũng liền nói, lão gia tử lớn tuổi, sẽ không tùy ý gặp người. Như vậy đi, người ngay ở chỗ này nói cho ta một chút. Nếu như ta cảm thấy lão gia tử có thể giúp ngươi, ta liền giúp ngươi dẫn kiến. Nếu như ta cảm thấy lão gia tử không thể giúp ngươi, như vậy ngươi cũng không cần lại uổng phí sức lực được không? La Quân liền nói ra, được. Hắn đón đến, nói ra, ta muốn tham gia thần vực ngoại môn đệ tử khảo hạch, nhưng là ta thiếu khuyết một cái giới thiệu người. Ta hy vọng lão gia tử có thể giúp ta theo thần vực tiến cử lên, vì ta tranh thủ đến một cái danh ngạch. Ngô Bá hơi hơi thất sắc, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói ra, hướng thần vực giới thiệu người tuyển, chuyện này là không như bình thường. Ta chỉ sợ lão gia tử không thể giúp ngươi. La Quân vẫn không hoảng hốt không nóng nảy, hắn từng cái có lý nói ra, không dối gạt ra ra ngài nói, ta muốn tham gia thần vực ngoại môn đệ tử khảo hạch, chính là cùng tính mạng của ta du quan sự tình. Mà lại không ngừng một mình ta tánh mạng, tục ngữ nói tốt, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta không dám quá nghiêm khắc quá nhiều đồ, vật, chỉ hy vọng ra ra ngài nếu như có thể tận lực giúp ta chuyện này. Ngô Bá âm thầm tán thưởng La Quân khí độ, hắn theo rồi nói ra, chuyện này, ta không làm chủ. Như vậy đi, ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta đi cùng lão gia tử thông bẩm một tiếng, ngươi thấy thế nào? Đa tạ, La Quân lập tức kính cẩn nói ra. Ngô Bá mỉm cười, sau đó liền xoay người đi vào. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn quay đầu trông thấy Trầm Mặc Nùng trong xe cười mỉm. Hắn lập tức đi đến xe bên cạnh, hướng Trầm Mặc Nùng hồ nghi nói, các người cái này nên không phải tại hùn vốn khảo nghiệm ta đi. Trầm Mặc Nùng thu liếm nụ cười, nói ra, ta đối với ngươi lại giải bất quá, nơi đó có nhàm chán như vậy đến khảo nghiệm ngươi. Lại nói, ngươi đã là kim đan cao thủ, cũng không phải mao đầu tiểu hỏa tử. Loại này khảo nghiệm đều là trò cười a. La Quân nghĩ cũng phải. Hắn đón đến. Nói, ta thế nào cảm giác lần này tới tìm Tư Đồ lão gia tử hỗ trợ rất lợi hại huyền a. Trầm Mặc Nùng nói ra, nói thực ra đi, ta cũng cảm thấy rất buồn ngủ khó. Nhưng đây là duy nhất đường, ta tin tưởng ngươi là thiên mệnh giả. Lão thiên đã tuyển ngươi, chắc chắn sẽ không đem sau cùng đường cho ngươi phá hỏng. La Quân ngẫm lại cũng cảm thấy Trầm Mặc Nùng nói có chút đạo lý, hắn lại nói, nhưng chúng ta hôm nay tới, tốt xấu là đến soát mặt. Mặt mũi ngươi dù sao cũng nên lớn hơn ta chút, ngươi tránh đằng sau làm gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, tiểu tử, đây chính là ngươi đần. Ta hẹn trước đều không hẹn trước đến, mặt mũi này liền không có tẩy thành công a. Ta muốn Tư Đồ lão gia tử khẳng định cũng ưa thích có đảm đương tiểu hỏa tử một số. Cho nên, ngươi ở phía trước mặt tự thân đi làm không sai. Mà lại, Tư Đồ lão gia tử hữu một thiên tài cháu gái Tư Đồ Linh Nhi. Ngươi lần này qua nếu là biểu hiện ưu dị. Nói không chừng lão gia tử một hoan hỉ, đem ngươi chiêu đi làm cháu rể đâu. La Quân lập tức nói, ngươi tha ta đi, người nào cũng đừng hòng đem ta tiến lên hôn nhân phần mộ. Con hàng này là sợ nhất kết hôn.
hai người trò chuyện không bao lâu, cái kia Ngô Bá đi ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng liền nghênh đón. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, Ngô gia gia, ngài khỏe chứ, ta là Trầm Mặc Nùng. Ngô Bá nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới thẩm trưởng phòng đại giá quang lâm chúng ta Tư Đồ công quán A, hoan nghênh hoan nghênh. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, lại không nhiều nói. Sau đó, Ngô Bá lên đường, hai vị đi theo ta. Hắn sau khi nói xong, quay người tiến trong đình viện. La Quân cầm lễ vật cùng Trầm Mặc Nùng theo ở phía sau. Tiến vào đình viện, La Quân trông thấy hai bên phần lớn là mặt cỏ, ở giữa là đá xanh trải. Bên phải mai thụ từ từ, cái kia hương hoa thổi qua đến, rất là dễ ngửi. Chính giữa có phun một cái tuyền, bất quá giờ phút này suối phun cũng không có mở ra. Cái kia công quán kiến trúc to lớn hùng vĩ, nhưng lại chưa phát giác xa hoa. Hai tầng lâu, màu trắng tinh vách tường, màu đỏ ngói. Một đường đi vào, La Quân cũng chỉ nhìn thấy trong đình viện có mấy cái người làm vườn đang xử lý. Cả tòa công quán bên trong tựa hồ không có cái gì lực lượng phòng thủ. La Quân không khỏi âm thầm kỳ quái, Tư Đồ lão gia Tử Đô không cần bảo tiêu sao. Hắn lại tỉ mỉ quan sát Ngô Bá, phát hiện Ngô Bá cũng là không có tu vi. Chẳng lẽ cái này Tư Đồ gia tộc, hào môn đại tộc, rõ ràng đều là không có tu vi. Cái này giống như rất không có khả năng a. Hào môn đại tộc, có thể một mực ngật đứng không ngã, nhất định phải có rất mạnh vũ trang lực lượng. Không phải vậy sớm đã bị đồng hành từng bước xâm chiếm. La Quân tâm lý có nghi vấn, nhưng lúc này cũng không dễ hỏi Trầm Mặc Nùng. Hắn cảm thấy chờ nhìn thấy Tư Đồ Viêm lão gia tử về sau, có lẽ sẽ có đáp án. Tiến vào công quán đại sảnh về sau, Ngô Bá liền an bài La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhập tọa. Hắn nói ra, các ngươi trước ở chỗ này uống trà, ta qua tìm lão gia tử. Hắn nói xong liền vào bên trong hành lang. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhập tọa, chỉ chốc lát sau thì có nha hoàn bộ dáng người đến dâng trà. La Quân cảm thấy nơi này bầu không khí rất kỳ quái, tựa hồ hết thảy đều là phong kiến thời đại đại địa chủ gia đình. Liên quản gia, nha hoàn đều có. Hắn cũng không nhìn chung quanh, chỉ là cùng Trầm Mặc Nùng yên tĩnh uống trà. Dù sao, tại trong nhà người khác, khắp nơi nhìn quanh cũng không quá lễ phép. Sau một lát, từ bên trong hành lang chỗ truyền đến tiếng bước chân. Hai người tiếng bước chân, một cái là Ngô Bá, còn có một cái tiếng bước chân rất là bình thường, tựa hồ không có tu vi. La Quân âm thầm buồn bực, chẳng lẽ Tư Đồ lão gia tử cũng không có tu vi. Rất nhanh, Ngô Bá thì cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử đi ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lập tức đứng lên. La Quân trông thấy Tư Đồ Viêm lão gia tử ăn mặc một thân đường trang, hắn râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, cả một cái tuổi già sức yếu. Nhất thời, La Quân trong lòng tràn ngập điểm khả nghi. Đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ ôm quyền thở dài nói, vãn bối gặp qua lão gia tử. Sở dĩ muốn được cái này lễ tiết, đây là bởi vì La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trông thấy Tư Đồ gia toàn bộ đều là kiểu phong kiến. Cho nên lão gia tử chắc hẳn ưa thích cái này phục cổ lễ tiết. Tư Đồ lão gia tử trên mặt tươi cười, hắn tại chủ vị dừng đứng lại, sau đó tay hướng xuống ép, nói ra, khách quý không cần đa lễ, mời ngồi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chờ Tư Đồ lão gia tử sau khi ngồi xuống, hai người vừa rồi đi theo ngồi xuống. Mà Ngô Bá thì đứng tại Tư Đồ lão gia tử bên người. La Quân lại đứng lên, nói, lão gia tử, đây là vãn bối một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Nói xong cũng đưa trình đi lên. Ngô Bá tiếp nhận, sau đó đưa hiện lên đến Tư Đồ lão gia tử thủ bên trong. Tư Đồ lão gia tử thưởng thức nửa ngày, sau đó nhìn về phía La Quân, hắn cười nhạt một tiếng, lại cũng coi là hiền hòa, tiểu ca nhi, người hy vọng ta hỗ trợ sự tình, ta nghe lão Ngô nói. Ta chỉ sợ ta không thể giúp chuyện này. Hắn nói xong cũng đem Tị Yên Hồ đưa cho lão Ngô, nói, vô công bất thụ lộc, lão Ngô, người trả lại tiểu ca nhi đi. Chương 143, lại một cái thiên mệnh giả. Ngô Bá nói với Tư Đồ Viêm, vâng, lão gia. Sau đó, hắn tiếp nhận Tị Yên Hồ, sau đó trả lại cho La Quân, cũng nói, tiểu ca nhi, không có ý tứ, mời thu hồi đi. La Quân mỉm cười, nói ra, đưa ra ngoài đồ, vật không có thu hồi đạo lý. Tư Đồ lão gia tử là trưởng bối, vãn bối đến thăm trưởng bối, đưa chút lễ vật cũng là phải. Đã lão gia tử không đáp ứng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn nói xong lại liền ôm quyền, nói,
quấy rầy lão gia tử ngài, chúng ta cáo từ. La Quân nói xong lại hướng Ngô Bá mỉm cười, nói ra, ra ra, cáo từ. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Trầm Mặc Nùng lại là không có đứng lên. Mà lúc này, Từ Đồ Viêm lão gia tử từ tốn nói, tiểu ca nhi, người ở trước mặt ta chơi vờ tha để bắt thật trò xiếc, tựa hồ quá ngây thơ một số. La Quân cũng không có quay người, nói ra, lão gia tử, ta La Quân cũng không tính là người thông minh. Nhưng cũng tuyệt không phải đần độn. Ngài là Từ Đồ gia gia chủ, Từ Đồ gia trải qua mưa gió hơn 100 năm, ngật đứng không ngã. Như vậy, làm Từ Đồ gia gia chủ, khẳng định là đa mưu túc trí. Ta đã không phải đần độn, như thế nào lại tại trước mặt ngài chơi điểm ấy bất nhập lưu trò vặt. Ta chỉ có thể nói, ngài nhạy cảm. Ngươi là một cái thú vị người trẻ tuổi. Từ Đồ Yến cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, bất quá cũng vẻn vẹn như thế. Lão Ngô, tiễn khách đi. Ngô Bá liền lại đối Trầm Mặc Nùng nói, thẩm trưởng phòng, ngài nhìn. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nàng cũng không đứng lên, ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía Từ Đồ Viêm, nói ra, lão gia tử, La Quân người này, tâm cao khí ngạo. Nếu như ngôn ngữ có đắc tội địa phương, còn xin ngươi thứ cho. Bất quá, hắn tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng cũng có một cái rất lợi hại ưu điểm lớn. Cái kia chính là di ân tất báo. Ta hy vọng ngài hôm nay có thể bán ân tình này của ta. Từ Đồ Viêm nhàn nhạt nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn nói ra, nếu như nhân tình này có thể bán, ta sẽ không tiếp ngươi điện thoại. Mặc Nùng, ta và ngươi ra ra là bạn tốt, nếu như ngươi cần ta tài trợ tiền tài, nhân thủ cái gì, ta không biết nói hai lời. Nhưng là, ngươi nhân tình này, thật có lỗi, ta không thể bán. La Quân xoay người lại, hắn nói với Trầm Mặc Nùng, chuyện này, lão gia tử không giúp đỡ cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao việc này chuyện rất quan trọng. Chúng ta dưới mắt cần gì phải ép buộc. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng lại lờ đi La Quân, mà chính là lại lần nữa nhìn về phía Từ Đồ Viêm. Nàng nói ra, đã nhân tình nói không thông, như vậy lão gia tử, chúng ta thì đàm nói chuyện làm ăn như thế nào. Từ Đồ Viêm hơi hơi kinh ngạc, nói, sinh ý. Trầm Mặc Nùng nói ra, không tệ, thì là sinh ý. Từ Đồ Viêm nói ra, ta còn thật không nghĩ tới, thẩm trưởng phòng lại là cái người làm ăn. Hắn ngừng một lát, nói ra, thẩm trưởng phòng muốn cùng ta làm cái gì sinh ý. Trầm Mặc Nùng đứng lên. La Quân cũng không hiểu rõ Trầm Mặc Nùng trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn liền cũng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng chậm rãi mà nói, nàng mang theo một loại nói không nên lời mị lực cùng tự tin, lão gia tử, ngài không chịu bán ân tình này của ta. Không chịu đề cử La Quân nguyên nhân, ngài biết rõ, ta cũng biết. Cũng bởi vì ngài là biết La Quân chính là thiên mệnh giả, chính là sẽ trở thành trận này thiên địa sát kiếp trung tâm phong bạo. Ở trên người hắn có quá nhiều ẩn số, ngài muốn rời xa hắn cái này đoàn phong bạo, để tránh bị tác động đến, đúng không? Từ Đồ Viêm cũng không có phủ nhận, nói, ngươi nói tiếp. La Quân lại là âm thầm kinh ngạc, tâm đạo, cái này Từ Đồ Viêm lão gia tử thế mà cũng biết mình là thiên mệnh giả. Nhìn, Từ Đồ lão gia tử giống như tâm lý đối cái gì đều rõ ràng a. Ngược lại là mình lộ ra cô lậu quả văn. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, lão gia tử, ta không nói đừng. Ngài đã đề cử ngài cháu gái bảo bối Từ Đồ Linh Nhi tham gia cuộc thi lần này. Ngài sở dĩ đề cử Linh Nhi đi tham gia khảo thí, thần vực. Đơn giản cũng là ngài cũng đã tính tới, trận này thiên địa sát kiếp, Từ Đồ gia cũng tại trong kiếp số. Ngài theo dịch thúc cũng là nhận biết, ta tin tưởng ngài là từ dịch thúc nơi đó nghe ngóng, mới có quyết định này. Từ Đồ Viêm nói, ngươi đến muốn nói cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, thì nói rõ đi, La Quân là dịch thúc nhìn chúng người. Chúng ta quốc an lục sử, cùng quốc an một chỗ dịch thúc đều dự định cùng La Quân cột vào cùng một cái trên chiến thuyền, dùng cái này đến vượt qua trận này thiên địa sát kiếp. La Quân mệnh cách, phẩm hạnh là chúng ta tán thành. Ta cảm thấy ngài muốn dựa vào Linh Nhi một người đến vượt qua trận này sát kiếp, có chút khó khăn. Nhưng nếu như ngài tăng thêm La Quân, như vậy Từ Đồ ra phần thắng liền sẽ rất nhiều. Từ Đồ Viêm từ tốn nói, Linh Nhi cũng là thiên mệnh giả, người dựa vào cái gì cảm thấy ta Linh Nhi không bằng La Quân. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn rốt cục nghe được mặt khác thiên mệnh giả tồn tại,